Thời gian từ từ trôi qua, hai tiếng sau, chuyên gia thôi miên đi ra khỏi phòng, nói, trước mắt thì có thể nói là thành công rồi, còn phải theo dõi thêm phản ứng của bệnh nhân sau khi ngủ dậy nữa. Nếu thành công rồi thì phải thôi miên thêm lần hai, lần ba để củng cố lại nữa. Nếu không thành công thì sao? Cố Gia Huy vội vàng hỏi thăm. Nếu không thành công thì trong đầu cô ấy sẽ sinh ra kháng thể đối với chuyện thôi miên, sẽ rất khó để thôi miễn lại. Được rồi, cảm ơn. Cố Gia Huy bất đắc dĩ trả lời, cảm thấy huyệt thái dương đau đau. Lệ Nghiêm nói, tôi đã điều tra giúp anh về Cố Tử Vị rồi, chính miệng cậu ta đã thừa nhận rằng là chưa làm được gì cả. Vậu nên anh yên tâm đi. Dù vậy thì tôi vẫn lo cho Minh Tâm. Anh nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy Ngôn Dương nói đúng. Dù không giết Cố Tử Vị thì cũng có thể đánh cậu ta cho tàn phế. Thằng khốn vô liêm sỉ đó, anh phải tự giải quyết từ trước rồi. Do anh quá mềm lòng. Từ sáng sớm đến tận xế chiều, Cố Gia Huy không rời khỏi phòng bệnh lấy nửa bước. Lúc chạng vạng tối, Hứa Minh Tâm mơ màng mở mắt ra. Cố Gia Huy thấy cô như vậy thì vội vàng gọi Lệ Nghiêm đến để kiểm tra sức khỏe cho cô. Hứa Minh Tâm còn đang mơ màng thì đã bị rất nhiều người lật qua lật lại để kiểm tra. Cuối cùng, Lệ Nghiêm chiếu đèn vào mắt cô, nói, sốt cao đã giảm rồi, trên người có một số vết thương ngoài da, để tôi đi kê đơn thuốc bôi. Nói xong, anh ta không làm phiền hai người nữa, dẫn những người khác ra ngoài. Cố Gia Huy vui mừng ôm chầm lấy cô vào lòng, luôn bàn tay lớn của mình qua mái tóc đen nhánh của cô, ghì chặt lấy đầu cô. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh từ từ vang lên, anh xin lỗi, anh đáng chết, anh đã đến chậm. Chú, là ai? Bên tai anh vang lên giọng nói của Hứa Minh Tâm, giọng cô rất bé, mà ngữ điệu cũng rất xa lạ. Cố Gia Huy nghe nói vậy thì chỉ thấy tim mình run lên, anh vội thả cô ra. Em vừa nói gì? Vì quá khẩn trương, kích động nên anh nắm chặt lấy cánh tay của Hứa Minh Tâm, khiến cô đau. Cô giấy ra, chú làm gì đấy? Thả cháu ra. Cháu đau quá. Xin lỗi, do anh không khống chế được cảm xúc của mình, em vừa nói gì co. Cố Gia Huy ý thức được chuyện này, vội thả tay ra, chỉ nhìn cô với ánh mắt rất bất an. Hứa Minh Tâm khó hiểu nhìn anh, chú gì ơi, chú là ai vậy? Chúng ta quen nhau à? Sao chú lại ôm cháu? Cố Gia Huy nghe nói vậy thì cảm giác như tim mình rơi hẳn xuống đáy vực vậy, nhìn ánh mắt ngây thơ tinh khiết của cô. Chẳng lẽ thôi miên quá thành công nên cô quên luôn cả anh rồi à? Chết tiệt! Tên chuyên gia thôi miên rác rưởi gì vậy? Minh Tâm, anh là chồng chưa cưới của em. Cố Gia Huy còn chưa nói hết câu, Hứa Minh Tâm đã lấy gối đập mạnh vào người anh, chú lừa cháu. Cháu còn nhỏ như vậy, chú thì già như thế, sao có thể là chồng chưa cưới của cháu được? Á, cháu hiểu rồi, chú là người chuyên đi dụ dỗ những cô gái ngây thơ, chú. Chú là kẻ buôn người. Cứu với! Có ai không, có kẻ buôn người này. Hứa Minh Tâm kêu cứu thật lớn, Cố Gia Huy lập tức tiến lên bụng miệng cô lại. Cô không thể hét ra thành tiếng, đành phải ra sức dãy giụa. Anh không phải là kẻ buôn người, anh là chồng chưa cưới của em thật mà. Cố Gia Huy vội vàng nói, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Hứa Minh Tâm lại cắn mạnh vào tay anh. Cố Gia Huy bị đau, nhưng chỉ nhíu mày lại, không nên lấy một tiếng. Hứa Minh Tâm cảm nhận được điều này, khó hiểu nhìn anh, cuối cùng đành nhả tay anh ra. Chú không phải là kẻ buôn người thật à? Nếu là kẻ buôn người thì sao bị cắn mà không hét lên chứ? Anh là chồng chưa cưới của em, anh nhắc lại từng chữ một. Chú, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tính cả tuổi mụ là 29. Lúc nói đến tuổi tác, Cố Gia Huy cũng tự cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy chú có biết cháu bao nhiêu tuổi không? Hứa Minh Tâm chỉ vào mũi mình. 19. 19, chú thì 29, chú đang khinh cháu học toán rốt à? Chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi đấy. Chú nói chú là chồng chưa cưới của cháu vậy là do bố cháu không có mắt nhìn hay là cháu không có mắt nhìn vậy? Sao lại tìm một người già như chú chứ? Mặc dù nhìn chú cũng đẹp trai, cao ráo, dáng người cũng cường tráng, quần áo thì có vẻ khá giàu có, nhưng chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi đấy, là khoảng cách rất lớn. Trước kia chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ. Vậy à, thế chú biết kêu là gì không? Chú biết Seipnida là gì không? Chú có biết 233, 666, mơ lầm là gì không? Cố Gia Huy nghe đến những thuật ngữ này thì chỉ cảm thấy trong đầu có một lớp sương mù.
mấy cái đó là gì vậy? Hứa Minh Tâm thấy anh không trả lời được thì lại hỏi tiếp, vậy chú có biết nông trại rồi ăn gà là gì không? Biết trò nuôi ếch không? Chú biết TikTok không? Cố Gia Huy lựa chọn yên lặng. Hứa Minh Tâm đưa tay vào túi quần anh, lấy điện thoại di động của anh ra. Mật khẩu điện thoại là gì? Sinh nhật của em. Cố Gia Huy bất đắc dĩ trả lời, đột nhiên anh có cảm giác như mình thật sự rất già vậy. Bị đả kích rồi. Hứa Minh Tâm nhanh chóng mở khóa màn hình, lướt xem điện thoại của Cố Gia Huy, chỉ thấy chán muốn chết. Trừ một số ứng dụng văn phòng thì chẳng có app giải trí nào cả. Chú già đúng là chú già. Chú, đây chính là sự khác nhau này. Hứa Minh Tâm tìm một lúc, thấy điện thoại của mình rồi mở ra cho anh xem. Hình nền điện thoại màu hồng, rất nhiều các loại app trò chơi khác nhau, rồi có Reddit, Yahoo, Facebook, đủ các thể loại app xã giao. Chú, cháu cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu, cháu phải về nhà. Em muốn đi đâu? Nhà họ Hứa. Vậy là em nhớ hết tất cả những người khác nhưng lại quên mỗi anh. Chúng ta yêu nhau hơn nửa năm rồi, mà em lại quên sạch. Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy rất xót xa. Anh cảm thấy trái tim mình như bị đâm mạnh một nhát, cực kỳ đau đớn, máu tươi chảy đầm đìa. Những ký ức tươi đẹp như vậy mà cô lại quên hết rồi sao? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, nhìn Cố Gia Huy như nhìn một con quái vật, cháu lại còn về nhà chú ở hơn nửa năm, cháu bị ngô à? Thả tay ra, cháu muốn về nhà. Bố em đã giao em cho anh rồi, em phải về nhà anh mới đúng. Cố Thành Ung thở hắt một hơi, cố kiềm nén sự đau khổ trong lòng, cứ vậy mà dùng cách ngang ngược, trực tiếp nhất, bế ngang Hứa Minh Tâm lên. Hứa Minh Tâm dù có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Cố Gia Huy, cuối cùng vẫn bị anh bế về biệt thự. Đây là nhà của chúng ta, rất đẹp, những quyển sách này là do em mua, đây là máy tính của em, còn có cả những bài thi ôn tập của em. Bàn trang điểm, tủ quần áo của em, còn cả mấy cái cây em trồng ngoài ban công nữa. Vậy thì sao chứ? Cố Gia Huy kéo cô đi xem mọi thứ xung quanh, nhưng Hứa Minh Tâm lại trả lời một câu cộc lốc. Vậy thì sao cái gì? Chứng tỏ là chúng ta đã ở chung với nhau rất hòa hợp. Xem ra đúng là cháu đã từng ở đây, nhưng đó là cháu trước kia, bây giờ cháu không muốn như vậy nữa. Cháu không biết chú, không thích chú. Cũng chẳng có chút tình cảm gì với chú. Vậy nên, cháu không muốn ở với chú nữa. Chúng ta bên nhau có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Vậy chắc cũng có những niềm đau nhỉ? Hứa Minh Tâm hỏi ngược lại. Cố Gia Huy nghe vậy thì yên lặng. Cô thấy anh không trả lời được. Nói tiếp, bây giờ cháu không muốn biết trước kia cháu đã thế nào. Dù là những ký ức vui vẻ hay đau khổ thì cháu trả hết lại cho chú đấy. Đừng có mà làm phiền cháu. Cháu phải về nhà đây. Hứa Minh Tâm nói với thái độ rất quyết liệt, vẻ mặt lạnh như băng. Cô quay người rời đi, không hề lưu luyến gì mà xuống lầu. Cố Gia Huy ngẩn ra, đến khi hoàn hồn lại thì Hứa Minh Tâm đã đi đến cửa rồi. Chú An bước đến, nói, ông chủ, cậu và cô Minh Tâm lại cãi nhau à? Cố Gia Huy cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ khẽ lắc đầu rồi đuổi theo cô. Nhưng trên đường lại chẳng thấy bóng dáng cô nhóc ấy đâu. Cô vừa chạy bộ. Dù có chạy một mạch thì cũng không thể đi quá xa được. Cố Gia Huy vội vàng đuổi theo, đi được nửa đường thì chuông điện thoại vang lên, Lệ Nghiêm gọi đến. Cố Gia Huy, chuyên gia Thôi Miên vừa nói cho tôi biết là lần Thôi Miên lúc nãy đã thất bại, đang làm nửa chừng thì Hứa Minh Tâm bỗng nhiên tỉnh lại, còn uy hiếp ông ta, bắt ông ta phải giả vờ để diễn cùng cô ấy, nếu không thì sẽ đánh ông ấy một trận. Vừa nãy chuyên gia Thôi Miên mới thu dọn hành lý, lên máy bay rời đi rồi. Trước khi đi mới dám nói cho tôi biết việc này. Hứa Minh Tâm có gì khác thường không? Cô ấy có khỏe không? Mọi chuyện là giả à? Cố Gia Huy nghe vậy cũng không biết nên vui hay giận. Ừ, chuyên gia Thôi Miên bị dọa khá nặng, đang đòi tuyệt giao với tôi đây này. Lệ Nghiêm giờ khóc giờ cười nói. Vừa nãy ông ta bực bội, còn chẳng buồn lấy tiền công đã hấp tấp chạy đi luôn. Hóa ra là bị cô nhóc kia uy hiếp như vậy. Chuyên gia Thôi Miên nói là nếu ông ta không rời đi thì Hứa Minh Tâm sẽ đánh dụng hết sang ông ta mất. Dân giang hồ không thể dây vào, ông ta đi vội. Tôi biết rồi, cảm ơn. Cố Gia Huy rất cảm kích nói, cuộc gọi này của Lệ Nghiêm đúng là cọng rơm cứu mạng anh. Cô nhóc này, càng ngày càng to gan. Hứa Minh Tâm chạy một lúc thì thở không ra hỏi, cô thật sự không thể chạy được nữa rồi.
Người cô còn chưa khỏe lại, chạy được một lúc thì chỗ nào cũng đau. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Cố Gia Huy chưa đuổi theo thì cũng chẳng biết tả cảm xúc của mình là thỏa mãn hay đau khổ nữa. Hứa Minh Tâm thở phì phò, đá đám cây ven đường. Cô vừa tỉnh lại thì thấy một ông già râu ria xồm xoàm đang làu bàu gì đó. Sau khi hỏi một lúc thì đối phương mới nói rõ ra đầu đuôi câu chuyện. Cố Gia Huy sợ phần ký ức đó sẽ khiến cô cảm thấy đau khổ nên mới chọn cách thôi miên cô. Đúng là phần ký ức đó rất đáng sợ, nhưng cô không thể xóa nó đi được. Phải vấp ngã thì mới khôn ra được, chẳng lẽ anh không hiểu bài học này à? Chẳng lẽ nếu yêu anh thì lúc nào cũng phải xóa hết mọi đau khổ, chỉ để lại những câu chuyện vui vẻ à? Cô không chỉ muốn sống yên ổn với anh, mà còn muốn vượt qua những hoạn nạn cùng anh. Càng nghĩ đến những việc này thì Hứa Minh Tâm lại càng tức. Cô đang đi bộ thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay lại thì thấy Cố Gia Huy đã đuổi kịp cô rồi. Cô hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn. Hứa Minh Tâm, em mà dám chạy thêm bước nữa là anh đánh gãy chân em đấy. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hoảng hốt, cả người run lên. Câu nói này có lực sát thương rất mạnh. Hứa Minh Tâm phẫn nộ quay người lại nhìn anh là gì của em chứ? Tại sao em phải nghe lời anh? Anh nói em đứng lại là em phải đứng chắc, có giỏi thì anh đánh gãy chân em rồi lại xóa sạch trí nhớ của em đi. Anh có bản lĩnh, anh lợi hại. Cô tức giận nói, đánh gãy chân thì đánh gãy chân, giỏi thì đánh chết cô luôn đi. Cô quay người rời đi, nhưng đôi chân ngắn cũn của cô sao có thể sánh bằng được tốc độ của Cố Gia Huy. Cố Gia Huy đi đến, ôm cô vào lòng, hai tay giữ chặt lấy cô giống như xiềng xích xung quanh người cô vậy. Hứa Minh Tâm ra sức giãy giụa, nhưng cố đến mấy thì vẫn chẳng có kết quả gì. Thả em ra. Cô nổi giận, giọng nói cao vút. Không thả, em vừa hỏi anh là gì của em phải không? Anh là người đàn ông của em hiểu chưa hả? Nói xong câu đó, anh đặt cô xuống rồi bá đạo hôn cô một cái. Á, Hứa Minh Tâm bị đau, hít sâu một hơi. Cố Gia Huy cũng nhận ra có chuyện gì đó sai sai. Đầu lưỡi của cô. Đã có chuyện gì? Anh giữ chặt miệng cô lại, không cho cô ngậm miệng vào, nhìn vào trong thì thấy đầu lưỡi của cô bị rách một vết rất sâu. Chẳng lẽ anh hiểu rồi? Hứa Minh Tâm quay đầu sang chỗ khác, cố tránh khỏi bàn tay anh rồi nói, chuyện này không liên quan đến anh. Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi. Mặc dù Cố Gia Huy cũng đã thẩm đoán được rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe đích thân Hứa Minh Tâm nói cho mình nghe. Không liên quan đến anh. Không liên quan đến anh thì liên quan đến ai? Ông đây là người đàn ông của em. Anh là người đàn ông của em hả? Vậy anh đã làm gì với em? Cứ gặp chuyện không vui là xóa trí nhớ của em hả? Anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh chẳng nói chẳng rằng gì với em, tự tiện quyết định mọi chuyện. Chúng ta đã đính hôn rồi, là chồng chưa cưới, vợ chưa cưới của nhau, nhưng em vẫn là em, là một cơ thể độc lập có suy nghĩ và hành động của riêng mình. Sao anh lại tự ý đưa ra quyết thay em? Anh có quyền gì chứ? Hứa Minh Tâm vừa nghĩ đến những uất ức mà mình đã gặp lúc này thì hốc mắt lại cay xè. Cô vẫn luôn đau khổ chịu đựng, cố đợi anh về. Anh đến chậm cũng được, ít ra thì cô vẫn còn sống yên ổn là đủ rồi. Đúng là ký ức đó rất đau khổ, nhưng cô không muốn quên đi. Ác mộng rồi cũng sẽ qua đi, cô không sợ chút nào. Nhưng sao anh lại tự tiện đưa ra quyết định, muốn cô phải quên đi mọi chuyện. Cố Gia Huy nghe vậy thì chỉ thấy tim mình nhói lên, anh ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, tại anh tính toán không cẩn thận, anh biết là Cố Tử Vị, nó ép em, anh sợ em. Anh sợ em làm sao? Anh sợ rằng em sẽ sợ, không chịu đựng được. Nếu không phải vậy thì sao em biết được em thích anh đến mức thà chết chứ cũng không muốn ngủ với người khác chứ? Đúng là nên nhân nhượng vì lợi ích chung, nhưng có một số chuyện không thể nhân nhượng. Anh thà rằng em tình nguyện nhân nhượng vì lợi ích chung còn hơn. Anh khẽ hôn lên môi cô, không hôn sâu, chỉ đủ để chặn miệng cô lại mà thôi. Cả người cô run lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Thà cô nhân nhượng lợi ích chung là vì sao cơ? Một lúc lâu sau, hai đôi môi mới tách nhau ra, Cố Gia Huy ôm chặt cô vào lòng mình. Đồng ý với anh, dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng nghĩ đến cái chết nhé. Nhưng em sợ em không còn trong sạch. Không sao, chỉ cần em còn sống thì những thứ khác anh đều có thể tha thứ được hết. Miễn là em không có chuyện bất trắc gì, nếu em không còn nữa thì anh phải làm sao đây? Em có bao giờ nghĩ đến?
Không có em thì anh vẫn sẽ sống tốt thôi. Hứa Minh Tâm rúc vào lòng anh, buồn buồn nói. Trên đời này, dù là ai chia tay ai thì sau này người đó vẫn có thể sống tiếp, trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay đều như bình thường. Thời gian là liều thuốc chữa lành, nó có thể làm lành tất cả mọi vết thương. Nhưng cô lại quên mất rằng Cố Gia Huy lại là một người có chấp niệm rất sâu, những vết thương trên người anh, từ từ sẽ trở nên sâu hơn theo thời gian. Không đâu, anh sẽ sống không bằng chết. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Cố Gia Huy vang lên, như một tiếng trống gõ vào tim cô. Nghe vậy, Hứa Minh Tâm sững người lại. Sau này anh sẽ không tự ý đưa ra quyết định cho em nữa. Trí nhớ là của em, anh không có quyền can thiệp. Nhưng em phải đồng ý với anh, dù sau này có gặp phải chuyện gì thì còn sống là điều quan trọng nhất. Em còn sống thì anh mới sống tiếp được. Nhưng mà, em sẽ không sạch sẽ. Cô bé, anh yêu em, không chỉ là yêu mỗi cơ thể em, nếu như chỉ yêu cơ thể em thì anh đã chiếm em từ lâu rồi, sao phải vất vả đợi đến khi em 20 tuổi chứ? Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, anh muốn em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, nắm tay nhau mãi mãi. Nếu chết rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa, còn sống thì sẽ làm được rất nhiều việc, anh hai đã để anh sống tiếp nên anh không thể từ bỏ cuộc sống này được. Vậy em cũng giúp anh sống tiếp nhé, đừng bỏ mặc anh, được không? Anh nắm chặt tay cô, chân thành nói từng câu từng chữ. Hứa Minh Tâm ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy vừa sâu xa lại vừa đau buồn, như ẩn chứa cả biển sao bên trong, mà bản thân cô thì như một con thuyền lá nhỏ bé trong đó. Nhưng vậy thì sao chứ? Trong mắt anh không có bất kỳ ai, chỉ có mỗi mình cô. Hứa Minh Tâm dường như hiểu ra điều gì đó, nếu đã thật lòng yêu một người thì có thể cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ. Chú ba Cố. Cô thì thào nói, anh ở đây, em sợ. Một ngày một đêm đã trôi qua, cuối cùng thì cô cũng nói được nỗi sợ của mình ra thành lời. Cô ôm chầm lấy Cố Gia Huy, vùi mặt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm trên người và nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng của anh. Cố Gia Huy chỉ cảm thấy lòng mình như mềm ra, chỉ trách chính anh vì đã quay về quá muộn. Anh ôm chặt lấy Hứa Minh Tâm, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cô. Em có trách anh không? Trách anh vì chuyện gì? Trách anh vì đã trở về muộn, đáng lẽ ra anh phải về nhà vào lúc chiều hôm qua, nhưng mãi đến tận sáng nay mới vội vàng quay về được. Chắc chắn là do anh đã gặp chuyện gì đó trên đường, nếu không thì anh sẽ không về muộn như vậy đâu. Em nói rồi, em không trách anh vì em biết là chắc chắn anh sẽ đến, chỉ cần anh đến là được rồi. Em có nhớ lần trước em kể cho anh nghe chuyện về Tử Hà không? Sao thế? Anh xem bộ phim đó rồi. Đúng là nữ chính đã đợi được đến khi nam chính quay về. Nhưng mà, cô ấy lại chết mất, anh không thích kết thúc ấy, sau này anh sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ một người cứng nhắc như Cố Gia Huy mà lại ngồi xem đại thoại Tây Du. Một bộ phim vô nghĩa như vậy mà anh cũng xem hiểu được à? Chú ba Cố, em mệt quá, còn đói nữa, muốn về nhà. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi nào. Cố Gia Huy đang chuẩn bị bế cô lên thì nào ngờ cô lại nhảy lên lưng anh. Cháu muốn chú cõng cháu cơ. Em có quên gì đâu, sao lại còn gọi anh là chú. Mặt Cố Gia Huy đen như đáy nồi. Đây là hình phạt, khi nào em hết giận thì em sẽ gọi là anh tiếp. Hứa Minh Tâm bĩu môi, vẫn thầm cảm thấy bực. Những chuyện liên quan đến Cố Gia Huy, dù là tốt hay xấu thì cô đều không muốn quên đi. Hứa Minh Tâm vẫn còn rất yếu. Sau khi về nhà cô ăn một ít đồ dễ tiêu hóa rồi ngủ thiếp đi. Lệ Nghiêm đến bôi thuốc cho cô mà cô cũng chẳng biết gì. Sáng hôm sau, tỉnh lại thì cô thấy một tin. La Thanh Nhã và Cố Triệt tuyên bố ly hôn, lý do là không còn tình cảm với nhau nữa. Sau đó La Thanh Nhã đã bị dính vào một vụ án giết người, dù cuối cùng chị ta đã được thả ra vì chưa đủ chứng cứ, nhưng chuyện này vẫn khiến cả Đà Nẵng xôn xao. Trong mấy ngày này, nhà họ La thần hồn nát thần tính, cũng dính vào một số vụ kiện khác. Có người còn báo cáo nặc danh rằng nhà họ La tham ô, nhận hối lộ, thiên vị người khác. Vậy là nhà họ La bị những vị lãnh đạo khác điều tra toàn diện, dù không điều tra ra được gì thì trong khoảng thời gian tới nhà họ cũng không dám làm gì nữa. Hứa An Kỳ bị sảy thai, sau này cũng rất khó để mang thai lại lần nữa. Cố Triệt ngại mặt mũi nên cũng không trở mặt với nhà họ Hứa. Nhưng quan hệ giữa hai nhà đã trở nên rất căng thẳng. Sau khi nghe được tin này, Hứa Minh Tâm cảm thấy thổn thức khôn nguôi.
Hứa An Kỳ định lợi dụng con của mình để hại cô, nào ngờ bây giờ vừa mất con, mà lại còn bị tổn thương tử cung vì sảy thai, từ nay về sau chẳng thể có con được nữa. Hứa Văn Mạnh hy sinh cô, ngay từ sáng sớm đã đứng ra chọn một trong hai người chị em các cô. Không biết, lựa chọn này có làm ông ta hài lòng không? Nhà họ La bị lên các đầu báo, nhưng chuyện của Hứa An Kỳ thì lại không có ai nhắc đến, dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không nên khoe ra bên ngoài. Hứa Minh Tâm cũng chẳng thấy đồng cảm với mấy người này chút nào, tất cả đều là do họ gieo gió gặt bão mà thành. Dù vậy thì cô vẫn cảm thấy hơi đau lòng, coi như bây giờ cô mới thật sự chứng kiến cảnh đấu đá nhau trong các gia tộc lớn, hóa ra mọi chuyện lại tàn ác đến mức vậy. Bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Buổi sáng, Cố Gia Huy tắm rửa xong, vừa ra thì thấy Hứa Minh Tâm đang trầm tư suy nghĩ gì đó, anh hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ xem sau này nên sinh mấy đứa con. Sao lại nghĩ về chuyện này? Tại xúc động về chuyện lần này quá. Sau này nếu đứa đầu là con gái thì chúng ta sinh thêm đứa nữa, còn nếu đứa đầu là con trai thì chúng ta không sinh nữa nhé. Sao lại nói thế? Anh nhìn đi, bố chồng có ba đứa con trai, giờ thành ra thế này. Em sợ nhỡ sau này sinh ra hai đứa thì chúng nó lại đấu đá nhau vì chuyện thừa kế gia tộc gì đó. Em không muốn thấy cảnh hai đứa tự giết nhau. Em nghĩ bây giờ người cảm thấy khó chịu nhất chắc là bố chồng, dù có đứng về bên nào thì bên còn lại cũng như miếng thịt cắt từ người ông ấy ra. Chắc hẳn ông ấy đang đau lòng lắm. Anh và Cố Triệt không phải là con cùng một mẹ, em nhìn xem, anh và anh hai ở với nhau rất vui vẻ còn gì. Sinh con là chuyện của sau này, em đừng nghĩ nhiều nữa, anh cũng không cần có hai đứa con, dù đứa đầu là con gái thì chúng ta cũng chỉ sinh một đứa thôi. Hả, Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Anh không cần con trai để kế thừa gia nghiệp à? Phụ nữ sinh con rất đau, em sợ đau như vậy sao có thể chịu được? Không cần sinh hai đứa đâu, một là đủ rồi. Nhưng sinh một đứa thì liệu nó có buồn không? Từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng rồi. Có thể nhận nuôi thêm đứa nữa, vậy là tốt rồi còn gì? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì gật đầu, ý này cũng không tệ, nhưng ai mà biết trước được chuyện sau này sẽ thế nào chứ? Nhưng mà vừa nghĩ đến việc sau này phải sinh em bé cho Cố Gia Huy thì cô vừa vui lại vừa khẩn trương. Anh đã xin nghỉ ở trường cho em rồi, hôm nay có một số việc cần phải giải quyết, sức khỏe của em ổn rồi chứ? Giải quyết gì cơ? Giúp em rời khỏi nhà họ Hứa. Hứa Minh Tâm nghe nói vậy thì thấy tim mình như hãng đi một nhịp. Rời khỏi nhà họ Hứa, vậy sau này cô không còn liên quan gì đến nhà họ Hứa nữa à? Chuyện này Cố Gia Huy không tiện ra mặt nên anh giao cho vợ chồng Môn Dương. Hóa ra, vợ chồng Môn Dương đã đến đây từ sáng sớm rồi, đang chờ ở dưới lầu. Thẩm Thanh thấy gò má Hứa Minh Tâm còn hằn dấu tay, cánh tay thì toàn vết bầm tím thì đau lòng muốn chết. Con điện chết tiệt đó, sao dám tra tấn con thành ra thế này chứ? Lần sau mà để mẹ nuôi thấy thì kiểu gì mẹ nuôi cũng sẽ không để nó yên đâu, dám động vào con gái nuôi của mẹ à? Dạ dạ. Vợ nói đúng lắm ạ. Bây giờ anh biết nịnh hót em rồi à, chuyện này giải quyết thế nào đây? Anh phải đòi lại công bằng cho Minh Tâm chứ. Hai người đàn ông to sừng sững như thế, một người đứng đầu tập đoàn JNC, một người thì đứng đầu tập đoàn Phát Đạt, hai người là phế vật à. Mỗi lần mắng người thì Thẩm Thanh chẳng bao giờ bỏ qua cho ai, ngay cả Cố Gia Huy cũng vậy. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhìn về phía Ngôn Dương với vẻ mặt rất khó coi. Bây giờ ông ta đang ra vẻ giả nhân giả nghĩa, ngây thơ lương thiện, chẳng biết trước kia ông ta đã tà ác bố trí hết thảy mọi chuyện thế nào. Ngôn Dương cũng chẳng buồn nhìn sang Cố Gia Huy, mà cúi đầu, khép nép sợ vợ mình tức giận. Để tôi đi gặp nhà họ Hứa nói cho ra lẽ. Thế còn được, đàn ông ấy mà, đúng là đám không ra gì. Thẩm Thanh nói xong, kéo tay Hứa Minh Tâm rời đi. Ngôn Dương quay đầu lại cười với Cố Gia Huy. Tính tình vợ tôi là do tôi nuông chiều nhiều quá mà ra, cậu tha thứ cho cô ấy nhé, tôi còn có việc nên đi trước đây, bye bye. Lão Hồ Ly, Cố Gia Huy đứng đằng sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta lợi dụng mà chẳng thể phản kháng lại nổi. Ngôn Dương dẫn Hứa Minh Tâm đến nhà họ Hứa, Hứa Văn Mạnh trước kia đi nhầm một nước, bây giờ tình cảnh đang cực kỳ bi thảm. Hứa An Kỳ không thể mang thai nổi. Bây giờ ở nhà họ Cố thì cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng, cũng chẳng có lợi lộc gì. Hơn nữa, nhà họ La bây giờ đã bị bên trên chèn ép, không thể phản kháng lại nổi, Cố Triệt cũng không dám làm bừa vào lúc này.
Ông ta chọn Cố Triệt thì đồng nghĩa với việc từ bỏ Cố Gia Huy, hai người này không thể cùng nhau tồn tại được. Mà ông ta thì cũng không thể làm ngọn cỏ bên tường mãi, vậy là ông ta đã không hề dự mà chọn đứa con gái lớn mình vẫn luôn yêu thương bao lâu nay. Nào ngờ, đi nhầm một bước rồi khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Đúng lúc này, người giúp việc đi vào thông báo, nói là cô hai đã về. Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì hoảng hốt, không biết Hứa Minh Tâm quay về đây làm gì nữa. Dù thế nào thì bây giờ ông ta cũng phải giữ chặt lấy Hứa Minh Tâm, sau này nhà họ Hứa có thể hưng thịnh trở lại hay không, còn phụ thuộc hết vào cô. Hứa Văn Mạnh đứng dậy khỏi ghế sofa, tự mình ra cửa đón người. Cửa vừa mở, ông ta đã thấy Hứa Minh Tâm. Ông ta túm lấy tay Hứa Minh Tâm, nói, Minh Tâm à, do bố không tốt, bị chị cả con che mở mắt nên mới hiểu nhầm con. Cũng may là con không sao, nếu không thì bố sẽ hối hận chết mất. Hai đêm vừa rồi bố không ngủ nổi, cứ nghĩ về con mãi. Hứa Minh Tâm thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Hứa Văn Mạnh thì chỉ thấy buồn nôn. Cô đã từng gặp rất nhiều người xấu, họ đều đối xử với cô rất độc ác, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn. Vì tất cả những người đó đều quang minh chính đại, chứ không hai mặt như Hứa Văn Mạnh. Lần một lần hai, cô còn có thể nhịn. Nhưng nào ngờ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lần nào cũng như vậy. Cô thật lòng coi ông ta là bố mình vì trong người cô có nửa dòng máu là của ông ta, nhưng ông ta lại lợi dụng cô hết lần này đến lần khác, rồi lần nào cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ vậy mà dỗ dành cô. Đúng là buồn nôn. Cô rút tay lại, thái độ rất kiên quyết, nếu bố lo cho tôi thì sao không đến bệnh viện thăm? Ở nhà ngồi nói thì được gì chứ? Hay là bố không dám đến thăm tôi vì sợ bị Cố Gia Huy đánh chết à? Chỉ một câu này thôi cũng đủ để vạch trần vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Hứa Văn Mạnh. Vẻ mặt ông ta trở nên hơi xấu hổ, cũng thầm cảm thấy tức giận, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Bây giờ ông ta nịnh Hứa Minh Tâm còn không kịp, sao lại dám nổi giận với cô chứ? Minh Tâm, không phải là bố không đến thăm con mà là sức khỏe không cho phép. Chuyện của chị con làm bố giận đến mức tăng cả huyết áp, ốm đau liệt giường. Nếu không thì bố đã đến thăm con rồi. Để bố nhìn kỹ xem nào. Con gái yêu của bố sao rồi? Không cần nhìn, tôi chưa chết, còn sống rất khỏe mạnh, nhìn nữa thì bố sẽ thất vọng đấy. Hứa Minh Tâm lạnh lùng nói, sau đó lùi về phía sau, tránh xa Hứa Văn Mạnh ra. Bố mẹ nuôi của tôi cũng đến, hát có chuyện muốn nói với bố. Cô đừng tránh sang một bên, đằng sau là Ngôn Dương đang đỡ Thẩm Thanh đi vào. Vừa vào cửa, Ngôn Dương đã khinh bỉ nói, Hứa Văn Mạnh. Phần đá cuội trước cửa nhà ông đổi thành đất bằng rồi à? Như vậy tốt thật đấy, vợ tôi đi giày cao cót cao thế này, nhỡ chẳng may ngã ra đây thì chắc tôi sẽ san bằng nhà ông mất. Hai người, sao hai người lại đến đây vậy? Hứa Văn Mạnh thấy vợ chồng Ngôn Dương thì nhíu chặt mày lại, cảm thấy hơi đau đầu. Cặp vợ chồng này nổi tiếng là rất vô lý, ngang ngược, đúng là cặp song sát, cực kỳ khó giải quyết. Với cả... Bây giờ ông ta cũng chẳng thể sánh được với thân phận và địa vị của hai người này, đối mặt với Ngôn Dương, ông ta phải tỏ ra cung kính, khép nép. Ngôn Dương nghe Hứa Văn Mạnh hỏi thì vừa cười vừa nói, đến thăm ông thôi mà. Vừa dứt câu thì Hứa Văn Mạnh sợ đến mức run lên, ông ta hiểu ngay ý câu này, xem ra hai người này đến đây là vì chuyện của Hứa Minh Tâm. Hứa Văn Mạnh nghiêm mặt nói, anh Phúc, Hứa Minh Tâm là con gái tôi, lần này con bé gặp nhiều chuyện như vậy. Đóng cửa vào thì cũng đều là chuyện nhà tôi, không đáng để anh Phúc và chị Thanh tốn công để đến tận đây đâu. Vợ ngồi đi, nước trà này thì không cần uống đâu, đồ ở nhà họ Hứa không tốt bằng nhà mình đâu. Để anh đứng ra nói chuyện, em cứ ngồi đấy nghỉ đi. Anh giải quyết cho tử tế vào, nếu không thì về nhà biết tay em. Anh hiểu, anh hiểu. Mỗi khi hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện thì tất cả những người khác đều tự động bị bỏ qua. Hứa Văn Mạnh đã chuẩn bị sẵn một câu nói rất dài, nhưng Ngôn Dương lại chẳng buồn nhìn ông ta lấy một cái, điều này khiến ông ta tức giận nhưng vẫn phải nhịn, đây là nhà ông ta còn chưa mời mà hai người đã vào ngồi rồi, lại còn tự nhiên như vậy nữa, thế là có ý gì? Anh Phúc, anh làm thế này có vẻ hơi quá đáng rồi. Quá đáng, tôi còn có thể làm những việc quá đáng hơn đấy, có muốn nhìn thử không? Ngôn Dương đứng thẳng người lên, nụ cười nịnh hót lúc nãy đã biến mất. Vẻ mặt ông ta chuyển sang trạng thái lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc. Hứa Minh Tâm ngạc nhiên nhìn Ngôn Dương, không ngờ ông ta lại trở mặt nhanh như vậy.
đây mới là dáng vẻ thật sự của Môn Dương à. Không ngờ là bố nuôi còn có thể đẹp trai như vậy đấy. Môn Dương ăn nói rất hùng hồn mạnh mẽ, khiến Hứa Văn Mạnh chẳng thể phản bác nổi lấy một câu. Hứa Văn Mạnh, đây đúng là việc riêng của nhà ông, nhưng Hứa Minh Tâm là con gái nuôi của tôi, con bé bị bắt nạt, bố đẻ không làm được gì thì bố nuôi là tôi đây sẽ ra mặt nói chuyện cho con bé. Hai ngày vừa rồi con gái tôi bị bắt nạt ở đây, suýt nữa thì mất mạng, ông phải giải thích cho rõ ràng với tôi. Hứa Văn Mạnh nghe nói vậy thì tức đến mức suýt hộc máu. Ông ta mới là bố ruột của Hứa Minh Tâm, giải thích cái khỉ gì chứ? Ngôn Dương chỉ là người ngoài mà thôi. Anh Phúc, anh nói đùa với tôi đã à? Hứa Minh Tâm là con gái của tôi, dù nói thế nào thì anh cũng chỉ là bố nuôi thôi, chúng ta có thể so sánh với nhau à? Ông đừng có mà ở đấy luyên thuyên với tôi, hôm nay tôi cần một lời giải thích, ông có cho hay không? Ngôn Dương tức giận, túm chặt lấy cổ Hứa Văn Mạnh, ra vẻ cường thế. Hứa Minh Tâm bị bắt nạt ở đây, có cần tôi nói cho ông nghe xem từ nhỏ đến lớn con bé đã bị đối xử bất công thế nào không? Vợ tôi là nữ ngôi sao nổi tiếng, có tiếng nói với giới truyền thông. Nếu để mọi người biết rằng ông đã đối xử bất công với con mình thì họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tôi còn điều tra được rằng Hứa Minh Tâm là con gái riêng của ông, chậc chậc, cuộc sống của ông ngày xưa cũng loạn đấy nhỉ? Tự mình đi làm hại con nhà người ta, khiến người ta mang thai 10 tháng sinh cho ông một cô con gái. Mỏi mắt mong chờ tiền nuôi con từ ông thì lại chỉ nhận được chút tiền đồ ăn nhỉ. Tin này mà được công khai ra ngoài thì liệu ông có định giải quyết nốt mấy món nợ phong lưu của mình năm xưa không? Hứa Minh Tâm nghe nói vậy thì mới hiểu ra. Hóa ra Hứa Văn Mạnh là một gã trăng hoa, không chỉ lừa tình mỗi mẹ cô. Đã hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, lau súng cướp cò nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Gã tồi, làm hại cô mấy năm qua vẫn luôn oán trách mẹ mình. Đoán chừng mẹ cô cũng chỉ là một cô gái trẻ không biết nhìn người, gặp phải gã tồi này rồi bị lừa. Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì đảo mắt, thầm nghĩ cách giải quyết chuyện này. Rõ ràng là ông ta đã giải quyết hết những khoản nợ phong lưu trước kia rồi mà, sao Môn Dương lại biết chứ? Ông ta không biết Môn Dương biết những gì, cũng không dám mạo hiểm dễ dàng như vậy. Anh muốn làm gì? Bây giờ trên tay tôi có hai điểm yếu của ông, một là cuộc sống đời từ thác loạn cả ông. Và việc ông đã ngược đãi Minh Tâm từ nhỏ đến lớn, phân biệt đối xử, lúc nào cũng đánh mắng con bé, bắt con bé phải sống với những người giúp việc, hầu như lúc nào cũng phải dùng đồ thừa của Hứa An Kỳ. Nếu tin này đưa cho bên truyền thông thì công ty mới lên sàn chứng khoán của ông sẽ không có ai dám mua cổ phiếu mà công ty ông phát hành ra đâu nhỉ. Ông có tin là tôi có thể khiến nhà họ Hứa của ông ngoan ngoãn nộp đơn xin phá sản không? Tin, tôi tin, anh Phúc, rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy? Mục đích của tôi rất đơn giản, đây là một tờ đơn xin hủy bỏ quan hệ cha con, hãy ký tên đóng dấu rồi đến Ủy ban Nhân dân để công chứng. Từ nay về sau, Hứa Minh Tâm sẽ là con gái nhà họ Môn, dù không phải là con đẻ nhưng còn hơn cả con đẻ, không liên quan gì đến nhà họ Hứa các công. Chỉ đơn giản vậy thôi. Gì cơ? Hứa Văn Mạnh trợn tròn mắt, nhìn lá đơn xóa bỏ quan hệ trước mặt, sau đó lại nhíu chặt mày lại. Nếu như từ bỏ quan hệ thì từ nay về sau chỗ dựa tên Hứa Minh Tâm này sẽ chẳng liên quan gì đến mình nữa. Với cả, nếu như không còn Hứa Minh Tâm đứng giữa nữa thì Cố Gia Huy có chịu buông tha cho ông ta nữa không? Hứa Văn Mạnh tính toán lợi hại, lắc đầu nguầy nguậy. Con bé là con gái tôi sẽ không từ bỏ đâu. Anh có giỏi thì cứ công khai những tin đó đi, dù đúng là ngày xưa tôi đã có nhiều món nợ phong lưu, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Anh nói tôi ngược đãi con gái mình, nhưng có chứng cứ gì chứ? Hứa Minh Tâm nghe những lời nói vô liêm sỉ này thì tức đến mức cứng người lại, chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Hứa Minh Tâm không ngu, tất nhiên cũng hiểu là Hứa Văn Mạnh đang muốn túm lấy cô như một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng cô lại chẳng có chút tình cảm gì với gia đình này nữa rồi. Giải thoát được thì tốt. Cô không để Ngôn Dương lên tiếng, lạnh lùng nói. Ông muốn tự công khai ra với giới truyền thông những chuyện ông đã từng làm mấy năm qua hả? Tôi khác Hứa An Kỳ, người nào có mắt đều có thể nhìn ra điều đó. Ông không sợ bị vạch mặt thì cũng đừng có trách tôi vô tình. Minh Tâm, dù thế nào thì bố cũng là bố của con, dù trước kia bố hơi bất công nhưng con cũng không thể cắt đứt quan hệ với bố được. Bố đồng ý với con, sau này bố sẽ sửa tính đó lại, vậy được không? Hứa Văn Mạnh túm chặt lấy tay Hứa Minh Tâm. Nhưng cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Cô chưa bao giờ gặp người nào cháo trở như thế này,
bây giờ thấy cô có giá trị lợi dụng thì dở bài ca tình nghĩa bố con. Vậy nghĩa là ngày xưa cô không có giá trị lợi dụng nên ông ta cũng không coi cô là con gái luôn. Nhiều năm như vậy, cô đã nhìn ra bản chất của ông ta rồi. Hứa Minh Tâm rút tay ra, nói, bố nuôi, mẹ nuôi, nếu như ông ta không chịu cắt đứt quan hệ thì cứ công khai đi. Cũng được, dù không xóa bỏ được quan hệ thì nhà họ Hứa đứng giữa JNC và nhà họ Môn cũng khó mà sống nổi. Tiếc thật đấy, vốn dĩ ông định dựa vào Cố Triệt, nhưng bây giờ bản thân Cố Triệt cũng đang loạn hết lên rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu cậu ta dẫn lây sang nhà họ Hứa vì chuyện của Hứa An Kỳ thì cũng chẳng có gì đáng trách cả. Có khi cậu ta sẽ bàng quang, mặc kệ chuyện sống chết của nhà họ Hứa cũng nên. Ngôn Dương cười lạnh rồi nói. Nghe xong câu nói đó, vẻ mặt Hứa Văn Mạnh lập tức thay đổi, trở nên rất khó coi. Hứa Văn Mạnh thấy mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vớt nổi nữa rồi bây giờ giả có vờ tiếp thì cũng chẳng thể khiến Hứa Minh Tâm mềm lòng. Nhìn vẻ mặt đứa con gái bất hiếu kia có vẻ như đã quyết tâm lắm rồi, đúng là phí công ông ta nuôi nấng bao năm qua, không ngờ bây giờ nó lại bạc tình phụ nghĩa như vậy. Hứa Văn Mạnh thầm hối hận, đáng ra trước kia ông ta nên vứt Hứa Minh Tâm đi mới phải. Được lắm, muốn cắt bỏ quan hệ thì cũng được, vậy thì nhà họ Ngôn cũng phải cam đoan là từ nay về sau sẽ không làm khó nhà họ Hứa. Trước mắt nhà họ Hứa đang có một hạng mục cần đầu tư, anh Phúc phải giúp tôi. Ngôn Dương nghe vậy thì bật cười, vỗ vỗ mấy cái vào mặt Hứa Văn Mạnh, tôi từng gặp rất nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy ai mặt dày như ông đấy, đến tận giờ phút này rồi mà ông vẫn muốn lợi dụng Hứa Minh Tâm à. Mấy người cũng không muốn thấy cảnh Hứa Minh Tâm trở mặt với nhà họ Hứa rồi bẽ mặt trước mặt người ngoài chứ. Dù sao thì bây giờ tôi là vỏ mè đã sứt, nuôi con nhỏ bất hiếu này nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ lại không thể đòi hỏi nó báo đáp lại à. Hứa Văn Mạnh lộ bản mặt thật của mình ra. Hứa Minh Tâm nghe ông ta nói vậy thì rất muốn cười lớn. Ông bố này của cô có còn là người không vậy? Được rồi, con gái tôi đáng giá như vậy, coi như tôi bố thí cho ông đi. Chuyện tiếp theo chắc không cần tôi phải dạy đâu nhỉ. Mau công khai đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Sau đó Ngôn Dương quay lại nhìn Thẩm Thanh, vừa cười vừa nói, vợ, em có hài lòng với kết quả này không? Cũng tạm được, Minh Tâm. Chúng ta về nhà thôi, chuyện còn lại để cho bố nuôi con giải quyết đi. Gần đây mẹ thấy hơi nhạt mồm, con về làm cho mẹ mấy cái bánh ngọt để ăn đi. Vâng, Hứa Minh Tâm đỡ Thẩm Thanh rồi quay người rời đi. Hai người cứ vậy đi thẳng ra ngoài, không buồn quay lại lấy một lần. Cô đã giúp đỡ cái nhà này hết lòng hết dạ rồi, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Một tiếng sau, Hứa Văn Mạnh đăng bài công khai. Nói là chấm dứt mối quan hệ cha con với Hàn Minh Tâm. Lý do không được nêu rõ, nhưng có rất nhiều tin bên lề. Tin tốt có, mà tin xấu cũng không thiếu. Có người đứng về phía Hứa Minh Tâm, nói Hứa Văn Mạnh là quỷ hút máu, con gái vừa tròn 18 là đã bán cho một người đàn ông hơn 40 tuổi. Lại có người nói là Hứa Minh Tâm bị ngược đãi từ nhỏ, cuối cùng không chịu nổi nữa, phải để nhà họ Môn ra mặt, cứu người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Cũng có người mắng chửi Hứa Minh Tâm, nói rằng bây giờ cô leo được lên cành cao rồi nên khỏi vòng cong đuôi, vòng ơn phụ nghĩa. Hứa Minh Tâm thấy những tin đó thì cũng chẳng để ý lắm, bây giờ năng lực chịu đựng của cô cũng khá tốt, mấy lời đồn nhảm nhí này chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng Thẩm Thanh thì lại không nhịn được. Bà gõ bàn, mắng Ngôn Dương, chất vấn ông đã làm ăn kiểu gì. Đống nick ảo mà anh mua đâu rồi? Sao em không thấy đám người đó? Anh mua phải tài khoản chết à? Còn nữa, đám người này dám cấu kết với nhau tung tin nhảm, anh cho người đi quật ngược lại đi. Phải tăng độ nổi tiếng của Minh Tâm lên, phải để mọi người đứng về phía Minh Tâm, bây giờ Minh Tâm có nhà họ Môn chúng ta chống lưng. Ai dám bịa đặt mấy chuyện quá đáng thì kiện hết đi. Đừng có nói nhảm với đám người đó nữa. Đội ngũ PR của nhà họ Môn đâu rồi? Bảo vệ danh tiếng của Hứa Minh Tâm đi chứ, con bé là con gái của chúng ta. Bọn họ có là gì? Anh hùng bàn phím, chỉ biết ngồi trước màn hình mà lướt, em khinh thường nhất người như vậy đấy. Bài đăng mới nhất của em sắp đăng lên rồi, giúp Minh Tâm nổi lên. Em không tin, em không dìu dắt nổi một người mới. Phải, bà xã nói đúng, anh lập tức đi sắp xếp, kiện mấy đứa não tàn đó phải kêu cha gọi mẹ. Ngôn Dương nhanh chóng đi làm việc. Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng bưng hai đĩa bánh gato để lên bàn, nói, mẹ nuôi. Con không phải người mới đâu. Cũng như nhau thôi,
Con cũng đừng để ý đến những dư luận đó, có nhà họ Môn giải quyết công bằng cho con. Con chỉ cần chuyên tâm vào việc học, ăn uống, biết chưa? Cảm ơn mẹ nuôi. Hứa Minh Tâm cảm động nói, Hứa Văn Mạnh là bố ruột của cô mà lại luôn lợi dụng cô, chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Nhưng vợ chồng nhà họ Môn lại luôn đối xử tốt với cô. Mặc dù cũng có phần của Cố Gia Huy nhờ giúp đỡ trong đó, nhưng cô có thể cảm nhận được. Bọn họ thật sự yêu thương cô, cho nên mới tốn công tốn sức vì cô như thế. Cô vừa nghĩ đến sự khác biệt về cách đối xử của hai bên mà nước mắt không kìm được rơi lã chã xuống. Thẩm Thanh nhìn thấy thì thương xót, nói, sao con lại khóc rồi, có phải những người đó chọc tức con rồi? Con đừng quan tâm, đều là bọn anh hùng bàn phím, nhận được thư luật sư gửi qua thì sẽ không dám lỗ mãng nữa. Thẩm Thanh vẫn chưa nói xong thì Hứa Minh Tâm ôm chầm bà ấy lại. Cảm ơn bố nuôi mẹ nuôi đã đối với con tốt như vậy, làm cho con cảm thấy con vẫn còn cảm giác được người lớn thương xót, chứ không phải là đứa trẻ không có nhà để về. Lòng tốt mà hai người đối với con, Hứa Minh Tâm con có thể cảm nhận được, cảm ơn hai người. Thẩm Thanh nghe thấy lời chân thành của đứa trẻ này mà không khỏi mềm lòng, chao ôi. Mẹ luôn muốn có một đứa con gái, nhưng Môn Dương thấy mẹ lúc sinh Môn Hải đau đến chết đi sống lại, ông ấy xót nên không cho mẹ sinh nữa. Lúc trước mẹ cũng không thích con, cũng chỉ là sự hợp tác với Cố Gia Huy. Nhưng quen biết nhau được thời gian dài, mẹ cũng thích cái tính của con. Nếu như có con làm con gái nuôi của bố mẹ thì bố mẹ sẽ rất vui. Được rồi, không khóc nữa, chúng ta ăn bánh đi, không cần đợi Ngôn Dương nữa. Mẹ nuôi, mẹ ăn trước đi, ở dưới bếp còn có bánh quy nướng, để con đi lấy. Hứa Minh Tâm nhanh chóng lau đi nước mắt, trở nên phấn chấn. Cô vẫn có nhà, chỗ Cố Gia Huy là nhà là của cô, ở đây cũng là nhà của cô. Hứa Minh Tâm luôn tránh đầu sóng ngọn gió ở nhà họ Môn cũng là bì để cho giới truyền thông xem. Cuối cùng Thẩm Thanh để cô ở lại nhà một đêm, nên đã gọi điện cho Cố Gia Huy. Cố Gia Huy đương nhiên là gật đầu đồng ý. Buổi tối Thẩm Thanh chuẩn bị đi ngủ với Hứa Minh Tâm thì lại bị Ngôn Dương chặn trước cửa. Bà xã, em đang định làm gì thế? Em đi ngủ với Minh Tâm. Bây giờ Minh Tâm đang bị thương, đến tối em có thể chăm sóc cho con bé. Bà xã, hay em đừng đi, mỗi tối đều do anh chăm sóc em, đắp chăn, bưng trà rót nước cho em làm gì biết chăm sóc người khác chứ? Hơn nữa, không có em anh ngủ không được đâu, cả đêm mất ngủ, ngày mai sao làm việc được? Minh Tâm, một mình con ngủ cũng được đúng không? Không cần mẹ nuôi ngủ với con, đúng không? Ngôn Dương chặn cửa, quay đầu nhìn về hướng Hứa Minh Tâm. Cô nhịn không được cười khì khì, cô thật sự rất hy vọng bản thân mình đến tuổi trung niên cũng có thể ân ái đằm thắm như vậy với Cố Gia Huy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Môn Dương, sao cô có thể nỡ tách lẻ hai người họ chứ? Mẹ nuôi, con có thể ngủ một mình được, mẹ không cần ngủ với con đâu. Bà xã, em nghe kìa, con gái cũng đã nói rồi đấy. Thẩm Thanh nghe vậy thì bất lực lườm một cái, nhiều năm qua như vậy rồi, Môn Dương vẫn không thay đổi. Pha trò khóc lối om sòm, đã chừng này tuổi rồi mà vẫn không biết xấu hổ, không biết mất mặt gì cả. Nhưng mà may là ông ấy chỉ đối xử với Thẩm Thanh như vậy, còn những chuyện khác thì rất quyết đoán chín chắn, chưa bao giờ khiến bà ấy phiền lòng. Ngôn Dương, xem như là anh giỏi. Thẩm Thanh tức hồng hộc quay về phòng. Ngôn Dương vội vàng đóng cửa, lau mồ hôi trên trán, nhìn Hứa Minh Tâm, nói, bà xã là của bố không cho con đâu, con tự ngủ đi. Ngủ ngon. Nói xong, ông ấy cũng chui vào phòng ngủ. Hứa Minh Tâm cười cười rồi quay lại phòng. Căn phòng này vẫn là căn phòng mà lần trước cô đến ở, Thẩm Thanh đã dặn dò người giúp việc bố trí thêm một chút đồ đạc, đổi căn phòng này thành phòng của cô, để thuận tiện cho lần sau cô đến ở lại. Buổi tối Hứa Minh Tâm nói chuyện điện thoại qua video với Cố Gia Huy, cô hy vọng anh có thể làm chút gì đó giúp mình. Cô sợ sau khi mình rời đi thì Hứa Văn Mạnh sẽ chút giận lên dì Lưu. Cô hy vọng anh có thể đưa dì Lưu đến nhà hai người. Dì ở nhà giỏi về món Tây, cô thích học theo. Dì Lưu thì giỏi về món Trung, cô thích nhất là món thịt kho tàu và món thịt viên tứ sướng của dì Lưu. Hai người không hề có bất cứ xung đột nào, nhận cùng số tiền lương, một ngày món Tây một ngày món Trung, tốt biết bao. Anh giúp em xong thì em phải cảm ơn anh như thế nào? Chú ba Cố, sao anh lại trở nên nhỏ nhen như vậy rồi? Thế mà lại còn muốn em báo đáp anh. Cái đó là đương nhiên rồi, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng,
đương nhiên anh không thể khách sáo với em được. Thế anh muốn thế nào? Ra ban công. Cố Gia Huy bỏ lại ba chữ một cách thần bí. Ban công. Không lẽ anh lại đi máy bay qua đây? Nhưng với chút đường đi này mà đi máy bay thì cũng đốt tiền quá rồi nhỉ? Cô ra ban công với vẻ mặt nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng không thấy bóng dáng của Cố Gia Huy. Lúc này, bên tai truyền đến giọng bói bất lực của Cố Gia Huy, cúi đầu xuống, anh ở dưới lầu. Hứa Minh Tâm rũ mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy xe của Cố Gia Huy dừng lại dưới lầu, xe thì bật đèn pha. Anh đứng dựa chỗ cửa xe, đang ngẩng đầu lên nhìn Hứa Minh Tâm. Em xuống gặp anh ngay. Không cần, em cứ ngoan ngoãn đứng ở đó, anh nhìn em một cái là được rồi. Bên ngoài có hơi lạnh, em cũng không đem đồ nhiều đến đây, nên không cần xuống đâu. Thế anh đến đây để làm gì? Hứa Minh Tâm thắc mắc hỏi. Đầu dây bên kia rơi vào trầm tĩnh, anh lại đứng rất xa cô không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh. Cô có thể nghe được tiếng hô hấp không ngừng truyền đến trong điện thoại, có chút nặng nề. Lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào châm thấp của anh, giống như khúc đàn sen lô hòa nhập vào sắc đêm, đặc biệt trầm bổng và dễ nghe. Nhớ em, quả thật không yên tâm về em, muốn đến xem em thử. Giây phút nhìn thấy em thì anh đã yên tâm hơn nhiều rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này thì cười thâm trong lòng, nhưng bên ngoài thì giả vờ như không có gì. Anh nói cái gì, gió lớn quá, em nghe không rõ, anh nói lại một lần nữa đi. Cố Gia Huy nghe vậy thì có chút ngại ngùng, lúc nãy anh còn hùng hồn nói ra, không cảm thấy lời nói này xến xẩm. Nhưng bây giờ phải lặp lại một lần thì anh lại có chút bối rối rồi. Sao anh không nói gì? Lúc nãy thật sự em không nghe rõ, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, em cũng sắp tắt điện thoại ngủ đây. Lời nói của Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói xong thì trong điện thoại truyền đến giọng nói bất lực của Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm, anh nhớ em rồi. Cô nghe vậy thì cười nói. Chú ba Cố, chúng ta cũng đâu phải là bị ngăn cách hai nơi, chúng ta ở gần nhau như vậy, đến sáng là gặp mặt rồi, có đáng vậy không? Đáng, em còn chưa cách anh quá xa, anh đã nhớ em như vậy rồi, sau này phải làm sao? Hai lần anh đi ra ngoài em đều gặp rắc rối, thật sự làm anh không yên tâm. Xem ra sau này cho dù đi đâu, anh cũng đưa em theo, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Đáng lẽ lần này Hứa Minh Tâm không phải chịu khổ nhiều như vậy. Nhưng Ngôn Dương cứ chặn ở giữa nên mới làm lỡ đến bây giờ. May mà Hứa Minh Tâm không có gì đáng ngại, nếu không thì anh thật sự sẽ điện lên mất. Minh Tâm, ngày mai anh đến sớm đón em về nhà. Anh đợi em, để anh không còn nhớ em như thế nữa thì em sẽ để cho anh ôm em một lát vậy. Hứa Minh Tâm vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng xuống lầu. Một cơn gió thổi qua khiến dáng người nhỏ nhắn của cô như chim về tổ lao vào vòng tay anh. Lạnh quá đi. Hứa Minh Tâm lạnh đến mức run cầm cập, cô không có mặc áo khoác, chỉ mặc bộ đồ ngủ. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người cô run lên, khuôn mặt nhỏ cũng lạnh cóng. Cố Gia Huy vội vàng cởi áo khoác ra, định khoác lên người cô thì lại bị cô ngăn lại. Cô rúc vào áo vest của anh, lộ ra cái đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh. Chú ba Cố, anh đúng là phải xem nhiều phim Hàn vào. Cởi áo khoác cho con gái. Đã là chiêu rất cũ rồi. Bây giờ tán gái đều như vậy cả. Hứa Minh Tâm nói với vẻ không được hài lòng. Như vậy tốt biết bao, chốc lát kéo gần khoảng cách nam nữ chính, mập mờ mà lãng mạn. Cái tên ngốc chú ba Cố này, như thế mà muốn so với mấy anh trai trẻ đẹp trai đấy. Làm ơn, từ lâu đã bị người ta phất ra xa rồi đấy. Cố Gia Huy nghe vậy thì bật cười khanh khách. Anh gật gật đầu, được, anh sẽ học thêm. Anh vòng tay hết người cô, ôm cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô, chốc lát anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vốn cứ nghĩ trong lòng thật lạc lõng, nhưng bây giờ thì lại tràn đầy trong chốc lát. Cô gái này chính là có sức hút thần kỳ như vậy, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Bọn họ cũng không biết ôm nhau như vậy bao lâu rồi, Hứa Minh Tâm rất không nỡ, nhưng buổi tối đầu xuân rất lạnh, Cố Gia Huy vẫn nên quay về sớm vậy, nhỡ như đông ở đâu rồi thì biết làm sao. Cô đẩy vòng tay anh ra, nói, em phải quay về rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh mau về đi. Đừng để cảm lạnh, em sẽ đau lòng đấy. Em mà cũng biết đau lòng cho anh à. Đương nhiên rồi, em cũng đâu phải người không tim không phổi, nhìn anh đông thành chó thì đương nhiên em sẽ đau lòng. Hứa Minh Tâm nói với vẻ đương nhiên. Đông thành chó.
Đây là cái ví dụ gì vậy? Chốc lát đầu Cố Gia Huy toàn là vòng đen. Anh xoa sau đầu của Hứa Minh Tâm, lại nói bậy bạ, mau quay về đi, anh nhìn em vào. Được, Hứa Minh Tâm quay người đi, chạy được vài bước thì đột nhiên nhớ ra điều gì rồi mau chóng chạy lại. Cố Gia Huy vẫn còn không hiểu sao thế, thì cô đã nhón chân lên, nhanh chóng chụt một cái lên má anh. Hôn tạm biệt đó. Bye bye. Cô nhanh chóng nói hai câu, co đầu lại rồi vội vàng rời khỏi. Cố Gia Huy nghe vậy thì cười cười, vô thức sờ má, ánh mắt chốc lát trở nên dịu dàng vô cùng. Hứa Minh Tâm lên lại trên lầu, lạnh cóng run lẩy bẩy. Cô rất muốn rúc vào chăn liền nhưng vẫn kìm được đi nhìn Cố Gia Huy thử. Cô ra ngoài ban công, phát hiện xe của Cố Gia Huy đã rời khỏi rồi. Tốc độ cũng rất nhanh. Cô quay lại đóng cửa, lên lầu, vào phòng tổng cộng mới có 5 phút, mà lúc này không thấy bóng người đâu nữa rồi. Đồ lừa dối, còn nói cái gì mà nhớ mình, đều là đồ bỏ đi. Chuồn nhanh như vậy, để kịp đầu thai hay gì? Hứa Minh Tâm đá chân vào góc tường, đau đến chau mày lại. Có người đúng là miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo, rõ ràng là muốn anh về sớm, anh đi nhanh quá em cũng không hài lòng. Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đằng sau mình, dùng mình một cái, cô quay đầu qua thì nhìn thấy Cố Gia Huy đang đi lại. Cô trợn to mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Cô chỉ mũi của anh, nói, sao chấm sao anh lại ở đây? Không phải anh đã đi rồi sao? Ngôn Dương biết anh đến, sau khi em đi thì ông ấy gọi điện cho anh, bảo anh ở lại. Anh bảo người giúp việc đi đậu xe rồi anh đi vào theo em đến đây, thì nghe thấy em đang mắng anh. Lúc nãy em không nói gì hết, anh cũng không nghe gì cả, đều là ảo giác. Hứa Minh Tâm vội vàng ngụy biện. Cố Gia Huy gõ gõ lên đầu cô, nói, bây giờ em ở đây đợi anh đi tìm Ngôn Dương có chút chuyện, đừng ngủ sớm quá đó. Biết rồi. Cố Gia Huy ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ngôn Dương ở chỗ không xa, đang nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng. Con người cậu cũng thật là, tôi có lòng tốt cho cậu vào, mà cậu lại lấy oán trả ơn. Tôi với vợ tôi đang ngủ ngon, cậu cũng đi tìm vợ cậu đi, bây giờ không phải đã muộn rồi sao? Cậu còn muốn tìm tôi nói chuyện gì? Nếu anh đã là ông càn trợ đen thì chắc anh biết tại sao Lucia lại nhúng tay vào chuyện này, cô ta với Cố Triệt không cùng đường, bọn họ xuất phát từ mục đích gì? Vấn đề này luôn làm cho anh không biết xử lý thế nào trong nhiều năm nay, trăm mối vẫn không có lời giải. Lúc trước thời gian của anh có gấp rút, cũng không kịp hỏi. Bây giờ đã đến cửa rồi thì đương nhiên phải hỏi thử. Ngôn Dương nghe vậy, vô tội khua tay, chợ đen không phải là thông tin mạng lớn nhất, nó chẳng qua chỉ biết rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết. Hơn nữa, tôi chỉ quen thuộc ở Đà Nẵng mà thôi, câu hỏi của cậu đã liên quan đến London. Tôi không biết tại sao Lucia ra tay, nhưng mấy năm nay tôi điều tra không ít về Lucia, dòng họ đấu nhau quá lộ liễu. Suy cho cùng cơ nghiệp của tổ tiên to lớn. Người nào đạt được thì người đó có vốn liếng xưng hùng xưng bá, thậm chí có thể cạnh tranh với hoàng gia. Lucia đã đổi họ, vốn được kế thừa bởi công tước trước đó, nhưng bị trả thù bởi thế lực hoàng gia và dần biến mất. Cho đến 100 năm trước, hình tượng khăn voan, tự xưng là dòng họ Kettering. Lần này bọn họ đã học được khôn ngoan, cho đến cây to gió lớn, cho nên tránh né mũi nhọn, âm thầm tích lũy sức mạnh, muốn chống chọi và thay thế hoàng gia. Trước mắt người của dòng họ Kettering phân bố rất rộng, có nhà kinh doanh có chính khách, có thể nói là rắc rối phức tạp. Dòng họ như thế này chính là vua một cõi, các cấp cao liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến cả một tập thể, ai cũng sẽ không để thế lực đối phương mở rộng. Tôi với Lucia không xuất hiện cùng lúc nhiều, tôi muốn tìm một người dưới sự bao che của bọn họ. Nhưng chưa đến mức là không có cách, đừng đá chọi đá với dòng họ như vậy, trừ khi có sự nắm chắc đầy đủ. Cho dù bây giờ hai nhà chúng ta hợp lại thì cũng chưa chắc là tốt. Cho nên, chỉ có thể từ từ, vấn đề bày mưu tính kế thì cứ giao cho tôi, nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Hình như tôi đã biết anh muốn tìm ai rồi. Cố Gia Huy khẽ nói, đôi mắt phượng hơi nheo lại, bên trong có ánh sáng rực rỡ. Ngôn Minh Thành nghe vậy thì cười ha ha, cái thằng nhóc này, cậu muốn chơi tôi phải không? Không khó để đoán được. Cố Gia Huy không nói quá nhiều. Chỉ nói ra năm chữ và vỗ vỗ vai của Ngôn Dương. Sau đó anh quay người rời đi, vẫy vẫy tay, xem như là chúc ngủ ngon. Này, cậu với con gái nuôi của tôi ở bên nhau rồi, giữa chúng ta có phải là nên đổi vai vế gì đó không?
cậu cũng gọi tôi là chú đi. Như vậy thì tôi cũng ngang vai ngang vế với ông già của cậu, cái ông già đó sẽ không thể lấy vai vế ra chèn ép tôi nữa. Nằm mơ đi, cố Gia Huy không quay đầu lại mà nói. Nhỏ nhen, tôi đi tìm vợ tôi ngủ. Ngôn Dương lườm mắt một cái, rồi quay người đi. Chỉ là khoảnh khắc quay người lại, thì nụ cười trên mặt ngưng lại và trở nên kín đáo vô cùng. Cố Gia Huy quay lại phòng, Hứa Minh Tâm đã nằm sắp trên giường, có đôi chân trắng nõn lên. Về rồi à, vẫn may ở đây có đồ ngủ cho khách, anh lấy mặc đi. Đang xem gì mà chăm chú vậy? Cố Gia Huy thấy cô cứ nhìn điện thoại, không thèm ngẩng đầu nhìn anh, nên anh có chút ghen. Đang nghiên cứu chút đồ, ngày mai nấu bữa sáng cho mọi người. Nhiều người ăn như vậy, ngày mai em phải chuẩn bị nhiều một chút mới được. Anh có kiêng ăn cái gì không? Rau hùng có ăn được không? Ngày mai chắc em sẽ bỏ một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Gia Huy thì phát hiện anh ở rất sát cô, khoảnh khắc ngẩng đầu đó, hai bờ môi có khẽ chạm vào nhau. Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì giây tiếp theo đã bị người đàn ông đè xuống giường. Sau đó, là một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Hứa Minh Tâm bị hôn đến tâm thần hỗn loạn, không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lâu sau, hai bờ môi tách ra, đôi mắt anh mơ mơ màng màng. Cô có vẻ ngoài đáng yêu, thuần khiết, cái biểu cảm vô tội chết đi được, lúc này cô chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, nhìn anh một cách mơ hồ. Đến bây giờ anh vẫn chưa phản ứng lại được nữa, nhìn dáng vẻ mơ hồ này của cô, anh thật sự muốn nảy sinh thú tính. Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì đó che lấp. Bên tai truyền đến giọng nói khiến người ta đắm say của anh. Đừng có nhìn anh như vậy, em đúng là đang cám dỗ anh phạm tội. Hứa Minh Tâm chu cái miệng nhỏ lên, là anh ức hiếp em trước, bây giờ lại trách em cám dỗ anh. Sao anh lại không nói lý như thế? Cô vẫn chưa nói xong, anh lại hôn lên môi cô một lần nữa. Đúng là nói chuyện không hợp là bắt đầu hôn. Anh đi tắm, hạ hỏa. Cố Gia Huy rút người lại rời đi, tốc độ rất nhanh. Hứa Minh Tâm không biết nên tức hay nên cười, anh đúng là tự làm khổ mình mà, mỗi lần đang quanh quẩn ở ranh giới ham muốn. Vẫn còn kiềm chế được thì tuyệt đối không rút người rời khỏi. Cô còn tưởng rằng cái thân hình nhỏ nhắn này không có sức hấp dẫn, bây giờ xem ra sức hấp dẫn của cô cũng lớn đấy nhỉ. Đợi sau khi Cố Gia Huy ra thì cô cũng ghi nhớ kha khá rồi. Khi học có chút không tích cực, nhưng khi nấu thì sẽ tràn đầy cảm hứng. Cô lại kéo dài việc học thêm nhiều ngày, có lẽ đợi sau khi sức khỏe hoàn toàn khỏi rồi thì sẽ không tránh khỏi việc học bù. Cô đã làm ấm chăn đệm từ lâu rồi. Đợi Cố Gia Huy lên giường. Anh sờ cái bụng của cô, chỗ đó có vết thâm tím để lại bởi cú đấm đá của La Thanh Nhã. Anh vẫn còn nhớ. Anh cẩn thận từng ly từng tí xoa bụng cô, như vậy sẽ thúc đẩy máu bầm tan nhanh. Hứa Minh Tâm rúc vào lòng anh, giống như một con mèo hồn nhiên. Cô có chút mệt, nên ngủ rất nhanh, còn Cố Gia Huy thì có thói quen nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm dậy từ rất sớm. Bận rộn làm việc trong bếp. Cố Gia Huy cũng giúp đỡ cô, đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô làm một chuyện vui như vậy. Động tác của cô rất thành thạo, nhào bột, nướng bánh mì, rán thịt đánh trứng. Cũng rất ra dáng, hơn nữa còn đầy đủ hương thơm, mùi vị, màu sắc. Anh cũng chỉ có thể giúp sơ sơ thôi. Hứa Minh Tâm thay đổi thật sự rồi, biết bản thân mình thích gì, thì sẽ không ngừng theo đuổi nó. Trên người cô có nơi phát ra ánh sáng, rất sáng sủa, khiến người ra lướt qua thì sẽ nhớ, khi gặp thì sẽ thích. Hứa Minh Tâm chuẩn bị 4 phần ăn sáng, dư giả một chút. Cô làm xong mọi thứ, quay người cởi tạp về thì phát hiện ra Cố Gia Huy đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất sâu xa. Anh nhìn em làm gì vậy? Không lẽ trên mặt em có gì sao? Không có, đột nhiên nhận ra bé nhỏ của anh lớn rồi. Cố Gia Huy nói có chút bùi ngùi. Xoa xoa đầu của cô. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời nói bùi ngùi như cha hiền này, cô có chút không quen. Chú ba Cố, không phải em luôn như vậy sao, em đâu có thay đổi đâu. Tự Hứa Minh Tâm không cảm giác ra được, nhưng người khác có thể nhìn thấy được sự trưởng thành của cô. Lúc trước cô giống như một đứa trẻ, mọi chuyện đều cần người khác quan tâm. Lúc trước cô cũng rất nhát gan, gặp phải kẻ mạnh thì không dám phản bác lại. Tính tình cô cũng tốt. Có thể nhịn thì nhịn, rất rộng lượng. Lúc trước cô cứ không tìm được mục tiêu phấn đấu, chỉ biết môn toán của mình rất tệ, rất ngốc. Nhưng bây giờ Hứa Minh Tâm đã thay đổi hoàn toàn, cô trở nên chín chắn vững vàng hơn.
Mặc dù vẫn là tính tình của đứa trẻ, vẫn lương thiện, nhưng đã mạnh mẽ, dũng cảm hơn trước nhiều rồi. Cô đã học được cách phản bác lại, học được cách dũng cảm đối diện. Cũng rất lâu rồi cô không cảm thấy mình ngốc nữa, lúc trước không giải đề được thì cứ cảm thấy mình ngốc không có thuốc chữa. Lúc trước cô không tự tin về bản thân mình, luôn nghi ngờ bản thân, có thể đứng bên cạnh anh, cùng nhau kề vai sát cánh với anh không. Mà bây giờ, cô đã làm rất tốt. Em thay đổi rất tốt, vẫn là kiểu anh thích. Cố Gia Huy tiến tới, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm một lát. Tiếp tục cố gắng, có anh ở bên cạnh em. Mặc dù Hứa Minh Tâm không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng cô nghe thấy lời này thì cũng có chút cảm động. Có một người để tay nắm tay cả một đời là một chuyện rất lãng mạn mà. Em sẽ trở nên ngày càng tốt hơn. Cô nói một cách nghiêm túc. Đúng vào lúc này, có người gõ cửa phòng bếp. Hai người có thể đừng thể hiện tình cảm trước mặt tôi với vợ tôi không? Xin hãy quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh có được không? Đây là nhà của chúng tôi. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì có chút ngại, đẩy người Cố Gia Huy ra. Mặt cô đỏ ửng, còn Cố Gia Huy thì bình thường, anh ôm chặt eo nhỏ của cô. Không phải anh thể hiện tình cảm với vợ mình từ sáng đến tối đó sao? Chúng tôi có thể thể hiện tình cảm cho người khác xem, nhưng người khác không được thể hiện cho chúng tôi xem. Đúng không, bà xã? Đúng cái gì mà đúng? Rửa tay ăn sáng. Thẩm Thành lườm một cái, rồi đi bưng đồ ăn lên giúp Hứa Minh Tâm. Ăn cơm xong thì Cố Gia Huy đưa cô về. Trên đường đi, cô đi ghé qua bệnh viện thành phố. Cố Gia Huy đến tìm Lễ Nghiêm lấy ít thuốc, Hứa Minh Tâm nhớ đến Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ vẫn còn trong bệnh viện, lần sinh non này đã tổn thương đến sức khỏe cô ta rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại. Sinh non chính là thiếu tháng, người phụ nữ nhất định phải được chăm sóc tốt, nếu không sau này rất gây hại đến sức khỏe. Hứa Minh Tâm nói với Cố Gia Huy rằng cô muốn đi thăm Hứa An Kỳ. Em đợi anh đi với em. Vâng. Hứa Minh Tâm vốn đang đứng im lặng đợi Cố Gia Huy thì có hai y tá đi qua cô, hai người đó đang thì thầm bàn tán với nhau. Người phụ nữ đó đúng là điên rồi, chồng không đến thăm cô ta, thì liên quan gì đến chúng ta? Chút giận lên người chúng ta thì có tác dụng gì? Cô ta cũng đáng thương thật, con mất rồi, bản thân cô ta sau này cũng không thể sinh con được nữa, trong lòng cũng khổ đấy. Khổ thì lấy chúng ra chút giận sao? Đáng đời người nhà mẹ ruột mẹ chồng gì cũng không đến, đáng đời chồng cô ta không đến thăm. Người phụ nữ tính tình xấu như vậy, ai có thể chịu được? Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này thì có chút nghi ngờ. Không lẽ người mà họ đang nói là Hứa An Kỳ? Nhà chồng không ai đến cô có thể hiểu, bây giờ Cố Triệt đang rối ren, cũng không rỗi để quan tâm bên này. Cố Tử Vị là đứa ăn chơi lêu lổng, lăng nhăng, hoàn toàn không để tâm đến chuyện hôn nhân gia đình. Nhưng, Hứa Văn Mạnh sao cũng không đến. Hứa An Kỳ không phải là cô có gái ông ta yêu quý nhất sao? Còn Trần Hiểu Vân nữa, bà ta cũng không quan tâm đến sống chết của cô ta sao? Ma xui quỷ khiến cô đi theo y tá qua đó, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh. Y tá vừa bước vào, bên trong liên vang lên tiếng la hét giận dữ, mấy người chết đâu hết rồi, tại sao phòng bệnh không có ai, mấy người chỉ mong sao cho tôi chết quách đi đúng không? Hứa Minh Tâm nhận ra giọng nói này, là của Hứa An Kỳ. Y tá vội vàng xin lỗi, sau đó bắt đầu chăm sóc bệnh nhân. Tôi đói rồi, tại sao còn không mang đồ ăn sáng đến cho tôi? Mấy người thờ ơ với tôi như vậy, đợi sau khi tôi xuất viện, tôi sẽ xé nát vụn mấy người. Mấy người có biết tôi là ai không? Tôi là mợ chủ của nhà họ Cố đấy. Chị Cố, tiền viện phí của cô lâu rồi chưa trả, người chăm sóc đã quá định mức. Một y tá run lẩy bẩy nói, vẫn còn chưa nói xong thì bị một người y tá khác cắt ngang. Xin đợi một lát, lập tức tôi sẽ chăm sóc cho cô. Nói xong, cô ta kéo người y tá kia ra ngoài. Hai người ra khỏi cửa, một người trong đó cửa trách, cô là người mới đến sao? Sao lại đòi tiền cô ta? Cho dù người nhà cô ta không trả tiền viện phí cho chúng ta thì chúng ta cũng không thể đòi cô ta. Còn nói cái gì mình là mợ chủ nhà họ Cố? Cũng không có ai trả tiền viện phí cho cô ta, còn ở đó mà kiêu căng, có lẽ cũng bị người ta ghét bỏ, cho nên không ai quan tâm cô ta. Cô ta sinh non, tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe. Bây giờ cô ta còn quan tâm gì đến sức khỏe? Sau này cũng không sinh được nữa rồi, còn để ý đến sức khỏe làm gì? Có lẽ là làm chuyện xấu nhiều quá rồi,
đây là sự trừng phạt của ông trời. Hai y tá nói kháy rồi rời khỏi. Hứa Minh Tâm ở bên ngoài cửa nghe chuyện cười, Hứa An Kỳ lại trở nên thảm hại như vậy, đã đến bước ai cũng chán ghét rồi. Cô cảm thấy bây giờ mình mà xuất hiện thì không thích hợp, từ bỏ cái suy nghĩ đi thăm, đang định quay người rời đi thì cô nghe thấy bên trong có âm thanh tiếng ly rơi xuống, còn kèm theo tiếng la hét của Hứa An Kỳ. Hứa Minh Tâm không kềm được, xông vào bên trong. Hứa An Kỳ ngã từ trên giường xuống, tay không cẩn thận còn đập lên mảnh thủy tinh vỡ. Hứa An Kỳ không nhìn thấy rõ người, còn tưởng là y tá. Cô ta giận dữ quát, mắt cô mù à, còn không mau dìu tôi dậy. Bệnh viện mấy người làm việc kiểu gì vậy, mang cơm cho tôi mà cần hai người làm gì, không biết để lại một người để tôi sai bảo sao. Cô ta nói xong thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Minh Tâm, trong chốc lát yên lặng không một tiếng động. Hứa Minh Tâm đỡ cô ta lên giường, ấn chuông gọi người cho cô ta. Có lẽ bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, tôi không làm phiền chị nữa, tôi đi đây. Hứa Minh Tâm quay người chuẩn bị đi, thì bị Hứa An Kỳ kêu lại. Hứa Minh Tâm, cô đến cười nhạo tôi phải không? Cười nhạo chị cái gì? Cô quay người lại hỏi. Cười nhạo tôi biến thành cái bộ dạng này, mất con rồi, sau này cũng không sinh được nữa. Cười nhạo tôi hại cô không được, ngược lại còn liên lụy đến bố mẹ chồng tôi, hại họ ly hôn, mẹ chồng tôi còn vì vậy mà mang lên người tội danh giết người. Hứa Minh Tâm, tôi thật sự xem nhẹ cô rồi, không ngờ thủ đoạn của cô lại lợi hại như vậy, mấy năm nay cũng học không ít chiêu dụ dỗ nhỉ, mới có thể khiến Cố Gia Huy đi theo tùy tùng như vậy. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời chua cay ác độc như vậy, bàn tay cô nắm chặt lại thành quyền. Cô không muốn xung đột với Hứa An Kỳ nữa, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô ta thì cô chỉ muốn tránh xa. Tại sao mỗi lần cô ta đều làm cho mọi việc tệ hại hơn như vậy, nghĩ người khác khó chịu như vậy? Hứa Minh Tâm thở mạnh một hơi, lạnh nhạt nói, cười nhạo chị trộm gà không được lại còn mất nắm gạo sao? Chính xác là như vậy, chị vì hại tôi mà bỏ hết vốn liếng, ngay cả con của mình mà cũng có thể lợi dụng. Cho dù là một cái thai hư, nhưng cũng ở trong bụng chị lâu như vậy rồi, có dòng máu của chị. Lúc đứa con mất chị không đau lòng sao? Đương nhiên là tôi đau lòng, nhưng tôi càng căm giận hơn, căm giận không lật đổ được cô. Tôi đã hy sinh nhiều như vậy rồi, con đĩ như cô sao vẫn chưa chịu chết. Hứa An Kỳ vô cùng tức giận, tóm lấy bình hoa trên tủ đầu giường, hung hăng đập xuống đất. Hứa Minh Tâm vội vàng né tránh, nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn đó, cô cảm thấy Hứa An Kỳ không còn thuốc chữa rồi. Tự mình làm thì tự mình lãnh hậu quả, đã vậy còn không biết kiểm điểm bản thân, đúng là một con điên. Hứa An Kỳ, tôi biết lúc trước chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn, từ lớn đến nhỏ chị đều ức hiếp tôi cũng phản kháng không được. Bây giờ tôi có sức mạnh rồi, tôi cũng chưa từng xem chị là kẻ thù. Chị đối xử hòa nhã với tôi, tuyệt đối tôi sẽ không làm khó chị một chút nào. Nhưng lòng dạ chị hẹp hòi, chị không rộng lòng với tôi được. Bây giờ chị biến thành bộ dạng này, đều do chị tự chuốc vạ vào mình, không trách người khác được. Nếu chị không có ác độc như thế, ngày tháng bây giờ của chị sẽ sống dễ dàng hơn nhiều. Không phải tôi hại chị, là tự chị hại mình, từng bước ép chị đến hoàn cảnh bây giờ. Cô bớt ở đó nói dong nói dài, nói bậy bạ với tôi. Hứa Minh Tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, con đĩ như cô, xuất thân thấp hèn mà cũng muốn ngồi lên đầu tôi. Cô chẳng qua tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn tôi mà thôi, người đàn ông của cô có bản lĩnh, còn người đàn ông của tôi không có bản lĩnh mà thôi. Hứa An Kỳ không chịu thua, đẩy hết mọi vấn đề vào nguyên nhân chủ quan. Trước giờ cô ta không chịu nhận cái sai của mình. Sao cô ta lại có lỗi? Cô ta là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Hứa, thì phải ở trên cao, sao có thể bị một đứa con riêng dẫm đạp lên đầu mình như vậy? Cô ta không chịu đựng nổi cảm giác như vậy, cho nên cho dù phải dốc hết sức mình, thì cũng phải lôi cô xuống. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Hứa Minh Tâm sống dễ dàng đâu. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì cười giễu cợt, giống như nghe một chuyện cười động trời vậy. Cô nghiêm giọng nói, Hứa An Kỳ, chị đừng có quên. Lúc đầu chị với Cố Tử Vị chưa công khai yêu nhau. Người mà ông cụ cô muốn là chị đã chọn Cố Tử Vị, từ bỏ Cố Gia Huy, đẩy một người vừa mới đón sinh nhật lần thứ 18 như tôi ra. Lời này làm cho Hứa An Kỳ câm như hến. Đúng thế. Cố Gia Huy ưu tú như vậy, vốn dĩ cô ta có được dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cô ta đã chọn Cố Tử Vị. Lúc đó không ai ngờ được,
Cố Gia Huy vừa xấu vừa kỳ dị lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, trở thành con người làm mưa làm gió, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Sắc mặt Hứa An Kỳ tái nhợt, không được một câu nào. Đúng vào lúc này, ở chỗ cửa truyền đến giọng của Cố Gia Huy. Nếu như lúc đầu, Hứa Văn Mạnh đưa cô lên giường của tôi đảm bảo sẽ không nhìn cô một cái, trả lại nguyên vẹn không sứt mẻ. Hứa Văn Mạnh đưa cô đến là muốn sỉ nhục tôi hay gì? Lời này vừa phát ra, Hứa An Kỳ tức đến run cả người, đôi mắt trở nên dữ dằn, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người họ. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này thì cũng rất bất lực, không dễ gì cô mới làm dịu được cơn giận của Hứa An Kỳ, mà chỉ sợ một câu qua loa của anh khiến cho Hứa An Kỳ hận thấu cô. Đúng là châm dầu vào lửa, hết chuyện làm mày không phải bảo em đợi anh sao? Sao lại tự đến rồi, cô ta có dọa em không? Anh ôm chặt cơ thể Hứa Minh Tâm, nói một cách dịu dàng. Hứa Minh Tâm rất muốn lườm anh một cái. Cút, mấy người cút hết cho tôi. Hứa An Kỳ phát điên lên, hất hết đồ trên tủ đầu giường xuống dưới đất. Bây giờ là hoàn cảnh gì của cô ta đây? Nhà họ Hứa không có ai quan tâm, nhà họ Cố cũng không ai quan tâm, thê thảm vô cùng. Nhưng Hứa Minh Tâm đã được danh lại còn được lợi, còn có Cố Gia Huy che chở bảo vệ. Cô ta không cam tâm, sao có thể cam tâm được? Con nhóc ngày nào bị mình tùy ý ức hiếp, bây giờ lại leo lên đầu mình ngồi, làm sao cô ta chịu đựng được? Hứa Minh Tâm nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Hứa An Kỳ, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, sợ kích động quá trớn. Chú ba Cố, chúng ta đi thôi, để cô A bình tĩnh lại. Cũng đúng, người phụ nữ điên này ở đây, anh cũng lo cô ta sẽ làm em bị thương, chúng ta về nhà. Hứa Minh Tâm lườm anh một cái. Anh đúng thật là làm người ta tức chết không đền mạng mày. Hứa An Kỳ nghe thấy câu nói đó của Cố Gia Huy thì cơn giận hoàn toàn bộc phát. Hứa Minh Tâm, cô đợi đó cho tôi, tuyệt đối tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi phải giết cô, nhất định tôi sẽ giết chết cô đợi đó cho tôi. Tiếng la hét của cô ta vang vọng trong hành lang, mỏng manh như sợi tơ mảnh sắp đứt. Trái tim Hứa Minh Tâm run lên dữ dội khi nghe thấy những lời cay nghiệt này. Cố Gia Huy cảm nhận được, mau chóng đỡ lấy người cô, nói, em sao vậy? Không sao. Cô cố gắng mỉm cười, bất cứ ai nghe thấy lời cay nghiệt như vậy cũng sẽ thấy khó chịu. Cô biết, Hứa An Kỳ đã hận mình đến tận xương tủy. Yên tâm đi, anh sẽ không cho cô ta có cơ hội này. Giọng nói điềm tĩnh của Cố Gia Huy vang lên bên tai cô. Lúc cô không nhìn thấy, có sự lạnh lùng đáng sợ trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy. Về đến nhà, Cố Gia Huy dặn dò Khương Tuấn, bảo bệnh viện làm một giấy chứng nhận giả, chứng minh tinh thần Hứa An Kỳ có vấn đề, đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần, cả đời đừng hòng mà được thả ra. Người làm hại đến Hứa Minh Tâm, tuyệt đối không nhân nhượng. 3 ngày sau Hứa Minh Tâm biết được tin tức này, nhớ đến hôm đó người vẫn còn bình thường, sao tinh thần lại xảy ra vấn đề rồi? Không lẽ là đả kích quá mạnh, không chịu nổi? Nghĩ lại cũng đúng, Hứa An Kỳ đột nhiên mất hết mọi thứ. Nhà họ Hứa, nhà họ Cố đều khinh thường, một người có tính khí kiêu ngạo như cô ta sao có thể chịu đựng nổi. Lần này, cô không muốn đi thăm Hứa An Kỳ nữa, sợ mình xuất hiện, Hứa An Kỳ kích động tự sát thì không hay rồi. Ân oán giữa họ xem như là đến cuối rồi. Cái tuần cô ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng này, Bạch Thư Hân có đến thăm cô, dặn đi dặn lại cô chuyện gì cũng phải cẩn thận. Cho dù nhà họ Ngôn và Cố Gia Huy có lòng muốn bảo vệ cô, nhưng cũng có lúc ngoài tầm tay với của họ. Hứa Minh Tâm gật đầu, có cô ấy bên cạnh, vết thương trên người cô hình như khỏi kha khá rồi. Thứ hai đến, Hứa Minh Tâm phải đi học lại rồi. Ban ngày lên lớp, ban đêm về giáo viên dạy kèm. Giáo viên vẫn là người dạy kèm lúc nghỉ đông, năm nay 25 tuổi, tuổi trẻ mà đã là giáo sư đại học, nghe nói là một thiên tài, từ mẫu giáo đã bắt đầu nhảy lớp liên tiếp. Cũng không phải dạy ở Đại học Đà Nẵng, mà ở một trường khác cùng thành phố. Nghe Khương Tuấn nói, lúc cô giáo xinh đẹp phỏng vấn, có mang mấy bằng chứng nhận đến, lý lịch sán lạn. Hứa Minh Tâm sợ sau này mình đi xin việc, e là chỉ có thể mang một cái bằng tốt nghiệp đi phỏng vấn thôi. Bởi vì cô rất thường hay bỏ tiết, ban ngày học trên trường xong, ban đêm về đã 6-7 giờ rồi, cô giáo xinh đẹp phải ở lại đến hơn 9 rưỡi. Nếu như cô không hiểu bài thì cô giáo còn muốn giảng tiếp, dù biết bài học của cô chỉ đến đó. Có thể nói là tương đối có trách nhiệm. Hứa Minh Tâm thấy cô giáo đi lại vất vả, buổi tối về một mình cũng không an toàn,
nên cô đã để cô ấy ở lại phòng khách. Ngày hôm sau Cố Gia Huy đưa cô đi học thì cũng tiện đường đưa cô giáo xinh đẹp đến trường cô ấy luôn. Như vậy thì một công đôi việc. Tối thứ hai, Hứa Minh Tâm lê thân xác giã rời về nhà, còn muốn ăn chút thịt viên của dì Lưu làm, rồi ăn chút bánh xoài nướng của dì, nhưng không ngờ vẫn chưa kịp ngồi xuống thì cô giáo đã đến rồi. Cô giáo họ Tiết, tên cũng rất hay, gọi là Tiết Mộc Khê. Hứa Minh Tâm thấy cô ấy lại về cùng với Cố Gia Huy, cô có chút bực bội. Sao anh lại đưa cô giáo đến rồi? Không phải 7 giờ mới học sao? Anh quay về lấy ít đồ, trên đường thấy cô giáo, cô ấy muốn đến dạy kèm cho em, nên anh thuận đường cho cô ấy đi cùng. Tiết Mộc Khê nghe vậy thì cười, chiều nay tôi không có tiết, nghĩ giờ này chắc em tan học rồi, nên tôi muốn đếm sớm chút. Cô giáo, cô cũng có trách nhiệm quá rồi nhỉ? Không sao, dù sao cũng trả tiền theo giờ, cô dạy em một tiếng, chú ba Cố sẽ trả cô tiền công một tiếng. Cô ấy dạy thêm, một tiếng 3 triệu, lúc đầu Hứa Minh Tâm không biết, sau đó biết rồi thì suýt chút trào máu. 3 triệu, ôi mẹ ơi! Dạy thêm 3 tiếng là có 9 triệu. Lúc cô làm thêm ở quán bar, một giờ mới có năm mấy, 60 nghìn. Thật đúng là cô chính là lao động giá rẻ nhất mà. Nhưng cô giáo này đúng là thật sự giỏi, những điều cô ấy nói cô đều hiểu, hơn nữa còn nhớ kỹ. Dù sao chú ba cô cũng không sót tiền, cô cũng không quan tâm nữa. Cảm giác làm vợ của người có tiền đúng là rất sướng, ít nhất lúc nhìn thấy đồ mình thích, không cần phải xem giá mà mua thắng luôn. Nhưng có thể vì mắt nhìn của cô có hạn, đồ cô chọn thường là đồ rẻ nhất trong tiệm. Chú ba Cố, anh quay về làm gì thế? Cô quay đầu qua nhìn Cố Gia Huy. Lấy chút tài liệu, trên đường đi anh thấy có một tiệm bánh bao chiên lâu năm. Có rất nhiều người đang xếp hàng, anh nghĩ nhất định sẽ rất ngon nên đã mua ít về cho em, nghĩ em sẽ rất thích. Cố Gia Huy lấy bánh bao chiên ra, vẫn còn nóng hổi nữa. Hứa Minh Tâm chốc lát hài lòng vô cùng, vội vàng nếm thử một cái, bên ngoài xốp giòn, bên trong nhiều thịt viên, nuốt một miếng xuống, cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thế anh có xếp hàng không? Hứa Minh Tâm vừa ăn vừa hỏi. Có. Sao không để Khương Tuấn xếp hàng? Bởi vì mua cho em, anh không muốn người khác làm thay. Xếp hàng vì em, không phải là điều nên làm sao? Nhưng mà lúc anh xếp hàng, ánh mắt bọn họ nhìn anh đều rất kỳ lạ, đây là tại sao? Bởi vì anh ăn mặc quá đứng đắn rồi, Cố Gia Huy, sau này anh không cần mặc vest vào thời gian nghỉ ngơi, nhất định sẽ trẻ ra rất nhiều tuổi đấy. Thật không, như thế sẽ không thấy lớn tuổi sao? Hứa Minh Tâm nghe thấy thì suýt chút nữa cười ra tiếng, Cố Gia Huy bị mình làm cho ám ảnh rồi sao? Thật ra anh không già, đàn ông 29 tuổi, sự nghiệp thành công, chín chắn ổn định, là lúc có sức hút nhất. Chỉ có điều anh chọc cô giận, nên cô cố ý lấy tuổi tác ra nói, không ngờ một hai lần mà Cố Gia Huy đã bắt đầu tính toán rồi. Anh không mặc vest, nhất định sẽ trẻ ra mấy tuổi đó. Anh biết rồi, em từ từ ăn, nếu như còn thích ăn thì gọi điện cho anh, lúc tối về anh lại mua cho em. Anh phải đi rồi, không ở với em nữa. Anh mau đi làm việc đi. Cố Gia Huy lên lầu lấy tài liệu, sau khi xuống lầu thì Hứa Minh Tâm chủ động chạy đến, chụt một cái lên má anh. Trên môi cô vẫn còn chút dầu, Cố Gia Huy cũng không chế, cười xoa đầu cô, rồi mới rời đi. Hứa Minh Tâm đứng trước cửa, đưa mắt nhìn Cố Gia Huy rời đi, sau khi không còn thấy bóng anh nữa thì cô cũng ăn kha khá rồi, cô đóng cửa đi vào với lòng đầy toại nguyện. Cô giáo, em ăn xong rồi, lát nữa chúng ta học đi. Tiết Mộc Khê cười cười, anh Huy đúng là cưng chiều em thật đó. Cô ấy ở đây lâu như vậy, cũng hiểu quan hệ của họ, và cô ấy không hề rêu rao bên ngoài, có lẽ cũng sợ thế lực của Cố Gia Huy. Em là vợ chưa cưới của anh ấy. Anh ấy thương em không phải là điều nên làm sao? Đúng vậy. Khóe môi Tiết Mộc Khê khẽ cứng lại, sau đó bắt đầu dạy học cho Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm tôn sư trọng đạo, với Tiết Mộc Khê hết sức kính trọng. Lúc nghỉ giải lao, sợ Tiết Mộc Khê đói khát, nên lúc nào cô cũng cung cấp đồ ăn đồ uống. Lần này cô ấy đến sớm, 8 giờ có thể về, nhưng Tiết Mộc Khê áy náy, nói là do mình đến trước giờ, phí học một tiếng đó không cần trả. Vẫn nên dựa theo quy tắc cũ dậy đến 9 giờ. Chậc chậc, cô giáo ơi, nghề nghiệp thiêng liêng như vậy mà. 3 triệu đồng bày trước mặt, cũng không hề lay động, đạo đức cao biết bao nha. Nếu như là cô tuyệt đối sẽ không khách sáo đâu,
thiếu một đồng thì theo lẽ mà tranh giành. Tiết Mộc Khê tiếp tục dậy, lúc 8 rưỡi thì trời đổ mưa. Mưa đầu xuân, đúng là rất lạnh. Cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, cô lạnh đến run cầm cập. Cô đi đến đóng cửa sổ lại, nói, bên ngoài trời mưa rồi, lát nữa cô giáo đừng về nữa. Thế à, thế tôi không quay về nữa. Tiết Mộc Khê nói, 9 giờ Hứa Minh Tâm mới làm bài tập xong. Cố Gia Huy gọi về nói buổi tôi phải đi tiếp khách, chắc sẽ về nhà muộn. Anh có uống được rượu không? Ừ, đối tác uống tốt nên anh không thể say được. Thế em sẽ nấu canh giải rượu cho. Ừ, em không cần đợi anh, ngủ sớm đi, mai còn phải đi học nữa. Bữa này có một người là nữ, là thư ký của đối tác, anh sẽ đi cùng Khương Tuấn. Hứa Minh Tâm nghe vậy, không kìm nổi nụ cười, em cũng không hỏi nhiều đến thế, anh nói làm gì chứ? Phụ nữ lúc nào chẳng để ý mấy cái này. Đàn ông ra ngoài ăn cơm với ai, có phụ nữ hay không, đối phương có đẹp hay không? Đúng thật là có để ý, nhưng mà em tin anh. Dù phụ nữ có cởi sạch trước mặt anh thì anh cũng không siêu lòng, hơn nữa còn có Khương Tuấn đi cùng, em cũng không phải nhọc lòng. Em chỉ lo anh uống nhiều hại dạ dày. Thả em không tin anh đến vậy, hỏi anh vài câu để anh vui còn hơn. Hứa Minh Tâm nghe vậy, không giấu nổi niềm vui. Những người đàn ông khác đều rất ghét bị phụ nữ gặng hỏi, không có tự do. Anh thì khác, chỉ mong vợ hỏi này hỏi nọ, kỳ cục. Được rồi, em hỏi thêm hai câu vậy, cô thư ký kia bao nhiêu tuổi, có xinh không? Không biết tuổi, chưa từng gặp, nhưng anh nghĩ là không đẹp bằng em đâu. Chắc chắn thế cơ à? Ừ, người phụ nữ do Cố Gia Huy anh lựa chọn là đẹp nhất. Mặt cô hơi đỏ lên, tự nhiên được khen như vậy khiến cô hơi ngại. Nếu cô mà có cái đuôi chắc đã vẫy liên hồi rồi. Biết rồi, anh đi đi. Ừ, ngủ sớm đi. Hứa Minh Tâm cúp máy, đến phòng bếp nấu canh giải rượu và canh gừng cho Cố Gia Huy. Nhìn ngoài trời mưa như chút nước chắc còn lâu mới tạnh, nhỡ hai người họ về đến rồi bị mắc mưa thì phải làm sao? Tiết Mộc Khê đến nhà bếp nấu bữa khuya thì gặp được cô. Cô giáo, nếu cô muốn ăn khuya thì cứ bảo em, không cần phải tự làm đâu. Tôi quen rồi, và lại cũng ngại làm phiền người khác nữa. Tiết Mộc Khê chưa từng được ai phục vụ nên không quen. Em đang làm gì vậy? Em đang nấu canh giải rượu, buổi tối anh ấy đi tiếp khách, phải uống rượu nên em cứ chuẩn bị trước. Lát nữa em còn nấu canh gừng, sợ bọn họ mắc mưa. À, hóa ra là vậy. Tiết Mộc Khê gật gật đầu, cuối cùng cũng không nấu bữa khuya, mà chỉ lấy chút hoa quả. Cô bận bịu trong nhà bếp một hồi, thấy đói nên uống tạm hai bát canh. Nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ mà anh vẫn chưa về. Cô đặt canh vào hộp giữ nhiệt, rồi đặt lên bàn trà để anh về nhà là thấy luôn. Cô còn dán giấy ghi chú vì sợ anh nhầm hai loại. Cô về phòng mình nhưng không sao ngủ được, đành đợi anh về. Hứa Minh Tâm vừa đọc sách vừa đợi. Sắp 12 giờ, cơn buồn ngủ ập đến, cô gật gà gật gù. Đúng lúc này, cô nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, biết dưới sân có xe lái vào. Cô vội vã chạy ra ban công nhìn, thấy đấy đúng là xe của Cố Gia Huy. Khương Tuấn không nhấn chuông, có lẽ vì sợ đánh thức cô. Cô mau chóng thay giày, khoác áo chạy xuống dưới. Vừa xuống lầu thì đã nhìn thấy Tiết Mộc Khê vẫn còn thức và đang đứng sẵn ở cửa. Khương Tuấn cũng rất bất ngờ. Cô Khê vẫn chưa ngủ sao? Chưa, tôi vẫn chưa ngủ. Anh mau vào nhà tắm nước ấm đi rồi thay bộ khác. Cả người ướt đẫm rồi kìa. Anh ta chỉ lo che ô cho Cố Gia Huy, chứ không hề lo cho bản thân, bây giờ cả người ướt hết cả. Anh ta nhìn Cố Gia Huy, vẫn có chút không yên lòng. Để tôi gọi chú An hay cô Minh Tâm xuống giúp. Không cần đâu, anh Huy không muốn muộn rồi mà còn làm phiền cô ấy, đừng gọi thì hơn. Còn chú An tuổi tác đã cao, cậu cứ để anh Huy nằm trên ghế sofa đã, để tôi thay đồ rồi xuống ngay. Cứ để tôi chăm sóc anh ấy, anh mau đi tắm đi. Kẻo lại sinh bệnh rồi thành ra mất nhiều hơn được. Anh ta nghe vậy, gật gật đầu. Bản thân anh ta bây giờ thật sự khá là bết bát. Tiết Mộc Khê ăn mặc kín cổng cao tường, lại là người mẫu mực, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Khương Tuấn rời đi, Tiết Mộc Khê giúp Cố Gia Huy nằm lên ghế sofa. Hứa Minh Tâm vốn định xuống lầu, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại. Cô là phụ nữ. Mà giác quan thứ 6 của phụ nữ cho dù không có căn cứ nhưng lại chuẩn không gì bằng.
Cô nhìn Tiết Mộc Khê mở hộp giữ nhiệt, đổ canh gừng ra hai bát rồi mang bình giữ nhiệt vào bếp. Cô ta muốn đốt canh cho Cố Gia Huy nhưng lại ngại anh đã uống say nên không biết phải làm sao. Tiết Mộc Khê vỗ vỗ vào mặt anh, thấy anh không có phản ứng gì thì hơi do dự một chút rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài của anh ra. Tiếp đó đến áo sơ mi. Tim Hứa Minh Tâm đập thình thịch, cố gắng không nghĩ ngợi nữa, nhưng không ngờ người đàn ông vốn tưởng đang say rượu nằm một chỗ lại đột nhiên giữ tay của Tiết Mộc Khê. Cô ta giật thót, khuôn mặt trắng bệch. Anh Huy. Cố Gia Huy không hề trừng mắt, chỉ giữ chặt tay cô ta, không để cô ta tiến gần. Tiết Mộc Khê thở phào một hơi, còn tưởng rằng anh đã tỉnh rượu rồi. Cô ta giãy tay ra, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh, tự nhủ tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Mà ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, nhưng anh lại không thuộc về mình. Cô ta ngày nào cũng ở đây, hưởng thụ đãi ngộ giống với Hứa Minh Tâm, nhưng có một thứ mà cô ta không bao giờ có thể sở hữu, đó là sự chân thành và quan tâm chăm sóc của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh bên Hứa Minh Tâm, thậm chí hạ mình xếp hàng mua đồ cho cô ấy, cô ta luôn cảm thấy ghen tị, cảm giác Hứa Minh Tâm không xứng với anh, sao cô ta lại bắt một người cao quý như anh làm cái việc thấp hèn đó. Thực sự hạ thấp thân phận của anh mà, nếu như để truyền thông bắt gặp thì khác nào trò cười cơ chứ. Ban đầu Tiết Mộc Khê cũng không dám vọng tưởng, nhưng cô ta không sao có thể làm ngơ trước một người mang hào quang chói lọi như anh. Một người đàn ông đẹp trai lại cao quý, dù là ai nhìn thấy chắc cũng bị anh làm cho điện đảo. Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, không thể kiềm chế cũng là chuyện bình thường. Tiết Mộc Khê ngắm thật kỹ Cố Gia Huy, cũng chỉ trong trường hợp ý thức của anh không rõ ràng, cô ta mới có cảm giác khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cô ta nhìn bát canh gừng trên bàn trà, do dự một hồi rồi uống một ngụm, muốn dùng miệng đút canh cho anh, vừa định cúi người xuống thì nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch. Hứa Minh Tâm đến rồi. Cô ta vội vã ngồi thẳng dậy. Khương Tuấn không tắm mà chỉ thay một bộ đồ khô rồi thôi. Anh vừa lau đầu vừa đi ra, nhìn thấy áo khoác của Cố Gia Huy bị cởi ra thì thấy thắc mắc. Tiết Mộc Khê vội vàng giải thích, lưng áo của anh ấy bị ướt, tôi sợ anh ấy lạnh nên giúp cởi ra. Do sơ sót của tôi, không thể giúp anh ấy cản rượu mới khiến anh ấy say đến mức này. Lần này không ký được hợp đồng, thật là đáng tiếc. Vì sao? Tiết Mộc Khê nhanh nhỏ hỏi một câu. Trên bàn rượu đều là như thế cả, ai trụ được đến cuối mà không ngã thì đó là kẻ thắng cuộc. Thư ký của đối tác tửu lượng cực tốt, tửu lượng của anh ta và sếp cũng không kém nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. Đối tác nói, ai uống rượu thắng thư ký của anh ta, thì chuyện làm ăn cũng dễ bàn thôi. Khương Tuấn đau đầu nói, tôi biết uống rượu, và lại tửu lượng rất tốt. Tiết Mộc Khê nhanh nhỏ nói, anh để tôi đi thử xem, khéo lại giúp được gì đó. Cô á, Khương Tuấn kinh ngạc. Nhìn Tiết Mộc Khê có vẻ là một người nền nã, ăn nói nhã nhặn, uyển chuyển. Không ngờ lại biết uống rượu, lại còn tự nhận tửu lượng bản thân rất tốt. Tiết Mộc Khê nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Khương Tuấn nói, anh thấy tôi có vẻ nền nã thế thôi chứ thực ra tôi uống được lắm. Bố tôi mở xưởng rượu, chuyên ủ rượu, có thể nói tôi lớn lên trong hương rượu của bố đấy. Chẳng qua sau này tôi làm giáo viên, mỗi ngày đều phải lên lớp nên không dám uống rượu, sợ nhà trường điều tra ra. Nếu không lên lớp thì tôi ở nhà sẽ uống một chút. Hóa ra là vậy, chỉ là tửu lượng của đối phương thật sự rất tốt, tôi và sếp đều không phải đối thủ của người ta, mà cô chỉ là một cô gái. Người đó, chẳng phải cũng là phụ nữ sao? Cũng đúng. Nếu anh không tin thì anh có thể đấu với tôi thử xem, nếu tôi uống thắng anh thì anh cứ đưa tôi đi thử xem. Nếu có thể thì quá tốt rồi, mối làm ăn này rất quan trọng đối với sếp. Khương Tuấn tỏ ra vui mừng. Cho dù có thành công hay không nhưng Tiết Mộc Khê có lòng cũng thực đáng quý. Anh ta nhìn thấy canh giải rượu với canh gừng trên bàn thì hỏi, ai chuẩn bị vậy? Tôi chuẩn bị đấy, thấy bên ngoài trời mưa nên nấu. Thế thì thật sự phải cảm ơn cô rồi, bát này là của tôi đúng không? Ừ, uống đi kẻo nguội. Tiết Mộc Khê dịu dàng nói. Khương Tuấn uống một hơi hết bát, rồi khen Tiết Mộc Khê không ngừng, nói cô ta không những xinh đẹp, có học thức. Khí chất hơn người lại còn tốt bụng. Hứa Minh Tâm đứng trên cầu thang nghe thấy vậy rất muốn chạy xuống tầng đá mông anh ta. Khốn kiếp, rõ ràng cô mới là người chuẩn bị canh gừng. Uống canh của cô lại đi khen người phụ nữ khác, đúng là quá đáng mà. Từ trước đến nay cô vẫn kính trọng Tiết Mộc Khê, nhưng không ngờ cô ta có ý đồ khác.
Tiết nào khi đến nhà lại tích cực như vậy, đến sớm lại không thêm tiền, hóa ra là thả dây giải câu con cá lớn. Cô thật là ngốc mà, lúc nào gặp cũng tay bắt mặt mừng, để tình địch ở trong nhà mình, ngu hết sức. Cô tức giận nghiến răng nhưng không đi xuống vạch trần. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cô đợi một lúc, cố ý giả bộ còn đang ngái ngủ đi xuống lầu. Các anh về rồi đây à? Tiết Mộc Khê nghe thấy giọng của cô, trong lòng giật thót, vội vã đứng dậy. Cô Minh Tâm, dậy rồi sao? Chúng tôi đánh thức cô rồi à? Anh Huy dặn tôi không được làm phiền cô. Hứa Minh Tâm lắc đầu, tôi dậy đi vệ sinh đấy, anh ấy uống canh giải rượu chưa? Uống rồi, Tiết Mộc Khê nhanh nhỏ nói. À, vậy tôi dìu anh ấy về phòng, không còn sớm nữa, còn làm phiền hai người nữa thì ngại quá. Tiết Mộc Khê thấy cô không tiếp tục hỏi chuyện canh giải rượu nữa, nếu để Khương Tuấn biết chuyện mình nói dối thì không ổn rồi. Cô dìu Cố Gia Huy lên lầu rồi bảo Khương Tuấn ở lại vì đã muộn rồi đừng nên về nữa. Anh ta cũng định như vậy, một phần cũng vì muốn so tử lượng với Tiết Mộc Khê. Hứa Minh Tâm coi như không biết chuyện vừa xảy ra, đưa Cố Gia Huy về phòng. Về đến phòng, cô vừa giúp anh rửa mặt thay đồ vừa lấy tay chọt anh không ngừng. Anh đẹp trai đến vậy làm gì? Anh xem bây giờ có bao nhiêu người nhắm anh? Anh ngàn phòng vạn phòng, không ngờ trong nhà vẫn có một người. Đúng là đau đầu mà, anh có vận đào hoa có phải không? Đúng lúc này em còn phải đi học, nếu em tốt nghiệp rồi, đến độ tuổi kết hôn hợp pháp chúng ta sẽ công khai, vậy em sẽ không cần phải lo sợ vẩn vơ nữa. Chú ba cô ơi, sao anh không tiếp tục giả xấu giả nghèo đi, cứ như vậy thì đã không nảy sinh nhiều vấn đề như vậy rồi. Nhưng mà, anh đẹp trai như vậy, coi như em được hời rồi. Cho dù tức điên lên hễ cứ nhìn thấy khuôn mặt này thì mọi bực tức coi như tan biến. Quả nhiên, sắc đẹp là chính nghĩa, câu này quả không sai. Cô không kìm được lấy tay chọc anh, độ đàn hồi của làn da rất tốt, đôi môi mỏng gợi cảm, khiến người ta không nhịn được ý muốn cắn một phát. Cứ hôn một cái đi, dù sao cũng là người của mình, không phải ngại. Cô sắp đến gần, cắn một cái. Thật ngon. Thoang thoảng hương rượu, giống như sô-cô-la vị rượu vang vậy. Đang thưởng thức mỹ vị đột nhiên trời đất đảo lộn, cô bị một người nào đó đè chặt dưới thân. Cô kinh ngạc đến mức hai mắt mở lớn, nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu mình, đôi mắt đen xoáy sâu nhìn cô không chớp mắt. Dáng hình nhỏ bé phản chiếu qua đôi mắt ấy, càng trở nên bé nhỏ đến kỳ diệu. Trong đôi mắt ấy như có một vòng xoáy, cuốn cô chìm sâu đến mức không thể vùng vẫy. Anh, sao lại tỉnh rồi? Uống canh giải rượu, cộng thêm có người xâm phạm mình cho nên tỉnh rồi. Sao lại gọi là xâm phạm? Anh là của em hôn anh một cái thì làm sao nào? Cô không khách khí nói. Nghe thấy vậy, tâm trạng của anh lại tốt trở lại rồi. Ừ, anh là của em cho nên cứ tha hồ mà hưởng thụ đi. Nói xong, anh áp người hôn cô. Lần này, đã hôn là không thể vãn hồi. Hôm sau, hai người vừa xuống lầu thì Khương Tuấn mang khuôn mặt vui mừng sắp đến, nói gì đó vào tai Cố Gia Huy. Cố Gia Huy hơi nhíu mày nói, thật sao? Tuyệt đối chính xác, tôi đã uống cùng cô ấy, tửu lượng không hề thua kém chúng ta đâu. Ừ, nếu cô ấy chịu giúp đỡ thì rất tốt, đã bàn bạc giá cả chưa? Cô ấy cũng không có kẻ tiền bạc, cứ để tôi quyết định, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi người ta, dù việc có thành hay không. Cố Gia Huy nghe vậy, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Hứa Minh Tâm nghe thấy, nghĩ có lẽ họ định nhờ Tiết Mộc Khê giúp. Lý do cô không vạch trần bộ mặt của Tiết Mộc Khê vì nghĩ cô ta có thể giúp Cố Gia Huy. Cô ta lợi dụng mình, chẳng lẽ bản thân lại không thể lợi dụng ngược lại sao? Cô hiện tại rất thông minh, chỉ cần không làm đề toán thì mọi việc dễ giải quyết rồi. Trong bữa sáng, cô làm ra vẻ không có chuyện gì, vẫn gắp đồ ăn cho Tiết Mộc Khê. Lúc ra khỏi nhà, cô ta lên xe rất tự nhiên, không để Hứa Minh Tâm phải mời nữa. Cô ta ngồi ở ghế lái phụ, còn cặp đôi Hứa Minh Tâm ngồi ở hàng ghế sau. Hiện tại cô mới biết bản thân ngốc, trước đây còn lo cho cô ta, sợ cô ta bắt xe về sẽ tốn tiền. Nếu đã thuận đường thì cứ cho người ta đi cùng, không cần phải tính toán. Nhưng hiện tại, trong lòng hối hận muốn chết. Cô cố ý mở tấm chắn, ngăn cách hàng ghế trước và sau. Cố Gia Huy khẽ nhướng mày nhìn cô nói, sao vậy em? Tức ngực, anh xoa giúp em đi. Đầu anh nảy số, không nhịn được cười lên nói, ừm, dựa vào lòng anh xoa giúp em.
Cô chủ động xích lại gần, nắm tay anh đặt lên ngực mình. Cô muốn chọc tức Tiết Mộc Khê. Hai người ở phía trước, Khương Tuấn không nói gì, tất nhiên đã quen rồi. Chỉ là trước đây cô còn ngại ngùng, khi có người cô sẽ không thể hiện ra như vậy. Tiết Mộc Khê nghe thấy những lời này, da mặt hơi đỏ lên, cảm giác thật khó chịu. Hứa Minh Tâm tuổi còn nhỏ, có thể ở bên cạnh Cố Gia Huy, chắc chắn phải có thủ đoạn của riêng mình. Thiết nghĩ, dụ dỗ chính là thủ đoạn của cô. Rất nhanh đã đến trường của Hứa Minh Tâm, sau khi xuống xe, mắt nhìn ba người lái xe rời đi. Cô có chút không cam lòng, sau này sẽ không tốt bụng để Tiết Khê ở lại nhà nữa, miễn cho cô ta thèm khát người đàn ông của mình. Không kìm được nữa cô gọi điện cho Bạch Thư Hân. Thư Hân ơi, nếu có người định cướp người đàn ông của tớ thì sao? Thái độ của anh ấy như thế nào? Tất nhiên là không rung động rồi. Thế cậu còn chờ gì nữa? Mau trả đũa đi, vừa hay sắp đến Tiết Thanh Minh rồi, đốt cho cô ta ít tiền giấy, đúng là chán sống mà. Mình vốn khá là tự ti, nhưng nghe cậu nói vậy, mình như được tiếp thêm dũng khí vậy. Yên tâm đi, mình sẽ không đầu hàng đâu. Cô đến giảng đường, nhưng trong giờ học vẫn không yên tâm, vẫn cứ canh cánh chuyện của Tiết Mộc Khê. Cô âm thầm gửi tin nhắn cho Khương Tuấn, xác định hôm nay anh đi tiếp khách. Cô cũng hỏi địa chỉ, thời gian, và bảo anh ta giữ bí mật không nói cho anh biết, nói rằng muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Khương Tuấn ngầm hiểu, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối khi tan học, cô nhận được điện thoại của anh thông báo buổi tối phải đi tiếp khách, Tiết Mộc Khê cũng đi cùng. Bảo cô không cần phải đi học thêm, buổi tối nghỉ ngơi sớm đi. Cô ngoan ngoãn trả lời, nhưng lại chuồn đến khách sạn rớt. Bây giờ cô cũng là người có tiền rồi, nên có thể tự do ra vào. Gọi đồ ăn ở tầng dưới, cô ung dung ngồi chờ. Nếu như cô đoán đúng thì thứ Tiết Mộc Khê muốn không phải là tiền mà là Cố Gia Huy. Chắc chắn cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô đợi đến 11 giờ, trong lòng nổi sóng. Cuối cùng cũng đợi đến khi nhóm của Cố Gia Huy đi xuống lầu. Bọn họ đứng ở cửa nói chuyện. Anh Trung, anh tìm ở đâu được cô gái uống tốt như vậy? Lần này uống rất thoải mái, lần sau có cơ hội, chúng ta tiếp tục cọ sát. Rất sẵn lòng, anh nói vài lời khách sáo. Hai người đúng là trai tài gái sắc, anh Trung, anh cũng không có bạn gái, thôi thì kết luôn người đẹp này, tôi thấy hai người rất xứng đôi. Tiết Mộc Khê nghe vậy trong lòng vui mừng. Ánh mắt xấu hổ liếc nhìn Cố Gia Huy. Anh cũng không buồn liếc nhìn cô ta mà chỉ nhướng mày, từ tốn trả lời, giám đốc Đỗ nói đùa rồi. Không đùa nhé, tôi nói thật đấy. Giám đốc Đỗ vỗ vai anh, tiếng cười sang sảng, rồi quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy xe đối tác rời đi cũng chuẩn bị đi về, không ngờ Tiết Mộc Khê choáng váng ngã vào lòng anh. Động tác này khiến Khương Tuấn giật thót. Anh ta vội vã tiến lên định giúp nhưng bị Cố Gia Huy cản lại. Anh cứ lên xe đợi tôi, cô Khê uống nhiều rồi, tôi dìu cô ấy. Nghe vậy Khương Tuấn trợn mắt, không dám tin những lời này lại xuất phát từ miệng ông sếp mình. Đây có còn là ông sếp cấm dục chuyên ăn chay của mình không đây? Đối với Đàm Yên Yến oanh oanh thương nhớ mình anh còn không thèm liếc nhìn, mà hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ, sếp không nhịn nổi nữa, muốn thoát kiếp trai tân hả? Vậy cô Minh Tâm phải làm sao giờ? Lòng anh ta nóng như lửa đốt. Không muốn rời đi, nhấn mạnh nói, anh Trung, cô Minh Tâm còn đang đợi anh ở nhà. Tôi đã bảo cô ấy ngủ sớm rồi, anh cứ đợi tôi trên xe đi, không có sự cho phép của tôi thì không được xuống xe. Nhưng mà, còn không đi hả? Thái độ của anh trở nên cứng rắn, lạnh giọng nói. Khương Tuấn cũng không tiện lên tiếng, đành tức giận rời đi. Nhưng anh ta càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm đang trốn ở một góc, căng thẳng vô cùng, điện thoại đột nhiên đổ chuông, dọa cô thần hồn nát thần tính. Lúc này đã là đêm muộn, khách sạn cũng chẳng còn mấy người. Cố Gia Huy nghe tiếng chuông điện thoại, quay đầu nhìn thì nhìn thấy dáng hình dấu yêu đang mặc áo khoác màu đen ngồi ở một góc. Cô Khê, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Anh chủ động lấy lòng, Tiết Mộc Khê vui như mở cờ trong bụng, vội vã tựa vào khuỷu tay anh, ngồi xuống ghế. Thấy vậy Hứa Minh Tâm nhanh chóng cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Tuấn, nói bản thân hiện tại không tiện. Anh ta trả lời, bảo cô nhanh chóng đến khách sạn rớt, sếp uống nhiều rồi, một mình anh ta không đỡ được. Cô đọc tin nhắn mà sắp tức điên lên. Cố Gia Huy cũng không hề uống nhiều, nhưng gặp mỹ nhân kế, xem ra anh cũng sắp không chống đỡ nổi.
cô vốn còn tưởng anh là người đàn ông tốt, bây giờ xem ra cũng chẳng ra sao. Mẹ nó, Lộ Liễu như vậy, coi cô là người chết hả? Bây giờ cô rất muốn lập tức xông đến đó, nhưng khổ nỗi bản thân không có chứng cứ nên chỉ có thể trốn ở một góc, lấy menu che mặt. Cách đó không xa, Tiết Mộc Khê tựa vào ngực Cố Gia Huy nói, anh Trung, tôi uống nhiều rồi, bây giờ đầu đau như búa bổ, anh giúp tôi xoa được không? Lần này cô đã vất vả vì tôi, thấy cô như vậy tôi cũng rất áy náy. Anh nhàn nhạt nói, không hề từ chối, đưa tay nhẹ nhàng massage trán cô một a. Trong lòng Tiết Mộc Khê sung sướng, vốn tưởng rằng Cố Gia Huy là chính nhân quân tử, không dễ hạ gục, nhưng hóa ra anh ta chỉ là một tên ngụy quân tử, bên ngoài chỉ làm màu mà thôi. Sớm biết như vậy cô ta đã không quan sát lâu đến thế, lãng phí rõ nhiều thời gian, sớm ngày ra tay, chắc cô ta đã thành vợ anh rồi. Anh Trung, anh nói muốn báo đáp tôi, không biết còn tính không? Tất nhiên rồi, cô muốn gì nào, muốn bao nhiêu thù lao tôi sẽ trả cho cô. Tôi không cần tiền. Tiết Mộc Khê ngồi thẳng lên, đôi mắt lúng liếng đong đưa anh. Cô ta mạnh dạn nắm lấy tay của Cố Gia Huy, thâm tình tha thiết nói, em thí anh, từ ánh nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi. Nhưng vì ngại cô minh tâm nên em đó giờ không dám tỏ tình với anh. Anh Trung, vì anh từng nói phải báo đáp em, vậy anh có thể cho em một cơ hội không? Em không có yêu cầu nào khác, chỉ mong anh có thể cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng với Minh Tâm. Cô tự tin đến vậy hả? Cô có thể thắng Minh Tâm, thay thế cô ấy. Tất nhiên rồi. Tiết Mộc Khê nở nụ cười đắc thắng nói. Cô ta vòng cánh tay trắng trẻo qua cổ Cố Gia Huy, cơ thể thơm ngát chủ động sáp lại. Lông mày Cố Gia Huy khẽ nhíu lại, nhưng thoáng cái lại thẳng băng như ban đầu. Mùi nước hoa trên người Tiết Mộc Khê tuy không nồng nhưng anh lại không hề thích chút nào. Hứa Minh Tâm vẫn hơn hẳn, trước giờ không dùng nước hoa, trên người chỉ có sữa tắm, là mùi sữa. Giống như đứa trẻ vậy, nhìn rất ngon miệng. Tiết Mộc Khê nhìn thấy anh không từ chối, trong lòng nắm chắc, tối nay nhất định phải nhân cơ hội hạ Cố Gia Huy. Cô ta cười nói, anh Trung cao quý như vậy thì nên cưới một người xứng tâm. Lý lịch của tôi anh cũng xem rồi đấy, chúng ta tốt nghiệp cùng một trường đại học, đều học bằng kép, về mặt IQ cũng coi như tương xứng. Ừ, đúng là như vậy, vậy cô còn ưu thế khác không? Ví dụ, gia thế sau lưng. Cái này thì, dù có kém một chút, bố mẹ tôi chỉ làm kinh doanh nhỏ, nhưng thành thật an phận, chắc chắn sẽ không khiến anh mất điểm. Cho nên, cô cũng không có nhiều ưu điểm. Cố Gia Huy đành nói, vợ chưa cưới của tôi, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư chính hiệu, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, duyên dáng yêu kiều. Cô lấy gì để so sánh? Cô dám vọng tưởng một cơ hội cạnh tranh công bằng với cô ấy, nhưng ngay từ đầu điều kiện của người ta đã đè bẹp cô rồi, cô cũng không phải kẻ ngốc. Lẽ nào nhìn không ra thiệt hơn hả? Cô mà còn bám dính lấy tôi nữa thì người phụ nữ của tôi sẽ xông đến đánh cô đấy. Anh điềm tĩnh nói. Tiết Mộc Khê nghe vậy nhíu chặt mày, không hiểu ra làm sao. Anh có ý gì? Cô ta còn chưa nói xong, thì có một cô gái gầy gầy nhỏ nhắn từ trong góc xông ra. Tiết Mộc Khê còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã bị túm khỏi chỗ ngồi, ngã ngồi xuống đất. Tôi coi cô như thầy của mình. Còn cô lại coi tôi như tảng đá kê chân có phải không? Hứa Minh Tâm tức tối nói, hai tay đâm vào mắt. Minh Tâm, em đến rồi à? Cố Gia Huy vui vẻ nói. Nhưng lúc này cô sắp bùng nổ rồi nên không chú ý khuôn mặt cười cợt của lão hồ ly này. Cô chỉ biết, đôi gian phu dâm phụ này, dám anh em ở đây, tán tỉnh nhau. Cô không nhịn nổi nữa. Tôi sẽ dạy dỗ con tiêu giờ đây này trước rồi sẽ đến tên khốn nạn nhà anh sau. Cấm nói nữa, không tôi sẽ đánh cả đôi. Hứa Minh Tâm phẫn nộ quát Cố Gia Huy. Anh lập tức ngoãn ngoãn ngậm miệng lại. Cô gái đang bùng phát này, thật là dễ thương, giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Ấy, vợ anh khi tức giận trông cũng đáng yêu nữa, thật là không ngờ đến mà. Anh chống đầu lên bàn tay, trong mắt chỉ có Hứa Minh Tâm. Khóe mắt tràn đầy ý cười, khóe miệng cong cong. Hứa Minh Tâm vốn không rảnh bận tâm Cố Gia Huy. Cô chỉ Tiết Mộc Khê đang ngã trên mặt đất nói, cô Khê, cô đúng là cao tay thật, trước mặt tôi mà dám quyến rũ chồng tôi, cô giỏi lắm nhỉ. Tiếc thay cái thân phận giáo viên, tôi kính trọng cô, mà cô lại đối xử với tôi như vậy sao? Học thức cao thì giỏi lắm à, thầy của cô không dạy cô lễ nghĩa liêm viết như thế nào hả? Rốt cuộc cô có biết xấu hổ không vậy, ve vãn chồng chưa cưới của người khác,
thầy cô không dạy chẳng lẽ bố mẹ cô cũng không dạy luôn hả? Tiết Mộc Khê đứng dậy, có chút tức giận nói, vậy bố mẹ cô có giáo dục cô đàng hoàng không? Cô ngu như vậy thì đừng liên lụy đến người khác, cô có biết mỗi ngày tôi phải dạy cô mệt đến thế nào không? Để dễ như vậy mà phải giảng tận 8 lần, óc cô là óc heo đây à? À không, heo còn thông minh hơn cô. Cô dám nói tôi óc heo hả? Cho dù tôi có óc heo nhưng ít nhất tôi có liêm sỉ. Biết được việc gì nên làm việc gì không nên. Cô thì thông minh rồi, làm toàn mấy việc gì nhỉ? Đừng có đem việc học hành ra so với tôi thừa nhận là tôi kém cô, sao cô không so bì khả năng nấu nướng với tôi đi? Mỗi người một sở trường của cô là học tập thì sở trường của tôi là nấu nướng vậy, sao hả? Cô còn dám nói vậy hả? Biết nấu ăn thì sao? Tôi thấy cả đời cô chỉ có thể lúi húi dưới bếp thôi, làm bạn với nồi lêu song chảo. Cô không thấy mất mặt sao? Cô dám nói với người khác, vợ của anh Trung chỉ biết nấu cơm, đến thi cũng không thi được sao? Tiết Mộc Khê khinh bỉ nói. Hứa Minh Tâm nghe vậy, siết chặt nắm tay. Cô dám không? Trong lòng cô tự hỏi. Đáp án là, tôi dám. Hai từ dõng dạc mà kiên quyết. Cô đi giày đế bằng nên không cao như Tiết Mộc Khê. Khí chất cũng không xuất chúng bằng. Cô rất gầy, cơ thể giống như chưa dậy thì thành công vậy. Nhưng mà, bóng lưng thẳng tắp đường hoàng, như cố định bằng xi măng vậy, không bao giờ ngã quy. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Tiết Mộc Khê khiến cô ta giật thót, nhíu chặt mày. Vậy mà cô ta, lại không dám nhìn vào mắt Hứa Minh Tâm. Lúc này, cô như một con thú nhỏ đang tức giận, tuy rằng hình thể nhỏ nhắn. Nhưng sâu trong xương cốt lại ẩn chứa dã tính. Cô dám, chỉ là lừa người, cô không sợ mất mặt sao? Tôi không sợ, sao phải sợ mất mặt, có phải chỉ mình tôi thi không qua đâu? Tôi dám nói với cả thế giới, vợ chưa cưới của Cố Gia Huy là một kẻ rốt toán, chỉ biết nấu ăn, vậy thì sao chứ? Tôi thích mọi người ăn món Tây do tôi nấu, bọn họ thích ăn, tôi cũng rất vui. Cô là người mẫu mực, dạy dỗ học trò. Không lẽ lại dạy người ta cách làm tiêu giờ đây hả? Cô có dám công bố, cô là tiêu giờ đây không? Cô dám không? Cô nhấn mạnh từng chữ, không hề sợ sệt. Lời này vừa nói ra, khiến Tiết Mộc Khê câm nín, sắc mặt trắng bệch, không tìm được lời nào phản bác. Cô ta tức đến mức nghiến răng, tức tối nói, cho dù tôi là tiêu giờ đây, anh Trung ưu tú như vậy, chẳng lẽ không cho người ta ngưỡng mộ hả? Việc tôi thích một người là sai sao? Việc thích một người không hề sai, nhưng việc cô đang làm bây giờ là chia rẽ người ta. Hai người còn chưa kết hôn, tôi chen vào thì có sao, tôi chỉ muốn cạnh tranh công bằng với tôi thôi. Cạnh tranh công bằng, nghe vậy cô nhíu chặt mày. Cô thì có ưu thế gì chứ, hình như cô chỉ biết ăn thôi thì phải. Đúng lúc cô đang vắt óc thì Cố Gia Huy chân thành nhắc nhở, Minh Tâm, em còn là con nuôi của nhà họ Ngôn. Đúng, Hứa Minh Tâm đột ngột nhớ ra nói. Tôi là con nuôi của nhà họ Ngôn, tôi là thiên kim tiểu thư, cô lấy gì mà đòi so với tôi? Cô tự nhận bản thân đẹp hơn tôi, hay là cảm thấy bản thân đi giày cao gót vào thì cao hơn tôi? Gia đình cô thế này, gia đình tôi như thế nào, cô cũng dám vọng tưởng phân cao thấp cùng tôi. Đấy chỉ là bố mẹ nuôi thôi, chẳng qua do số cô tốt. Tiết Mộc Khê hết vốn nói. Sao tôi không thấy miếng bánh nào từ trên trời rớt xuống đầu cô vậy? Cô có biết cái gì gọi là ỷ thế hiếp người không? Chính là tôi bây giờ đây. Nếu cô còn không thức thời, tôi sẽ nhờ bố nuôi mẹ nuôi đàn áp cô, thức thời thì cuốn gói mau. Cô hiếp người quá đáng. Tiết Mộc Khế tức đến mức dậm chân, khuôn mặt đỏ lên, không cam lòng nhìn Cố Gia Huy. Vừa rồi anh còn ra vẻ không từ chối, nhưng bây giờ lại tỏ ra bàng quan như vậy. Anh ấy còn không buồn nhìn mình, khóe miệng cười mỉm. Ánh mắt hiên hòa nuông chiều, một mực nhìn Hứa Minh Tâm. Cô ta bừng tỉnh, Cố Gia Huy vốn không hề có ý với mình. Lúc chuông điện thoại của Hứa Minh Tâm vang lên, chắc anh ta đã thấy Hứa Minh Tâm ở đó rồi. Tên cáo giả. Tiết Mộc Khê thông minh là vậy, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả, biết rằng bản thân chỉ đang tự rước lấy nhục. Cô ta cầm túi sách, bi phẫn liếc nhìn bọn họ rồi quay gót rời đi. Hứa Minh Tâm hiếm khi nói nhiều đến vậy. Nói đến mức thở hồng hộc. Cô thấy hơi mệt, đặt mông ngồi xuống ghế. Lúc này thấy trước mặt mình là một cốc nước chanh, uống mau cho nhuận giọng, nhìn em cãi nhau đến mức mặt đỏ tai hồng, anh cũng đau lòng lắm, mau uống đi. Cô cũng chẳng kiêng nể gì, ừng ực uống hết ly nước.
đây là trà chanh nhân viên phục vụ mới pha, rất tươi, có thể gọi thêm miễn phí. Giọng nói anh ấm áp, cô từng nói với anh, nước uống miễn phí cũng rất ngon. Trước đây anh luôn kiêu ngạo, cũng không chú ý mấy tiểu tiết này, bây giờ bởi vì có cô, anh cảm thấy có rất nhiều thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Hứa Minh Tâm uống xong, nổi giận đùng đùng nhìn Cố Gia Huy. Tính sổ xong Tiết Mộc Khê, là đến lượt tên khốn kiếp này rồi. Cố Gia Huy, tôi cứ tưởng mình bên anh lâu như vậy là có thể nhìn thấu con người anh, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện bản thân mình quá ngây thơ rồi. Nếu anh không thích tôi, hay là luyến tiếc đám hoa thơm cỏ lạ ngoài kia thì anh có thể nói thẳng với tôi, không cần ra vẻ tức giận nói chờ tôi 2 năm, anh không thấy giả dối à? Nói được mà không làm được, thà đừng nói còn hơn. Tối nay, chúng ta phải làm rõ vấn đề, không cần vòng vo dài dòng, hợp thì ở mà không hợp thì mỗi người một ngả. Tôi biết tất cả những gì mình có bây giờ đều nhờ anh cả, tôi có thể trả cho anh. Dù sao bây giờ tôi cũng đã rời bỏ nhà họ Hứa, cũng có thể tự do rồi, đi đâu cũng được. Em muốn đi đâu, em chỉ có thể về nhà với anh, không được đi đâu hết. Cố Gia Huy ngắt lời cô, nhà từng chữ một. Hứa Minh Tâm nghe vậy nhíu chặt mày, muốn rút tay về, nhưng khổ nỗi không khỏe bằng anh, nên đành để vậy. Rõ ràng anh vừa giấu mình vụng trộm với người khác. Sao có thể giả vờ như không có chuyện gì như vậy? Cố Gia Huy, anh đừng đùa giỡn em nữa có được không? Ve vãn một người rồi lại đến trêu chọc em không phải cái đuôi của anh, vẫy tay là đến vẫy tay lại đi. Ngày nào cũng phải càn một đám oanh oanh yên yên em đã đủ mệt rồi, em không rảnh rỗi ngồi diễn vở tuồng này với anh đâu. Ngốc ạ, anh vẫn luôn đợi em đấy, em không thương anh mà còn trách anh à. Đây là gia giáo nhà ai đấy? Cái gì? Hứa Minh Tâm cảm thấy khó hiểu. Anh nói như vậy là sao? Cố Gia Huy đứng dậy, rót thêm một ly nước chanh cho cô. Anh búng tay trêu cô gái ngốc nghếch này, Tiết Mộc Khê có ý đồ với anh, từ lúc cô ta mới đến anh đã nhìn ra rồi. Anh vốn định sa thải nhưng thấy phương pháp dạy học của cô ta hiệu quả nên cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh tưởng rằng em là phụ nữ, suy nghĩ sâu sắc, sẽ phát hiện ra thôi. Không ngờ qua một kỳ nghỉ đông em vẫn cứ vững như Thái Sơn vậy. Anh tưởng em đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi, nhưng bây giờ anh mới biết thì ra là cung phản xạ của em quá dài, không ý thức được việc cô ta có ý đồ với anh. Anh trông đáng tin đến vậy sao, ngày nào em cũng dẫn một người phụ nữ về nhà, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Cố Gia Huy tỏ ra đau đầu, trong chuyện tình cảm cô bé này đúng là rốt đặc cán mai. Người ta âm thầm tính kế mình mà cô còn ngây ngô đến bây giờ vẫn không biết. Nếu không phải bất ngờ phá tan cái ý đồ của Tiết Mộc Khê có lẽ cô còn tưởng rằng cô ta vẫn là một giáo viên tốt. Cô bé ngốc của anh, ngày nào cũng nuôi ăn nuôi uống, còn phải tăng lương cho cô ở lại, thậm chí ra ngoài cũng phải đưa đi cùng. Anh phải làm sao đây, chỉ có thể không làm rõ ra. Có lẽ lúc ấy, có nói cô cũng không tin, còn có thể trách anh hẹp hòi, cho rằng tất cả phụ nữ trên đời đều có ý đồ với anh. Hứa Minh Tâm nghe vậy. Đầu óc còn khá mờ mịt. Nói như vậy, tức là anh sớm đã biết Tiết Mộc Khê thích mình. Ừ, cho nên anh vẫn luôn đề phòng cô ta, em không phát hiện anh rất ít khi tiếp xúc với cô ta à? Mỗi lần cô ta tới, anh đều ở trong thư phòng, tránh không gặp. Hình như, đúng thế thật. Hứa Minh Tâm vắt óc nhớ lại, mới phát hiện đúng là như thế thật. Vậy lần này, anh giải thích thế nào? Hai người vừa xuống lầu đã ôm ôm ấp ấp. Cô tức giận nói, anh biết em đang trốn anh đang đợi em xông lên đây, nào biết em lại bắt anh đợi lâu như vậy, anh sắp bị mùi nước hoa của cô ta xông chết rồi. Cố Gia Huy đành lắc đầu nói, anh biết em sẽ ra tay. Em mà không ra tay thì về nhà chết với anh. Cố Gia Huy vừa rồi còn khá ôn hòa, ánh mắt trầm xuống, trong mắt sẫm lại, lạnh giọng nói. Anh biết em không tinh tế. Nhưng đến thời điểm mấu chốt mà em vẫn không động cửa thì chứng minh không phải em không tinh tế mà trong lòng em không có anh. Em nói xem, thế có đáng chết hay không? Cố Gia Huy trầm giọng lạnh lùng nói, nhà từng chữ một, đánh vào lòng người. Đúng vậy. Sao cô lại không xuất chiêu cơ chứ? Anh là người đàn ông cô chấm cả đời này, cho dù có chia tay thì cũng phải giải quyết tiêu giờ đây trước, nói chuyện rõ ràng rồi mới chia tay chứ. Con người cô trước giờ ghét dài dòng, tính tình thoải mái. Nếu anh không thích mình hoặc là nhung nhớ người cũ không dứt, thì cô sẽ không do dự mà chia tay. Hóa ra, anh đã tính toán tất cả rồi. Anh biết em nghi ngờ Tiết Mộc Khê từ lúc nào. Sáng nay,
khi em mở tấm chắn trong xe rồi bảo anh xoa ngực cho em thì anh đã đoán ra rồi. Anh từng nói, em rất giống mèo. Em có biết loài mèo tấn công kẻ thù như thế nào không? Như thế nào? Mèo là loại động vật có ý thức chủ quyền. Nếu kẻ khác xâm phạm lãnh thổ của nó, thì nó sẽ tuyên bố chủ quyền, chiếm cứ cao điểm. Còn anh, chính là cao điểm của em chỉ cần chiếm lấy anh là được rồi. Hứa Minh Tâm nghe vậy, mới bừng tỉnh. Dây dưa hồi lâu, hóa ra đây là cái bẫy do anh đặt ra. Cái tên cáo giả này, đầu óc sâu xa, cô mà không cẩn thận là trúng chiêu ngay. Có thật là anh chưa từng rung động vì cô ta không, có lẽ. Chỗ này của cô ta, chỗ này rất ra gì. Hứa Minh Tâm ưỡn bộ ngực lép kẹp, ý định rất rõ ràng. Vóc dáng của Tiết Mộc Khê đẹp hơn cô nhiều, cái này cô thừa nhận anh thích ăn chay. Cố Gia Huy ôm cô vào lòng, bàn tay to luôn qua mái tóc, ôm chặt cô. Hứa Minh Tâm nghe vậy, không kìm được nhoẻn miệng cười. Hôm nay đưa anh đi ăn thịt bò, em muốn ăn bánh bao chiên, không biết tiệm đó còn mở cửa hay không. Cô nắm chặt tay anh, vừa rồi còn ra vẻ sầu muộn thảm thương, mà bây giờ lại vui như mở cờ vậy. Hai người lên xe, lúc Khương Tuấn thấy cô thì rất kinh ngạc. Cô Minh Tâm đến đây từ lúc nào vậy? Khương Tuấn, cậu theo tôi đã lâu vậy mà không hiểu suy nghĩ của tôi, cậu khiến tôi chạnh lòng thật đấy. Chẳng lẽ vừa rồi sếp cố ý, cô Minh Tâm đã ở bên trong rồi đúng không? Lúc này anh ta mới vỡ lẽ. Cố Gia Huy mở tấm chắn, tôi không muốn nghe cậu dài dòng nữa, đúng là đồng đội ngu như heo. Tôi chỉ là quan tâm quá sinh loạn thôi, tấm lòng của tôi dành cho cô Minh Tâm mà, anh không được làm việc có lỗi với cô ấy. Đúng đúng đúng, Cố Gia Huy, anh phải tăng lương cho anh ấy đi. Cảm ơn cô Minh Tâm, anh ta vui vẻ nói. Cố Gia Huy đau đầu lấy tay đỡ trán, anh còn chưa đồng ý đâu nhé. Tôi biết sếp sẽ không từ chối cô Minh Tâm đâu, có đúng không? Được được được, tăng lương. Cố Gia Huy siết chặt tay của cô, cả đời này của anh coi như bị cô nhóc này siết chặt rồi. Thoát cái đã đến tiệm bánh bao chiên Dương Ký. Tiệm này kinh doanh rất tốt, đã muộn rồi nhưng vẫn còn người xếp hàng trước cửa. Nghe người xếp hàng phía trước nói, cửa tiệm này còn mở đến tận 12 rưỡi, mới lục tục thu dọn đồ. Hứa Minh Tâm không nhịn được thốt lên, buôn bán tốt quá. Chú Ba Cố, sau này em có nên mở cửa tiệm không, chuyên bán đồ ăn? Ừ, em làm ông chủ, có cần anh đi ứng tuyển bà chủ không? Anh cười nói. Anh ấy à, chỉ có phá thôi, muốn làm bà chủ của em à, phải làm kiểm tra đã. Được thôi, chắc chắn anh sẽ vượt qua. Sắp đến lượt bọn họ rồi, ấn tượng của ông chủ với Cố Gia Huy rất sâu, dẫu sao cũng chỉ có mình anh mặc vest đi giày da, ăn mặc chỉnh tề lịch sự đến vậy. Mỗi một hành vi cử chỉ đều thể hiện bản thân anh không hề tầm thường, có phong thái của quý nhân. Nổi bật giữa đám người, khiến người ta liếc nhìn cũng khó mà quên nổi. Chào cậu lại đến rồi. Ông chủ là một ông chú trung niên, nói chuyện rất khách sáo, rất là điềm đạm. Ừ, đưa bạn gái đến cùng ạ. Cô ấy rất thích bánh của tiệm chú. Vâng vâng, bánh của chú ăn ngon lắm, vỏ mỏng lại nhiều thịt, ngoài giòn trong mềm. Bạn gái cậu xinh thật đấy, mồm miệng dẻo quơ quẹo. Vừa hay, có một mẻ vừa ra lò, còn nóng hôi hổi, tôi tặng thêm cho hai cái coi như cảm ơn vì đã ghé tiệm. Chú khách sáo rồi, Cố Gia Huy lễ phép đáp. Thấy cậu cũng là quý nhân, sau này đến đây mua hàng thì không cần xếp hàng nữa, nói với tôi một tiếng tôi gói cho. Bác trai tốt quá, cũng rất nhiệt tình. Cố Gia Huy cười, nhẹ lắc đầu, không cần ạ, xếp hàng cũng không vấn đề gì. Tôi thích ở cạnh cô ấy. Xem ra, cậu đây rất thích cô gái này. Bánh bao của hai người đây, cầm lấy rồi di thong thả nhé. Cảm ơn ông chủ, Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Cô định trả tiền nhưng không ngờ anh đã cầm điện thoại lên, đã học được cách chuyển khoản rồi. Hả, anh đã học được cách chuyển khoản rồi à? Rất khó sao, trước đây anh không cần trả tiền, cho nên không mang theo tiền. Nếu cần trả tiền thì cũng quẹt thẻ. Em nói anh lớn tuổi. Xa rời xã hội, những app trên điện thoại của em anh đều không có, bây giờ điện thoại em có gì thì điện thoại của anh cũng có. Ở cạnh cô bé ngốc này, tất nhiên anh phải chuẩn bị ít tiền lẻ rồi, có thể những thứ em thích không đắt tiền. Anh là đàn ông, cho dù 1.000 đi nữa cũng không nên để em phải trả. Đạo lý này, anh vẫn hiểu được. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, trong tim thấy rất ấm áp. Cô đặc biệt cầm điện thoại của anh,
đừng nói là áp đến cả hình nền cũng giống nhau. Chú ba cố, anh thành ông chú rồi mà còn dùng hình nền lợn Peppa trẻ con này hả, có thích hợp không? Ai dám nói hình nền của anh có vấn đề? Để người đó ra đây, nói thẳng mặt anh đi. Em nè. Hứa Minh Tâm bí mật nói. Trước mặt anh, em có mọi đặc quyền, muốn làm gì anh thì làm. Khi cô nghe được câu muốn làm gì anh thì làm thì sắc mặt hơi ửng hồng. Câu nói này nghe qua có vẻ không được lành mạnh lắm thì phải. Cô tức giận trợn mắt, tiếp tục tra hỏi. Anh tải nhiều game như vậy, có biết chơi không? Không biết, em có thể dạy anh. Anh thông minh như vậy, mà chưa có bao nhiêu quân anh còn nhớ được, khi chơi game chắc chắn rất lợi hại, dạy lại anh, khéo anh còn vượt qua cả em nữa. Đợi đã, cái áp tính kỳ kinh nguyệt này là sao? Cái này mà anh cũng tải hả? Sắc mặt cô trở nên kỳ quái, lẽ nào, cô Gia Huy có sở thích kỳ cục chăng? Cô tò mò mở ra, mới biết những kỳ kinh được ghi chép lại trông rất quen, đây. Không phải là kỳ kinh của cô sao? Ngoài lượng kinh nguyệt hàng tháng không hề ghi lại, những thứ khác đều được ghi. Những ngày hành kinh có ăn uống ngủ nghỉ đúng quy luật hay không, tâm trạng thế nào, tần suất vận động như thế nào, đều được ghi chép rõ ràng. Cô thấy rất lơ mơ, nhiều khi chính mình còn không nhớ rõ ngày hành kinh của mình, nhưng không biết tại sao, khi đến ngày thì trong ba lô của cô đã đặt sẵn băng vệ sinh khẩn cấp rồi. Cô còn tưởng rằng mình đã để vào trước đó, lần trước vẫn chưa dùng hết. Bây giờ ngẫm lại, lẽ nào đều do anh chuẩn bị cho mình? Anh nhớ hết hả? Từ lần đi công viên trò chơi mà em đột nhiên đến tháng, anh đều ghi nhớ lại. Cái app này cũng rất tiện lợi, lần sau sẽ để cho JNC đầu tư. Hả? Ông lớn đúng là ông lớn, việc đầu tư chỉ là việc được quyết định trong giây phút. Cô nhìn qua điện thoại rồi trả lại cho anh. Nhưng Cố Gia Huy không nhận. Sao vậy? Em còn chưa kiểm tra tin nhắn của anh, và cả lịch sử chat nữa. Bạn gái kiểm tra điện thoại của bạn trai, không phải đều thích xem cái này sao? Em biết anh không như thế, sao em phải xem nữa chứ? Em không sợ anh ngoại tình hả? Sợ chứ, tất nhiên là sợ rồi, dẫu trên đời này còn rất nhiều cô gái ưu tú hơn em, ngày nào em cũng lo sợ được không vậy? Nhưng em nghĩ rồi, có sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Dựa vào nó để tìm cảm giác an toàn thì không thực tế. Em nói rồi, em tin anh. Nếu anh không còn thích em nữa, anh có thể nói với em không phải loại người không biết điều, cho nên yêu được bỏ được. Đừng nói bậy, anh không thích nghe những lời này. Vâng vâng vâng, em không nói nữa. Cố Gia Huy nắm tay của cô, cùng ngồi xuống băng ghế cách đó không xa. Anh rất tinh tế còn giúp cô lau qua mặt ghế. Ngồi đây ăn đi, chúng ta ăn vài cái. Còn lại để Khương Tuấn gói mang về. Anh ấy không thích ăn cái này, em cứ ăn đi. Thật à? Vậy ăn thôi. Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Bánh bao vừa ra lò ăn rất ngon, cô không nhịn được mà mỗi miếng ăn trọn cái bánh. Cố Gia Huy nhìn cô ngấu nghiến bánh bao, giống như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời. Vốn không có cảm giác thèm ăn, cũng cắn vài miếng thử xem. Hương vị bình thường, không ngon bằng đầu bếp trong nhà làm. Nhưng, thấy cô ăn ngon đến vậy, anh lại cảm thấy món bánh này là món ngon nhất trên đời. Anh cắn từng miếng một, chậm rãi nhai. Hứa Minh Tâm liên tục lắc đầu nói, anh ăn kiểu đó chẳng thoải mái gì cả, ăn bánh bao phải một miếng một cái mới thích. Anh có biết, hồi tiểu học có học một bài văn, đánh hổ trên đồi Cảnh Dương, thấy Võ Tòng gọi mấy bát rượu, một đĩa thịt bò. Sau đó vừa uống rượu vừa ăn thịt, em rất thích cảm giác đó. Giáo viên bắt chúng em đọc thuộc đoạn văn đó. Em sẽ ghim đoạn đó, cũng rất muốn thử xem cảm giác đó như thế nào. Ai, chỉ tiếc rằng khi đó nhà họ Hứa ăn cơm đều nơm nớp lo sợ, chỉ dám nhìn đĩa rau xanh trước mặt, đũa mà vươn dài ra thì Trần Hiểu Vân sẽ nói em vô giáo dục, giống như ma đói đầu thai vậy. Rõ ràng em không ăn gì, bà ta chỉ không thích em mà thôi, cho nên hại em ăn khỏe như bây giờ. Ăn được là có phúc, hơn nữa ăn nhiều cũng không béo, rất tốt. Tư Hàn cũng khen em vậy đó. Nói em sẽ không lãng phí lương thực, đâu là chuyện tốt. Là truyền thống tốt đẹp của đất nước chúng ta, cần giữ gìn. Yêu anh cũng là truyền thống tốt đẹp, cần phải giữ gìn. Hả, cô nghi ngờ nhìn anh, Cố Gia Huy, từ lúc nào mà anh học được cái tật nói dối không chớp mắt đấy, vậy mà dám nói yêu anh là truyền thống tốt đẹp hả? Lẽ nào không phải đang đề xuất chế độ một vợ một chồng, gia đình hòa thuận à? Hả, nghe vậy. Cô cũng không còn lời nào để phản bác.
Cho nên, yêu anh là truyền thống tốt đẹp, cần phải giữ gìn sao? Cô cạn lời, không thể phản bác. Em nói không lại anh. Anh chỉ nói sự thật, nên em không nói lại anh được. Anh cười, lấy khăn giấy lau khóe miệng của cô. Buổi tối cô đã ăn không ít nhưng hệ tiêu hóa của cô rất tốt, bụng cô bây giờ đã đánh trống biểu tình rồi. Sau khi ăn xong, không ngờ ông chủ lại bưng ra một phần nữa, cười nói, hôm nay chỗ tôi còn lại vài cái, cũng không muốn bán nữa, bên trong là nhân rau thái với thịt, ăn rất ngon, hai người thử xem. Ông chủ, chú đang kinh doanh, chắc không sập tiệm đâu nhỉ. Ha ha, thấy hai người yêu thương nhau, tôi cũng rất thích, cho nên tình nguyện mà. Cô nghe vậy, định hỏi gia đình bác không hòa thuận sao? Nhưng nghĩ lại thì hỏi vậy quá thẳng thắn rồi, nhỡ gia đình bác ấy có chuyện, mình nói vậy khác nào chọc vào vết thương của người ta nhỉ? Cô cười cười, vẫn trả tiền. Sau khi ăn xong hai người lên xe, đem cho Khương Tuấn một ít bánh. Anh ta thật sự không thích ăn cái này, khẩu vị của anh ta cũng na ná Cố Gia Huy, có lẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng mà anh đã bị cô điều chỉnh lại rồi, có lẽ bây giờ món gì anh cũng ăn được mất. Về đến nhà, anh bảo Khương Tuấn đưa cho Tiết Mộc Khê 30 tỷ coi như tiền thù lao. Cô biết đây là tiền thù lao của cô ta, dẫu sao phi vụ này cũng khó như vậy mà anh vẫn không từ bỏ, chắc chắn lợi nhuận không nhỏ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự ngốc nghếch của bản thân, giữ tình địch ở bên cạnh tận 2 tháng, chỉ hận không thể đào cái huyệt mà chôn luôn bản thân. Sau này cô phải phòng cháy phòng trộm phòng giáo viên. Cố Gia Huy định để Khương Tuấn tìm cho cô một giáo viên dạy thêm mới, lần này chọn nam đi. Nhưng lại bị cô từ chối, đừng tìm nữa, nhan sắc của anh thu hút cả nam lẫn nữ. Em không muốn có một tình địch là đàn ông đâu, cứ dựa vào bản thân thì hơn. Thông tin trên sách vở Tiết Mộc Khê cũng dạy cho em rồi, em cũng hiểu rồi, lần này sẽ không dựa vào ai hết, em sẽ dựa vào bản thân, em không muốn bị người ta coi thường nữa. Tuy rằng đây không phải sở trường của em, nhưng em sẽ không để nó trở thành sở đoản đâu, sẽ không để người ta có lý do để công kích. Là vợ chưa cưới của anh, tinh thần giác ngộ của em rất cao đó, anh có tin em có thể chiến thắng chỗ toán cao cấp này không? Cô làm ra vẻ đáng thương nhìn Cố Gia Huy, bây giờ cô rất cần dũng khí. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cằm gác lên đầu cô nói, anh luôn tin tưởng em, chỉ có em là không chịu tin bản thân mình thôi. Anh thấy em cái gì cũng tốt, có biết không? Ai, em không nên hỏi anh mới phải. Khương Tuấn, anh thấy em có thể hàng phục chỗ đề khó này không? Dựa vào IQ của cô Minh Tâm, thì khó đó. Khó ngang lên trời. Nhưng anh không dám nói. Anh ta có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của Cố Gia Huy đang chiếu thẳng sau lưng mình, khiến nội tâm anh ta run rẩy. Anh ta run run rồi lập tức nói, dựa vào IQ của cô Minh Tâm thì chắc chắn không có vấn đề. Tôi tin cô nhất định có thể làm được, cố lên cô Minh Tâm. Hứa Minh Tâm nghe vậy, tự tin tăng vọt. Tôi cũng nghĩ mình có thể, không nói nữa, tôi đi tắm rồi học bài đây. Tinh thần đấu tranh của cô tăng vọt, Cố Gia Huy nhìn bóng lưng của cô, không kìm được cười lên. Sếp, cô Minh Tâm cũng đi rồi, anh đừng cười nữa. Anh nói xem sao vợ tôi lại đáng yêu thế này cơ chứ. Nào là tức giận, làm nũng, tự tin cái nào cũng đẹp cả. Hả, nội tâm của anh ta sụp đổ, anh ta có thể từ chối đống cơm chó này không? Hứa Minh Tâm kể từ tối hôm nay dường như biến thành một con người khác vậy, không còn tham ăn nữa, cũng không theo dõi phim Hàn Quốc nữa, buổi tối Bạch Thư Hân rủ cô chơi game cũng bị cô dùng lời nói chính nghĩa từ chối luôn. Cuộc sống của cô trở nên phong phú, có khi xuống bếp học cách nấu món mới, khi thì làm bài tập. Cũng không cần nhờ Cố Gia Huy chọn đề cho mình nữa, cô biết bản thân cần loại tư liệu nào. Lần này cô thực sự muốn thi bằng kế toán, chứ không phải nói chơi. Cô bắt đầu xem sách bất kể ngày đêm, tuy rằng thành tích ít tiến bộ, nhưng vẫn có thể nhìn ra anh rất thương cô không cần phải chu toàn mọi bề chỉ cần cô vui vẻ làm chính mình là được. Nhưng mà cô lại từ chối rồi. Cô ngồi lên bàn ở phòng làm việc, hai tay khoác vào cổ anh, đôi chân bó lại dẫm lên chân anh. Người sao có thể không nỗ lực chứ, vậy khác gì cá đâu. Trước đây ở nhà họ Hứa, em vẫn nghĩ kể cả mình có nỗ lực đi chăng nữa, thì em cũng như một con cá bình thường mà thôi, không đổi đời được. Nhưng bây giờ em cảm thấy mình như cá chép vậy, có thể vượt long môn. Từ khi ở bên cạnh anh, em thấy việc gì cũng trở thành có khả năng hết. Chồng chưa cưới xấu không thể tả của em ơi, đường đường là chủ tịch của tập đoàn, JNC lại là một soái ca vạn người mê.
Em vốn là vịt con xấu xí, một cô con gái riêng không được yêu thương, nhưng bây giờ em đã thay đổi, trở thành mỹ nữ của thủ đô, là con gái nuôi của nhà họ Ngôn. Trước đây em chỉ biết ăn thôi, nhưng bây giờ em còn biết nấu nữa, mọi người ăn đồ em làm, em thấy vui lắm. Tuy rằng vất vả nhưng bất kể thành công nào cũng không tự dưng mà thành. Bây giờ anh đã có chỗ đứng rồi mà vẫn nỗ lực như vậy, em là người phụ nữ của anh sao có thể khiến anh mất mặt được. Có phải không? Cô nói chuyện dõng dạc, nghiêm trang. Cố Gia Huy ôn nhu nhìn khuôn mặt cô. Cô bé này lại lớn thêm rồi, khuôn mặt trổ mã ngày càng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn anh giống như những vì sao trên bầu trời vậy, rạng rỡ sáng chói. Thấy anh cứ nhìn mình mà không nói năng gì, cô có chút khó hiểu. Sao vậy anh, nhìn em kỳ lạ lắm hả? Không có. Anh khẽ lắc đầu, bế cô từ trên bàn xuống, để cô ngồi vững trên đùi mình. Anh ôm cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào hõm vai của cô, nhột nhột. Cô rụt cổ lại muốn thoát ra nhưng lại bị anh giữ lại. Anh muốn ôm em thật chặt. Sao vậy? Bởi vì anh yêu em, cho nên muốn ôm em. Khi anh ôm em, anh cảm thấy rất thỏa mãn. Trước đây chỉ muốn báo thù cho anh hai, nên anh đã bỏ lỡ vô vàn những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Trong mắt anh chỉ có thù hận, anh cảm giác bản thân chỉ sống vì thù hận mà thôi. Nhưng bây giờ, có em bên cạnh, anh rất hạnh phúc. Anh thích em nói chuyện với anh, rất huyên náo. Anh thích nhìn em cười, rất xinh đẹp. Anh thích em làm nũng với anh, thích em giận anh, thích nhìn em khi vui vẻ, chạy toán loạn. Thích em bận rộn trong phòng bếp, bắt anh làm chuột bạch thử đồ ngọt em làm. Nghĩ kỹ thì, thích em quá mất rồi, nhất thời không biết phải nói từ đâu. Có em bên cạnh, anh mới cảm thấy bản thân đang sống, trái tim này mới đập từng nhịp nóng hôi hổi, chứ không phải bao trùm bởi sự tang tóc. Phải làm sao đây, Hứa Minh Tâm, anh không thể rời xa em nữa rồi. Rời xa em, anh không biết phải sống sao nữa. Cho nên hãy hứa với anh, sau này đừng rời xa anh nhé. Hãy ở nơi bàn tay anh có thể chạm đến, ánh mắt anh có thể nhìn thấy được không? Cố Gia Huy, nghe xong trái tim cô mềm nhũn, mũi cay cay, như sắp khóc. Anh đừng có mà đột nhiên bộc bạch như vậy được không? Em sắp không kìm được rồi đây. Đột nhiên cảm thấy cô bé của anh lớn rồi, càng ngày càng giỏi ra, anh cũng phải trở nên tốt hơn mới được, mới có thể xứng với em. Giọng nói Cố Gia Huy hiền hòa, lời nói uyển chuyển, du dương như tiếng đàn piano vậy. Cô rất cảm động. Trên đời này chỉ có anh mới khen ngợi cô như vậy. Thấy cô càng ngày càng giỏi, cảm thấy bản thân không xứng với cô. Anh cho cô tất cả tự tin, giống như sống lại vậy. Nếu không có anh thì cũng không có cô bây giờ. Không có cô thì cũng không có anh bây giờ. Cho nên, hai người là một đôi trời sinh. Cô rung động rồi, thoát khỏi vòng ôm của anh, không nói câu gì mà hôn anh. Cố Gia Huy cũng không hề bất ngờ. Đối với việc hôn môi anh chưa bao giờ lép vế cả. Anh rất nhanh đào khách thành chủ, công thành chiếm đất. Cuối cùng hai người đều thở hồng hộc. Đầu kề đầu, mũi kề mũi, cảm nhận chân thực nhiệt độ cơ thể của đối phương, rõ ràng mà sinh động. Cố Gia Huy, em muốn đi tắm. Ừ, anh ôm em đi, để anh mở nước nóng cho em. Em muốn anh tắm cho em. Cô cười hì hì nói. Cố Gia Huy nghe vậy bất đắc dĩ nhíu mày. Sao tự nhiên lại muốn anh tắm cho em? Bởi vì anh chiều em đến mức em sắp không tự lo cho cuộc sống của mình mất rồi, tất nhiên em muốn anh tắm cho em. Lần này, em không sợ đau đâu, nếu như anh muốn, em sẽ cho anh. Cô ghé vào tai anh khẽ cắn, cả người anh run lên. Lời này, đúng là cám dỗ mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh nhìn vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy còn mang theo sự thẹn thùng và sợ hãi nhẹ. Lúc này mà hành sự thì chắc sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất. Cô ẩn ẩn chờ mong, nhưng cũng xấu hổ không thôi. Dù sao cô cũng là người chưa từng trải, có thể nói là mù tịt phương diện này. Trái tim Cố Gia Huy run lên, nếu lúc này mà anh còn nhịn được thì anh không phải đàn ông nữa rồi. Anh bế thốc Hứa Minh Tâm lên, đi vào phòng vệ sinh. Lúc này cô căng thẳng hết sức, lúc cởi quần áo. Cả người run nhẹ. Dù sao cũng không phải lần đầu mình cởi sạch đồ trước mặt Cố Gia Huy. Cái kia, hay là chúng ta tắm cùng nhau đi, dù sao bồn cũng rộng mà. Cô cúi đầu, nhìn chân mình bé lại, vốn dĩ không dám nhìn thẳng ánh mắt như lửa đốt của người đàn ông. Thật, thật là ngại quá đi. Anh không đáp lại nhưng đã bắt đầu cởi quần áo. Cô đang ngại hết sức,
nên muốn làm gì đó để hóa giải bầu không khí ngại ngùng này. Em đi đánh răng đã. Cô đến chỗ bồn rửa mặt, khí nóng bốc lên đa làm mờ mặt gương. Cũng may đỡ phải chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đốt mắt thế này. Hai người giống như trẻ con vậy, lần đầu nếm thử trái cấm, nên đều cảm thấy phải cẩn thận. Cô đi lấy bàn chải tự động, nhưng không dẫm vào thảm trống trượt, cả người ngã sóng xoài. Cố Gia Huy còn chưa kịp cởi quần, đã thấy cô ngã trên mặt đất. Anh vội vã đến đỡ cô dậy, cô vì đau đớn mà gào khóc, môn. Mông chắc sưng lên rồi. Cái con bé này, đúng là đang tra tấn anh mà. Cố Gia Huy không biết nên dùng từ nào để hình dung cảm giác của bản thân lúc này, cảm giác tắc nghẹn chỉ muốn động chân tay một phen. Kết quả là, anh đánh vào bông vải. Anh nhanh chóng ôm cô trở về giường, mông sưng lên một mảng, xương cụt đau đớn vô cùng. Anh tìm thuốc bôi cho cô, xoa xoa lên bề mặt vết thương. Nhẹ thôi, đau quá. Cô đau đến mức nước mắt tuôn ra. Hay để anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé. Không cần, xấu hổ lắm. Thôi vậy, gọi bác sĩ đến cũng không có máy móc hỗ trợ, ngày mai đưa em đi viện chụp chiếu, xem có tổn thương đến xương hay không. Cố Gia Huy, có phải hai chúng ta có độc không? Tận hai lần rồi, lần nào cũng gánh hậu quả thất bại. Chắc là ông trời thấy anh không tuân thủ lời hứa nên cố ý trừng phạt anh đấy. Nhưng mà, kẻ chịu tội là em mà, có phải anh ngã đâu. Ông trời biết em quyến rũ anh nên phải trừng phạt em. Lần trước anh bị thương, lần này em bị thương, thế là hòa rồi. Sau này tâm anh sẽ lặng như nước, cho dù em hóa thành mỹ nhân xả anh cũng sẽ không phá giới đâu. Một lần rồi hai lần, trong lòng anh cũng xuất hiện ám ảnh tâm lý đấy. Anh chua xót nói. Làm việc tốt thường gian nan, vậy mà cũng khó khăn quá đi. Cô nghe vậy cũng thấy hơi ngại, nếu cô cứ ngoan ngoãn xuống nước thì đâu đến nỗi. À thì, Yên nói cho em biết, nếu đàn ông bị dọa sợ, sẽ để lại di chứng đấy, ví dụ như không cứng. Cô còn chưa nói xong, anh đã đánh một cái thật mạnh lên mông của cô. Cô đau đến phát khóc. Chú ba cố, anh có phải người không đấy, em đã thành ra như thế này rồi mà anh còn đánh em à. Em mà còn nói bậy nữa thì cứ xem anh có cho em ăn đủ không. Em quan tâm đến anh thôi mà, đúng là cho cắn lữ động tân, không nhận ra người có lòng. Đợi sau này lên giường rồi em cứ từ từ mà nói với anh mà để em xuống được giường thì anh theo họ em. Anh hung dữ nói, bất kể người đàn ông nào mà bị nghi ngờ phương diện đó, trong lòng cũng không thoải mái. Đặc biệt là một người lì lợm như cô, đã nghi ngờ anh bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ anh không cần mặt mũi sao? Không còn cách nào khác sao? Cô bé này đúng là gan to tài trời. Cô nghe vậy lè lưỡi, không kìm được nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng có giả làm sói đuôi lớn nữa, nhỡ sau này mà có bệnh gì thật, chắc phải uống thuốc tráng dương đấy. Em nói gì cơ? Cố Gia Huy chưa nghe rõ, nhưng thiết nghĩ cũng không phải lời lẽ hay ho gì, không kìm được vỗ mông của cô. Cô lập tức im miệng, ngoãn ngoãn vô cùng. Không. Không nói gì hết, khen anh đẹp trai thôi. Vốn dĩ muốn tắm uyên ương, mà đến mức này việc cũng không thành. Nhưng mà ý nguyện ban đầu cũng đạt được rồi, mông của Hứa Minh Tâm đau nên không ngồi bồn tắm được chỉ có thể quỳ thôi. Cô không dám đè lên vết thương, đành nhờ anh giúp mình tắm. Hôm sau khi cô đến trường, buổi chiều không có tiết cho nên cô đến thư viện ngồi rồi định đi thăm anh. Bài tập nhàm chán đến vậy phải nhìn trai đẹp thì tâm trạng mới tốt được. Cô cũng không quên mua một ít bánh bao chiên mang đến, bây giờ anh mà trở về thì thường sẽ mua cho cô một ít. Dì giúp việc trong nhà ngày nào cũng làm, nhưng không biết tại sao, lại không ngon như tiệm này. Cửa tiệm trăm năm tuổi, không phải chỉ có cái danh hão, nhất định có công thức gia truyền. Cô đến tiệm bánh bao nhưng không ngờ lại đóng cửa rồi. Có một cặp tình nhân đi ngang qua nói chuyện. Sao vẫn đóng cửa vậy, đã hai ngày không mở cửa rồi, có kinh doanh nữa không vậy? Nghe vậy cô có chút thắc mắc, ông chủ không ở nhà sao? Hứa Minh Tâm thất vọng rời đi, không ngờ đằng sau phát ra tiếng đổ vật va chạm. Cô quay đầu nhìn, thì thấy cửa tiệm mở ra, nào chảo rán, bột mì vân vẫn đủ thứ bị quăng ra. Một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi vừa quăng đồ vừa hung ác nói. Ông không đưa tiền cho tôi, thì cũng đừng mong mở tiệm nữa. Ông vất vả kiếm tiền, chẳng lẽ không phải cho tôi tiêu à? Tôi lấy của ông ít tiền thì sao? Mày là cái thứ khốn kiếp, vợ mày sắp đẻ rồi, cái gì cũng cần tiền mà này còn ra ngoài đánh bạc.
Mày, cho dù mày đập cả cái tiệm này thì tao cũng không đưa cho mày một hào nào. Ông là cái đồ sống dai. Không phải ông muốn để tiền lại cho tôi sao? Chàng trai túm áo của ông chủ, kéo mạnh ông ra ngoài, kéo theo cả nồi niêu song chảo. Cô nhìn thấy, khuôn mặt ông chủ bầm dập, giống như bị ngược đãi. Ông chủ bị ném ra ngoài không lâu thì một người phụ nữ bụng to cũng bị ném ra ngoài. Mày là cái thằng đốn mặt đáng chết. Ông chủ sợ hãi hô lên, lồng cồm bò dậy, đỡ người phụ nữ lên. Nó là vợ mày đấy, nó đã mang thai 9 tháng rồi sao mày có thể đối xử với nó như thế chứ? Rốt cuộc mày có còn lương tâm hay không? Còn ông sắp bị bọn cho vay nặng lãi chém chết rồi, ông còn hỏi tôi còn lương tâm hay không? Tôi là con đẻ của ông thương tôi thì tôi sẽ thương nó thôi. Tao phải kiện mày, ông chủ phẫn nộ nói. Ông dám, ông mà kiện tôi thì tôi sẽ gọi anh em của tôi đến phá cho ông cả đời này không được yên ổn. Mày, ông chủ thức đến mức cả người run lên, một câu nguyên vẹn cũng không thốt lên được. Đúng lúc này, sản phụ kia đột nhiên ôm bụng, dưới thân loang ra một mảng đo đỏ. Bố.con, bụng con đau quá. Ông chủ vừa nghe thấy vậy thì không đôi co với anh con trai nữa, lòng nóng như lửa đốt, đang lúc không biết phải làm sao mới tốt. Cô không nhịn được nữa liền bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện. Khi xe rời đi, con trai ông chủ vẫn hùng hùng hổ hổ ở đằng sau. Tao sẽ ở đây chờ chúng mày về, không đưa tiền thì đừng hòng mở quán. Trên xe, ông chủ đau lòng khóc òa, liên tục nói đây là lỗi của mình, đã không dạy dỗ con mình tử tế, để nó thành một kẻ coi trời bằng vung. Con dâu đau đớn khôn cùng nhưng vẫn phải an ủi bố chồng. Hứa Minh Tâm cũng không ngần ngại góp ý, cuối cùng cũng đến bệnh viện thành phố, nhưng trong bệnh viện có rất nhiều người. Hôm nay không biết tại sao, có rất nhiều phụ nữ sắp sinh, xếp hàng không lấy nổi giường bệnh. Cô nhớ Lệ Nghiêm làm ở bệnh viện này, vội vã gọi điện cho anh. Lệ Nghiêm đã giúp cô sắp xếp một phòng VIP, ông chủ vừa nghe thấy từ VIP thì bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Ông chủ cắn răng nói, con dâu tôi có thể sinh trước hay không, tôi đi xoay tiền. Trẻ con là chuyện lớn, không thể vì chuyện tiền bạc mà bỏ qua vị trí giường khó có được này. Không sao, tôi sẽ bù trước, cô đến quầy thu ngân. Tình trạng của sản phụ không quá khả quan, vị trí thai nhi không ổn định, hơn nữa cuống rốn quấn đầu bé, sinh sớm sẽ rất mạo hiểm. Lệ Nghiêm không phải bác sĩ sản khoa, cũng không thể vào giúp đỡ. Anh ta nhìn cô hỏi, Minh Tâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ có quan hệ gì với cô? Cũng không có quan hệ gì hết, tôi thích ăn bánh bao chiên ở tiệm này, lúc đến thì gặp phải chuyện nhà người ta rồi đưa họ đến đây luôn, dẫu sao cũng liên quan đến sinh mạng. Anh kê thuốc cho ông ấy đi, trên mặt ông ấy có nhiều vết thương quá. Được, có cần tôi báo cho Cố Gia Huy không? Không cần đâu. Anh ấy chắc vẫn đang bận việc. Dù sao đợi lát nữa anh ấy không tìm thấy em thì tự khắc sẽ mò đến, tôi cũng không nhọc lòng nữa. Lệ Nghiêm cười, muốn đưa ông chủ đi kê thuốc nhưng bị người ta từ chối. Một là không có tiền, hai là không muốn rời phòng sinh. Nhà con dâu ông ở rất xa, mang thai đến bây giờ mà bên nhà mẹ đẻ vẫn không dành thời gian đi thăm được. Vợ ông thì mất sớm, chỉ có mình ông chăm sóc con dâu, nếu con dâu ông sinh rồi. Mà không thấy người nhà đâu chắc sẽ chạnh lòng lắm. Cô nghe vậy thì cảm thấy ông chủ là người bố chồng tốt, rất xem trọng con dâu. Khiến cô không nhịn được mà nhớ đến Cố Gia Bảo, cô rất may mắn vì tìm được người bố chồng tốt. Ông chủ, chú và con trai, cô dè dặt hỏi. Hai, nghe thấy vậy ông chủ thở dài một tiếng, vỗ ngực dậm chân, dáng vẻ biết vậy từ đầu đã chẳng làm. Đều tại tôi cả, vợ mất sớm, tôi thì lại bận làm ăn. Cho nên từ nhỏ không dạy dỗ nó tử tế. Nó vốn không xấu nhưng lại thích cờ bạc, rồi dần dần làm quen một đám du thủ du thực. Nó lấy vợ rồi cũng thay đổi nhiều, thậm chí còn chặt đuôi biểu lộ quyết tâm. Tôi còn tưởng nó hoàn lương rồi, không ngờ vợ mới mang thai vài tháng, nó cứ đi suốt, thế là tôi biết nó lại cờ bạc bên ngoài rồi. Cờ bạc đến nỗi rước một đống nợ, thậm chí còn nợ tiên của họ hàng. Bao nhiêu năm tôi vất vả làm ăn cũng kiếm được không ít. Nhưng cũng không thấm vào đâu so với cái thằng bại gia này. Tiền kiếm được đều trả người thân hết rồi, nhưng bây giờ tiên thuê mặt bằng, tiền mua nguyên liệu đã tốn gần hết tiền rồi. Con dâu sắp sinh, tôi cũng phải dành ít tiền cho nó ở cữ. Không ngờ thằng bại gia này mượn tiền họ hàng đánh bạc thì thôi đi lại con đi vay nặng lãi. Bây giờ bọn họ đến ép nợ, nó lại đến ép tôi.
tôi thà rằng cả hai bố con chết luôn đi, nhưng mà... tôi vẫn nhớ đến con dâu và đứa bé sắp chào đời, tôi nghĩ mình không thể chết được. Không thể dựa vào thằng con này được nhưng tôi vẫn phải trèo chống cái nhà này. Ông chủ Lệ tuôn như suối, lòng đau như cắt. Nhà nào cũng có nỗi khổ khó nói, không ngờ ông chủ nhân phẩm tốt nhưng con trai lại như vậy. Vậy chú không định báo cảnh sát ạ? Con chú đánh chú, nếu nghiêm trọng còn bị khởi tố hình sự. Đúng là vậy thật, nếu chú định báo cảnh sát thì tôi có bạn làm ở đồn cảnh sát đó, có thể giúp chú. Về phần luật sư chú có thể yên tâm, Lệ nghiêm nói. Ông chủ cảm kích thông thôi nhìn hai người nhưng lại lắc đầu. Tôi mà đưa con vào tù thì đám cho vậy nặng lãi cũng không tha cho chúng tôi. Trước đây tôi kinh doanh ở tiệm cũ rất tốt nhưng bị bọn đòi nợ vầy sơn nên phải chuyển đi. Cô nghe vậy, khó xử nhìn Lệ nghiêm, coi như hết đường xoay sở. Bọn cho vay nặng lãi là một lũ điên, vì tiền chúng có thể làm bất cứ thứ gì. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, tôi tin dù anh không giải quyết thì Cố Gia Huy cũng sẽ giúp thôi. Đúng vậy, chú ba Cố, anh ấy thì có thể. Cố Gia Huy đến vào lúc 6 giờ tối, cô đang nói chuyện cùng ông chủ và con dâu chóc phòng sản phụ. Bé con tuy sinh sớm nhưng rất an toàn, mẹ tròn con vuông. Ông chủ mời y tá, đối xử với con dâu rất ân cần. Cô cũng mua một ít hoa quả, dẫu sao dinh dưỡng sau sinh cũng rất quan trọng. Có rất nhiều sản phụ bị trầm cảm sau sinh, trường hợp nghiêm trọng còn dẫn đến tự sát. Cố Gia Huy đi vào, cô lập tức đặt hoa quả xuống nói, anh đến rồi. Em không sao chứ, cái tên khốn ấy có làm gì em không? Tên khốn kiếp được nhắc đến tất nhiên là con trai của ông chủ rồi. Không sao, em chỉ đi qua thôi, chỉ giúp đỡ đưa người đến bệnh viện thôi. Cảm ơn cô Minh Tâm, nếu như không có cô chỉ sợ tôi và con. Còn chưa nói xong thì nước mắt cô đã tuôn ra. Chị đừng khóc, sản phụ không được khóc, chị mà khóc thì em cũng khóc theo mất. Chị nín đi, em đây giờ Huy đi xem bé con, chị đừng khóc nữa, khi nào quay về em sẽ nói cho chị biết bé con có sinh hay không. Bởi vì sinh non nên phải đưa bé vào lồng ấp. Cô đưa anh đi xe đứa trẻ, đây là một bé trai, vừa mới sinh nên bé tí xíu. Mặt mũi nhăn nhúm, rất khó nhìn. Trẻ sơ sinh trông đứa nào cũng xấu thế này à? Cô có chút khó chịu nói. Trên mông của bé sao lại có vết bầm xanh? Chắc là người chết rồi không chịu đầu thai, cuối cùng bị Diêm Vương đá cho một cái. Em mới sinh ra cũng có đó. Sao anh biết nhiều thế, cứ như anh từng sinh con rồi ấy. Anh xoa đầu cô. Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ cũng chưa từng thấy heo chạy hả? Anh vốn không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến sau này không còn được ăn bánh bao chiên ngon như vậy nữa, thấy thật đáng tiếc. Hơn nữa, chắc là tình mẹ bao la, anh thấy bé rất đáng thương, cả mẹ của nó nữa. Không sao, cũng không phải việc gì quá phiền phức, coi như làm phúc đi. Anh không hề thấy phiền phức, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, anh sẽ ủng hộ hết mình. Hứa Minh Tâm nghe vậy, trong lòng ấm áp. Vốn tưởng rằng anh sẽ trách cô lo chuyện bao đồng. Ban đầu cô có thể bàng quan đứng nhìn nhưng đã đưa người ta đến bệnh viện rồi thì cô không thể yên tâm được, không có cách nào có thể buông tay rời đi. Nếu như sau này gia đình chủ tiệm có xảy ra chuyện gì, như bị anh con trai tra tấn đến chết hoặc bị bọn cho vay lãi bức chết, cô cũng sẽ cảm giác đó là lỗi của bản thân, nên mới hại bọn họ thành ra như vậy. Người chết rồi, ba chữ này quá mức nhẹ nhàng, phải cố gắng sống thật tốt mới khó. Cố Gia Huy, anh nói xem con của chúng ta sau này sẽ như thế nào nhỉ? Giống em. Vì sao? Rõ ràng anh đẹp hơn em. Bởi vì anh thích em, con trông giống em, thì anh sẽ thích nó. Anh nghiêm trang nói, khiến cô nghe mà dở khóc dở cười. Nếu con giống anh thì sao? Nếu là con gái thì không cần bàn cãi nữa, còn nếu là con trai thì sẽ không nuông chiều, mà nên dạy dỗ từ nhỏ. Ô... hy vọng sau này cô không sinh con trai nếu không nó sẽ bị bố ruột vứt bỏ. Cô xem bé con xong, chuẩn bị về phòng bệnh thì bị anh ngăn lại. Anh có một số việc cần hỏi sản phụ, hỏi kỹ thì anh mới giúp họ được. Em đến tìm ông chủ trước, ở đây giao cho anh. Vâng. Cô gật đầu rồi rời đi, Cố Gia Huy đẩy cửa vào phòng. Chào anh. Sản phụ định đứng dậy nhưng bị anh ngăn lại. Cô chỉ cần thành thực trả lời tôi một vấn đề thì việc giúp đỡ gia đình sẽ không khó. Chuyện gì, tôi sẽ trả lời thành thực. Nghe vậy anh hít một hơi thật sâu nói, việc sinh con. Rất đau phải không? Cuối cùng anh cũng đồng ý giúp đỡ, giúp trả nợ cho bọn cho vay lãi,
sau này tiền ông chủ kiếm được sẽ dần hoàn trả anh, cho đến khi trả xong thì thôi. Còn về thằng con khốn nạn kia, anh cũng không hề mềm lòng, nhốt luôn ở trại cai nghiện của đồn cảnh sát, nhưng nếu dám kêu gào thì sẽ bị ăn gậy ngay lập tức. Chỉ cần không đánh chết, thì không có vấn đề. Nếu ông chủ và con dâu thương tình, ngăn cản anh thì màn cứu trợ này sẽ kết thúc tại đây. Cũng bởi vì ông chủ trước đây thương con nên mới để cậu ta thành cái dạng này, hiện tại nếu không sửa được thì cho dù anh có giúp đỡ cả chục lần thì kết quả vẫn vậy. Ông chủ biết anh chỉ muốn tốt cho con trai mình, đành đồng ý. Anh tìm con trai chủ tiệm, đưa luôn về đồn cảnh sát. Lúc vào đồn, gã còn chửi rủa không chịu nghe lời, mắng chửi anh làm việc thừa thãi, mắng bố anh ta sống dai, lòng dạ độc ác, không tha cho cả con ruột. Anh chỉ thản nhiên nhìn gã nói, Lễ Nghiêm, nhờ ông anh ở ban cảnh sát của cậu, chiếu cố cậu ta thật tốt vào, mấy lời cậu ta vừa nói ra khiến tôi rất không hài lòng. Được được được, Cố Gia Huy bực rồi đấy, đúng là bất thường. Cậu thấy để thay đổi tính cách một con người thì cần bao lâu? Cái tật của cậu ta đã ăn sâu bén rễ rồi, ít nhất cũng phải từ 1 năm trở nên. Vậy thì 3 năm đi, làm việc gì cũng phải trả giá, tôi giúp người trước giờ cũng không hề nương tay. Lễ Nghiêm gật đầu, một kẻ nghiện cờ bạc nhiều năm như gã, sẽ phải cai rất lâu đấy thì mới ngăn không cho tái phạm. Đúng rồi, tôi phải đi đây. Lễ Nghiêm mở lời. Phải về rồi à? Qua năm, Thượng tướng đã giục tôi về rồi, tôi vẫn kỳ kèo đến bây giờ do phải xử lý chuyện ở bệnh viện. Yên đi đâu rồi, cậu có biết không? Không biết, cô ấy đã theo lực lượng đặc nhiệm sói hoang rồi, mà hành tung của họ là bí mật quốc gia, chỉ có vài người biết. Đến cả thượng tướng cũng không nắm được, đừng nói đến tôi. Cô ấy vì muốn trốn tôi mà tham gia một đội quân nguy hiểm như vậy, có lẽ đã hận tôi đến tột cùng. Tôi không muốn con bé xảy ra chuyện, con bé này làm việc quyết đoán, một khi đã buông tay là sẽ không trở lại đường lui. Nếu đứa em gái này của tôi xảy ra chuyện ở ngoài đó, tôi nghĩ mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bản thân mình. Anh ta chua xót nói, nhẹ lắc đầu. Cố Yên vì trốn tránh anh ta nên bày ra đủ trò. Cô ấy bỏ đi thì thôi đi, thậm chí còn không để cho anh ta biết hành tung của mình. Cô ấy bỏ đi một cách dứt khoát như vậy, không hề có khả năng cứu vãn. Lễ Nghiêm đau khổ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một gương mặt thân quen. Anh từng cho rằng, cho dù anh ở xa đến mấy thì chỉ cần quay người thì sẽ thấy cô nhóc lẽo đảo theo mình, cùng bước về phía trước. Nhưng mà bây giờ, chính tay anh đã hủy hoại Cố Yên, để cô rời đi trong đau khổ và tuyệt vọng, dù có mất cả một đời, anh cũng phải đưa cô quay về. Lúc Lễ Nghiêm rời đi, mọi người cũng đi rồi. Bạch Thư Hân cũng đến. Cô biết bản thân sẽ không thể giành lại trái tim của Lễ Nghiêm, hai người vẫn là anh em, nhưng đã trải qua quá nhiều thứ, giữa hai người đã sớm có ngăn cách. Anh vẫn đối xử tốt với cô, nhưng, đã không còn là trách nhiệm, mà là ân tình và áy náy. Trả lại ơn dưỡng dục của bố mẹ cô, trả lại áy náy của một thời bồng bột dại khờ. Anh canh cánh trong lòng, còn cô cũng chẳng thể yên lòng. Cô rất hối hận, vốn không nên chọc thủng tầng giấy bọc cửa sổ đó, khiến cho mọi việc đi đến nước này. Cô im lặng nhìn Lễ Nghiêm, không nói câu gì, hốc mắt không kiềm được đỏ lên, nước mắt ướt mi. Lễ Nghiêm xoa đầu cô, dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân. Bạch Thư Hân gật đầu thật mạnh, cuối cùng thì anh cũng xách đồ rồi quay người rời ơi. Cuối cùng cô cũng không kìm được mà gào lên, em biết anh sẽ không thích em cũng quyết định sẽ không yêu anh nữa. Đợi lần sau anh về, em sẽ tìm thấy người em yêu và người đó cũng yêu em. Hy vọng lần sau, anh cũng mang được cô gái mà anh yêu về nhà, như vậy. Coi như chúng ta hòa nhau. Những chuyện không hay trước kia em đã quên sạch rồi, anh cũng đừng nhớ đến nữa. Anh chưa bao giờ mắc nợ em điều gì, là em. Là em luôn làm liên lụy đến anh. Em gái của anh trưởng thành rồi, không cần sự bảo vệ của anh nữa, sau này sẽ có người bảo vệ em. Những sự dịu dàng của anh, vẫn là để dành cho người khác đi, em không thèm đâu. Bạch Thư Hân cố nhịn nghẹn ngào, nói hết ra những lời đã ấp ủ từ lâu. Thì ra, nói thẳng ra hết thì thoải mái nhẹ lòng như vậy. Lễ Nghiêm nghe thấy lời này thì quay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Anh ta không nói gì cả, chỉ là gật gật đầu. Ánh mắt rất dịu dàng. Cô ấy nhìn ra được, ánh mắt này là ánh mắt của anh trai dành cho em gái. Cô ấy thoải mái rồi, điều nên làm thì đã làm rồi, cô ấy không hối hận.
cô ấy cũng sẽ không dừng lại mà tiếp tục bước tiếp, cô ấy sẽ tìm được người đàn ông yêu mình sâu đậm. Lên đường bình an, cô vẫy vẫy cánh tay, tiễn anh đi. Lễ Nghiêm gật đầu, quay người rời đi. Thư Hàn. Lễ Nghiêm rời khỏi cửa kiểm tra an ninh rồi biến mất không thấy nữa. Hứa Minh Tâm biết Bạch Thư Hân không chịu đựng nữa rồi, cô không kìm được mà ôm cô ấy. Cô ấy gào khóc nức nở, thảm hại giống như một đứa trẻ. Cố Gia Huy biết điều mà rời khỏi, để cho hai người phụ nữ ở với nhau. Yêu mà không được ở bên nhau là điều khiến người ta đau lòng nhất. Yên đi rồi, Lễ Nghiêm cũng đi rồi, nhưng Thư Hàn cũng không được như mong ước. Hứa Minh Tâm không những vỗ vỗ vào lưng Bạch Thư Hân, nhẫn nại dỗ cô ấy, giống như dỗ một đứa trẻ vậy. Bạch Thư Hân khóc rất lâu, thu hút không ít ánh mắt của mọi người, đến cuối cùng không dễ gì mới ngừng nước mắt lại được. Hứa Minh Tâm thấy cô ấy không khóc nữa, cô lau nước mắt cho cô ấy và nói, không khóc nữa, ngoan, lát nữa đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon. Minh Tâm, tại sao mỗi lần cậu an ủi tớ, là đều đi ăn hết vậy? Cô ấy vừa thút thít vừa hỏi. Không phải có câu nói là chuyển đau thương thành sức ăn sao? Không lẽ không đúng sao? Đúng, một cách rất đơn giản cộc cằn, cậu biết ở đâu có đồ ăn ngon không, đưa tớ đi đi. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì mắt liền sáng lên, kéo tay Bạch Thư Hân, bắt đầu vơ vét đồ ăn ngon ở các đường phố ngõ hẻm. Cô giống như cái máy thăm dò, cái tiệm ở trong hẻm nhỏ cũng có thể bị cô tìm ra được. Xe của Cố Gia Huy hoàn toàn không chạy vào được. Chỉ có thể dừng ở bên ngoài nhún nhường hạ mình đi vào mua rồi xách đồ. Anh rất có kiên nhẫn, cứ nhìn thấy Hứa Minh Tâm ăn dơ miệng thì đưa một tờ khăn giấy cho cô. Bạch Thư Hân để ý đến những chi tiết này, từ đáy lòng cô ấy cảm thấy vui thay cho người chị em tốt của mình. Tình yêu của cô giống như hoa hướng dương, nở rất rực rỡ. Nhìn thấy Hứa Minh Tâm hạnh phúc như vậy, đột nhiên cô ấy cảm thấy mình không cần phải suy sụp tinh thần. Cô ấy rời xa Lễ Nghiêm thì vẫn sẽ sống tốt, vẫn đối xử tốt với bản thân, và cũng vẫn sẽ đối xử tốt với tình yêu. Rồi cũng sẽ có một ngày, cô cũng được thần may mắn quan tâm đến. Hai người ăn suốt đường cho đến tối, cô gái có dạ dậy lớn như Hứa Minh Tâm cũng trống bụng rồi, không có sức để đi nữa luôn rồi. Không, không được rồi, tớ ăn không nổi nữa rồi, ngày mai tớ lại đưa cậu đi ăn tiếp nhé. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ phải về rồi. Để chúng tớ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ muốn đi bộ tiêu hóa một chút, hai người đi đường cẩn thận nha. Bạch Thư Hân tạm biệt về trước. Hứa Minh Tâm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, xoa xoa cái bụng, lòng đầy thỏa mãn. Cố Gia Huy trực tiếp nâng cái chân nhỏ của cô lên, đặt lên đầu gối mình, rồi xoa bóp giúp cô. Vốn dĩ cô không thấy đau, bị anh bóp như vậy mới nhận ra được đôi chân của mình đã tê nhức từ lâu rồi. Chú ba Cố. Anh tốt quá đi. Bây giờ mới biết cái tốt của người đàn ông em à. Không phải đâu, lúc anh xách đồ cho em, lúc thanh toán, em cảm thấy anh là bậc thầy rồi. Cả người anh trên dưới đều tỏa ra hào quang của đứa mẹ Maria, anh biết ánh sáng của thần không? Hứa Minh Tâm nói một cách đầy sùng bái. Cố Gia Huy nghe vậy thì không nhịn được cười, anh thật sự không nói lại cô bé này mà. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải về thôi. Ở đây có xa chỗ để xe một chút, em lên đi. Cố Gia Huy khom người xuống trước mặt cô. Hứa Minh Tâm cũng không khách sáo, trèo lên lưng anh. Bây giờ sắp 12 giờ khuya rồi, thành phố về đêm yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp của đèn đường chiếu lên người họ, kéo dài bóng họ ra. Hứa Minh Tâm nhìn cái bóng của hai người hòa vào nhau, thì cười cười. Cười cái gì? Đột nhiên em cảm thấy anh không giống người 29 tuổi, mà giống. Anh chàng 20 tuổi, còn đang yêu đương. Phải không, anh không cảm thấy vậy. Em cảm thấy anh 29 tuổi cũng tốt, em 19 tuổi cũng vừa hay. Anh đang lúc sự nghiệp thành công, chín chắn ổn định, sẽ không hấp tấp như những người trẻ tuổi, làm việc có nguyên tắc của mình. Còn em 19 tuổi, đúng là tuổi đẹp nhất của con gái, ngây thơ hồn nhiên. Con người tốt nhất của em, ghép với con người tốt nhất của anh. Vừa hay là sự phối hợp tuyệt vời. Lúc trước Hứa Minh Tâm nghĩ không thoáng, dẫu sao khoảng cách giữa hai người quá lớn, cô luôn lo lắng sợ hãi. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người họ đang dần rút ngắn lại từng chút. Cô trở thành con gái nuôi của nhà họ Môn, gan dạ cũng to hơn nhiều, dám thể hiện bản thân, dám thừa nhận thiếu sót của mình, và không ngừng bổ sung.
cô cảm thấy Cố Gia Huy cũng không phải là quá xa xôi không thể chạm tới. Cô kìm không được đưa tay lên sờ má anh. Em làm gì vậy? Hi hi, lúc trước cảm thấy anh giống như trăng sáng trên trời, chỉ có thể nhìn từ xa. Khoảng cách của em và anh xa cách như trời với đất. Nhưng bây giờ em cảm thấy, anh ở trước mặt em sờ trăng sáng một lát cũng rất đơn giản. Cố Gia Huy nghe vậy thì cười cười. Em hôn anh một cái, thưởng thức mùi vị của trăng sáng là gì? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì mắt sáng lên, cô nghiêng đầu, dùng cái lưỡi liếm lên má anh một lái. Không có mùi vị, nhưng mà da anh đẹp, giống như ăn thạch pudding vậy. Thế em nếm thử miệng của anh có mùi vị gì? Cố Gia Huy tràn đầy quyến rũ. Em không muốn nếm môi của anh, em muốn ăn pudding. Từ chối đến quá thẳng thừng, giống như một cơn lốc xoáy, chốc lát đầu Cố Gia Huy toàn vòng đen. Anh không so được với pudding sao? Đến siêu thị cô còn mua một bịch pudding mang về nhà. Đúng là cái đầu heo. Hứa Minh Tâm quay lại trường học, cơ bản thì không có thời gian ngoài giờ học bao nhiêu. Thỉnh thoảng cũng tham dự một số hoạt động với Thẩm Thanh, đánh dấu cảm giác tồn tại. Độ nổi tiếng của cô cũng dần dần được nâng cao lên. Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm trên sofa, không muốn động đậy chút nào. Đúng vào lúc này thì điện thoại của Cố Gia Huy vang lên, anh đi vào phòng ăn nghe máy. Cô tưởng là điện thoại về công việc, nên không có để ý. Điện thoại được bắt máy, đối diện truyền đến giọng của Khương Tuấn. Thưa anh, chuyện anh bảo tôi quan tâm đến đã có tin tức rồi. Thế nào? Cố Tử Vị bị tai nạn xe, vừa hay bị thương trúng chỗ đó, có lẽ sau này không thể giao hợp được nữa. Anh bảo tôi chú ý, nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy ông Càn ra tay như thế nào, đợi tôi phản ứng lại được thì người đã được đưa đến bệnh viện, thương nặng hôn mê. Ngoài ra, liên quan đến con riêng của Cố Triệt, tôi ngược dòng lại nhiều năm trước để điều tra, chỉ tra ra một người, không ngờ ông Càn lại lần lượt trừ khử hết 4 người. Có 2 người tôi đã đi xem rồi, chưa chắc là con riêng của Cố Triệt. Ông Càn thà giết nhầm cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. Anh Trung, con người này đúng là độc ác. Khương Tuấn vẫn chưa biết ông Càn là Ngôn Dương, nhưng nhìn tác phong làm việc nhanh chóng của người nọ thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu bị ông ta để mắt tới không phải tương đương bị thần chết điểm danh, không còn đường quay về sao? Cố Gia Huy nghe vậy ánh mắt tức giận, lặng thinh siết chặt nắm tay. Ngôn Dương quả nhiên nói được làm được, không có một chút hạ thủ lưu tình. Anh biết mình hận Cố Triệt nhưng vì Cố Gia bảo mà chắc chắn sẽ không ra tay tàn độc. Anh không thể thành kẻ ác, Ngôn Dương ra tay giúp anh. Anh vốn không muốn đuổi cùng giết tận khiến Cố Triệt không còn đường lui, nên một mực đưa Khương Tuấn vào hỗ trợ nhưng vẫn khó lòng phòng bị cũng như không cản được. Ngôn Dương ép anh phải ra tay ác độc, không để ý đến thân thích gì nữa. Chuyện này không cần để ý, tôi biết tiếp theo nên làm gì. Anh cúp điện thoại. Nếu con đường này đã chẳng thể quay đầu, vậy anh chỉ có thể đi tục đi tới. Về nhà, Hứa Minh Tâm cắt gọt ít trái cây, hiếm thấy anh không cần làm việc buổi tối, cô cũng muốn dành chút thời gian cùng anh xem tivi. Không ngờ chỉ lát sau, có người nhấn chuông cửa. Ai vậy? Hứa Minh Tâm vừa định đi mở cửa, Cố Gia Huy đưa tay cản lại. Em về phòng trước đi, anh còn chút việc. Vâng. Hứa Minh Tâm hiểu chuyện gật đầu, cô không hỏi chuyện làm ăn của anh do biết bản thân cũng không giúp được gì nhiều, tránh gây phiền toái cho anh. Cô xoay người đi lên lầu, lúc đến khúc ngoặt thì thấy Cố Gia Huy mở cửa, người đến là Cố Triệt. Anh ta nổi giận đùng đùng tựa như muốn giết người, vừa vào cửa liền vung tay đánh một quyền về phía Cố Gia Huy. Cố Gia Huy bất ngờ không kịp đề phòng, không tránh thoát được nên lảo đảo lùi về sau mấy bước. Anh lau máu dính trên khóe miệng, vệt máu kia khiến người khiến khác nhìn mà giật mình. Hứa Minh Tâm bị dọa sợ bịt chặt miệng, chỉ chút nữa là bật lên tiếng. Sao có thể không đau lòng, đó là người đàn ông của cô mà. Hứa Minh Tâm rất muốn đến xem thử Cố Gia Huy có sao không, nhưng vẫn nhịn lại. Có lẽ anh đã đoán được người đến là ai. Cố Triệt sải bước tiến lên, níu lấy cổ áo Cố Gia Huy, kéo anh đến trước mặt mà hung ác nói, là mày. Là mày đúng không, Cố Gia Huy, tao đúng là coi thường mày mà, không ngờ bản lĩnh của mày lại lớn đến vậy, lại dám ở dưới mí mắt tao mà hành hung người. Dù nó có làm sai thì cũng là huyết mạch của nhà họ Cố, vậy mà mày dám đánh trọng thương nó, đánh trọng thương con trai tao. Cố Triệt gào thét, không kìm nổi lửa giận. Anh ta vừa từ bệnh viện trở về, Cố Tử Vị vẫn đang hôn mê,
đã làm phẫu thuật cắt bỏ nhưng sau này không thể có con nữa. Chỉ trong chớp mắt, anh ta cảm thấy như trời đất đều sụp đổ. Anh ta trăm phương ngàn kế lật đổ Cố Gia Huy, giờ đây lại bị anh cắn ngược trở lại. So với bộ dạng điên cuồng của Cổ Triệt, Cố Gia Huy bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt lãnh đạm, nhìn người anh ruột không chút tình cảm nào. Anh dễ như chờ bàn tay thoát khỏi kiềm chế của Cố Triệt, sửa lại quần áo trên người, phủi bụi trên áo. Khóe miệng còn vương chút máu nhếch lên nụ cười nhạt, lạnh giọng nói, anh cả, anh bây giờ mới nói đến huyết mạch dòng họ sao? Ban đầu anh hại tôi với anh hai, sao chẳng thấy anh nhớ đến? Huống gì bây giờ con trai anh còn chưa chết nhưng hài cốt của anh hai thì đã chẳng còn. Giết người đền mạng, đạo lý này anh nên nếm một chút, tốt nhất thì nên để anh chết không có chỗ chôn luôn kìa. Những lời nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi mỏng, mang theo khí tức nguy hiểm. Đôi mắt phượng âm trầm nguy hiểm nheo lại, bên trong tựa như đổ đầy mực đen tạo nên cảm giác thâm sâu đáng sợ. Anh em hai người rằng co khiến không khí căng thẳng như bị đóng băng. Hứa Minh Tâm núp ở cầu thang cũng có thể cảm thấy được sự nguy hiểm, tim đập thình thịch. Còn nhớ lần trước Cố Triệt tới vẫn rất đắc ý, tựa như biết chắc Cố Gia Huy sẽ không phản kháng vậy. Mà chỉ không bao lâu, thế lực của hai người đã ngang ngửa, thậm chí Cố Gia Huy còn có chút vượt qua anh ta, thắng trước một bước. Bây giờ thắng bại đã dễ dàng nhận ra. Chỉ là Hứa Minh Tâm băn khoăn, Cố Gia Huy ra tay hại Cố Tử Vị sao? Cố Triệt nghe những lời đó, ánh mắt chợt lóe. Đôi mắt ưng hung hăng nheo lại, lạnh nhạt nói, mày không cần ở đây ngậm máu phun người, tao không biết mày đang nói gì. Mày cùng thằng hai là sự cố bất ngờ, cớ gì lại đổ lên đầu tao. Trên tay tôi không có chứng cứ xác thực nhưng tôi biết là anh. Tất nhiên, tôi cũng không làm gì được anh, cũng giống như bây giờ anh biết Tử Vị là do tôi ra tay nhưng thế nào được, anh có chứng cứ sao? Cố Triệt, nợ của anh hai, tôi sẽ từ từ tính với anh. Nếu ban đầu anh còn lưu lại cho bọn tôi một đường sống thì tôi cũng không trở thành như bây giờ, anh vẫn có thể an nhiên mà làm ông chủ của Cố Thị. Nhưng anh không an phận thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Mày, chẳng lẽ mày còn muốn cướp đoạt cổ phần tập đoàn với tao? Mày từng nói sẽ không trở thành người thừa kế, chẳng lẽ mày muốn nói mà không giữ lời? Đây mới là điều Cố Triệt lo lắng nhất. Anh ta không thể quay lại, không thể mất tất cả. Yên tâm, điều này thì tôi đổi ý. Khóe miệng Cố Gia Huy nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa khiến Cố Triệt không đoán ra nổi. Nghe vậy đáng lẽ anh ta nên thấy an tâm, cớ gì? Lại càng cảm thấy bất an. Lẽ nào Cố Gia Huy còn chiêu gì khác phía sau? Anh cả, chuyện anh muốn nói hẳn cũng đã nói xong, tôi cũng nên tiễn anh rồi, có điều trước khi tiễn ra về tôi cũng có một món đồ muốn trả lại cho anh. Cái gì? Lời nói của Cố Triệt vừa dứt, không ngờ Cố Gia Huy đã mạnh mẽ đánh ra một quyền. Anh ra tay rất nặng. Cố Triệt lảo đảo mấy bước, đụng phải cửa mới dừng lại được. Anh ta lau miệng, toàn là máu. Mày! Cố Triệt giận đến không nói nổi lời nào. Tôi từ trước tới giờ đều là ăn miếng trả miếng, anh không thể khi không ăn hời của tôi một đấm như vậy. Anh cả về thong thả, tôi cũng không thể gọi người đến mời anh ra ngoài được đâu. Cố Gia Huy lạnh giọng nói. Cố Triệt cắn chặt răng xoay người rời đi. Biết rõ là Cố Gia Huy làm nhưng anh ta không có chứng cứ, đành im lặng chịu thiệt không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cố Gia Huy đáng chết, anh ta quyết không thua đâu. Chỉ cần tập đoàn Cố Thị vẫn vững vàng trong tay anh ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Anh ta nhất định khiến cho nghiệt chủng này phải hối hận vì đã được sinh ra, khiến hắn thiên đao vạn mã chết không được tử tế, đoản mệnh mà nhanh chóng đến âm tào địa phủ đi. Anh ta sẽ báo thù. Cố Gia Huy tiễn Cố Triệt đi. Có chút nhức đầu mà đỡ chán, ngay lúc này điện thoại vang lên. Cố Gia Huy nhìn cái tên hiện lên thì cau mày, cuối cùng vẫn bấm nghe. Bên kia truyền đến thanh âm vội vàng của Cố Gia Bảo. Thằng ba, Tử Vị, chuyện đó không phải con làm phải không? Giọng ông có chút dè dặt. Cố Gia Huy nghe được tiếng ông bèn thấy áy náy. Giá như thật sự là do anh làm. Thật xin lỗi. Chỉ ba chữ vỏ vẹn mà khiến cả người Cố Gia Bảo run lên. Suýt nữa cầm không nổi điện thoại trong tay. Thật ra bố cũng đoán ra được không phải sao. Cần gì phải tốn công hỏi con vấn đề nhàm chán như vậy. Nó là cháu ruột của con. Con không giết nó cũng đã coi nó là cháu ruột rồi. Thằng ba, con nói thật cho bố biết, bố không tin con đã gây ra việc này. Nếu con muốn hủy hoại Cố Tử Vị thì con cần gì phải đợi đến lúc này. Không phải con làm, bố cũng đã cho người đi điều tra.
không thấy người của con nhưng không rõ lai lịch của đối phương. Bố biết bây giờ tất cả mũi dùi đều nhằm về phía con, chỉ cần con nói thật, bố chắc chắn sẽ tin tưởng con. Con là con của bố nên dĩ nhiên bố hiểu rõ con. Tuy con muốn báo thù cho anh hai con nhưng con chưa bao giờ quá nhẫn tâm. Nếu con giết người mà có thể giải quyết vấn đề thì anh cả con đã bị sát hại từ lâu rồi. Con không phải là người như vậy. Nhưng anh cả thì phải đây ạ. Cố Gia Huy lạnh lùng đáp, quả thật không phải con gây ra chuyện này nhưng dù có biết thì con cũng không thể nào ngăn cản được. Bố cứ xem như con đã làm chuyện đó đi. Con báo thù cho anh hai nên con có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Con cam đoan con sẽ không giết người. Đúng là giết người có thể giải quyết mọi chuyện nhưng nó dễ dàng và đơn giản quá rồi. Con muốn bọn họ phải sống để từ từ chuộc tội. Nếu bây giờ anh cả đang tính chuyện kết hôn sinh đứa thứ hai thì còn kịp lúc đấy. Trái lại, nếu anh ta cứ muốn một mất một còn với con thì con sẽ không từ bỏ ý định và mềm lòng đâu. Cố Gia Huy nói rõ từng từ một, câu nào câu nấy đều thể hiện sự tuyệt tình. Anh không thể mềm lòng nữa, cũng không buông bỏ được. Cố Triệt không cho anh đường sống thì anh cũng sẽ không cho Cố Triệt đường sống. Anh thật sự muốn báo thù cho anh hai nhưng dù không có anh hai thì Cố Triệt cũng sẽ bức anh phải phản kháng. Bởi vì Cố Triệt rất đa nghi nên chắc chắn sẽ không chừa đường sống cho anh. Anh chỉ đang tự vệ mà thôi. Cố Gia Bảo nghe vậy thì tâm trạng trở nên nặng trĩu. Năm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cách đây không lâu cháu dâu gặp chuyện không may, chắt trai của ông còn chưa chào đời đã mất từ trong trứng nước. Tuy biết là thai chết, vốn dĩ không thể sống được nhưng ông luôn cảm thấy đau lòng, thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nên mới khiến hai anh em chúng nó tự giết hại lẫn nhau. Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt cả, dù ai gặp nạn thì người đau khổ vẫn là ông. Bố không tốt, không thể chăm sóc cho con và thằng hai chu đáo. Bố có lỗi với mẹ các con. Nếu bố biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy thì lúc đầu bố không nên bất chấp theo đuổi mẹ con. Bố à, việc đã đến nước này thì nói nhiều cũng vô ích. Bố đừng lo nghĩ nữa. Bố mong các con sống thật tốt, được không? Trung à, hãy đồng ý với bố. Cổ Chí Thành run rẩy hỏi. Cố Gia Huy nghe vậy thì trái tim nhói lên, cuối cùng anh gật đầu. Vì Cố Gia Bảo, anh chắc chắn sẽ không hại chết bọn họ. Anh không ác độc như Cố Triệt và sẽ không biến thành Cố Triệt thứ hai. Vì trong lòng anh có một nỗi bận tâm khác. Cuối cùng cuộc gọi kết thúc, phòng khách rơi vào sự im lặng như chết chóc. Anh cảm thấy cả người mệt lả. Anh quay bước lên lầu thì thấy Hứa Minh Tâm đang ở cầu thang. Cô ở đây suốt sao? Hứa Minh Tâm hoảng hốt đứng dậy, bối rối xoắn hai tay vào nhau. Cô vừa nghĩ vừa bàng hoàng nên quên mất phải rời đi. Em xin lỗi, em không cố ý nghe trộm chuyện của anh đâu. Em thấy Cố Triệt đánh anh nên em rất lo, ở đây em thấy. Em nghe hết rồi, em chỉ nghe được ít chuyện rời rạc thôi. Hứa Minh Tâm cẩn thận nói, sắc mặt của anh thật sự rất xấu, quá đáng sợ. Vậy em có tin anh đã hủy hoại Cố Tử Vị không? Cố Gia Huy lạnh lùng hỏi. Anh nhìn vào ánh mắt sợ hãi và nhút nhát của cô. Anh sợ sau này mình đi lầm một bước thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, và rồi cô cũng sẽ nhìn anh như thế. Như một tấm gương vậy, cô càng trong sáng bao nhiêu thì có vẻ anh càng xấu xa và hiểm ác không gì sánh được. Nếu đây không phải là ý của ông Càn mà là của anh, vậy Hứa Minh Tâm sẽ đối xử với anh thế nào? Hứa Minh Tâm suy nghĩ một lát trông rất rối bời, cuối cùng cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao, đúng lý hợp tình là anh hủy hoại anh ta? Em lắc đầu có nghĩa là sao? Không biết hay không tin do anh ra tay? Em không tin do anh ra tay. Hứa Minh Tâm dồn hết can đảm thốt ra những lời tận đáy lòng mình. Nếu anh ra tay thì anh đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Vì nếu Cố Tử Vị gặp chuyện rủi ro, người ta sẽ quả quyết là anh làm vì anh có mối liên quan với Cố Triệt. Thế nên anh làm sớm hay muộn cũng vậy thôi, anh cần gì phải đợi đến bây giờ? Nếu anh nói chỉ vì Cố Tử Vị ức hiếp em nên anh mới làm thế, vậy hôm đầu tiên anh dẫn em về nhà cũ, em cũng bị anh ta bắt nạt vậy nhưng anh đâu có làm gì. Gần đây Cố Tử Vị luôn gặp chuyện xui xẻo, bị người ta đánh dữ dội phải nằm viện. Việc này em tin chắc là anh làm, nhưng mà, anh sẽ không hủy hoại anh ta. Mỗi người đều có nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của riêng mình. Còn ranh giới cuối cùng của anh là không làm tổn thương đến người mà anh quan tâm. Anh sẽ không làm tổn thương em. Tổn thương chị Hoàn, tổn thương Yên, Lệ Nghiêm, cũng sẽ không làm tổn thương ông cụ. Nếu gây thương tích cho Cố Triệt và Cố Tử Vị thì người đau khổ nhất chính là ông cụ.
không ai thật sự là người tốt hay kẻ xấu hết, anh chỉ làm điều mà anh phải làm mà thôi. Em biết anh muốn trả thù cho anh hai, đòi lại công bằng cho chị Hoàn nhưng anh không hề muốn gây hại đến tính mạng của anh ta. Vì vậy, em tin anh, không phải anh làm. Hứa Minh Tâm dứt lời, Cố Gia Huy bước nhanh đến trước ôm lấy cô vào lòng. Cố Gia Bảo tin chắc không phải anh làm thì anh có thể hiểu được. Ông ấy là bố của anh, nuôi nấng anh hơn 20 năm nên hiểu rõ tính tình của anh. Nhưng anh và Hứa Minh Tâm mới biết nhau hơn nửa năm mà cô lại có thể tin tưởng và thấu hiểu anh đến vậy. Bất kỳ người đàn ông nào cũng cần một người vợ như thế. Mỗi một câu nói của cô nhóc này đều đâm thẳng vào tim anh, nơi mềm mại nhất của trái tim bắt đầu ào ào sụp đổ. Hứa Minh Tâm vùi trong lồng ngực của anh, cảm nhận được sự run rẩy nhỏ nhoi từ anh thì chợt thấy đau lòng. Cả nhà Cố Triệt gặp nạn dẫn đến việc Cố Gia Huy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ anh cũng lười giải thích, dù có nói cũng chẳng ai tin. Vẻ bất đắc dĩ này khiến cô đau lòng. Vừa nãy anh còn bị Cố Triệt đánh nữa, nhất định là rất đau. Chú ba Cố, miệng anh còn đau không? Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé. Không đau, ôm em là hết đau ngay. Nói bậy, anh ôm em thì sao hết đau được? Em chính là phương thuốc hữu hiệu nhất của anh rồi. Vừa dứt lời, anh buông cô ra, cúi người cho cô một nụ hôn thật sâu và dịu dàng. Hứa Minh Tâm lập tức đánh mất phòng tuyến của mình, quên cả việc lấy thuốc cho anh. Cái hôn này làm Hứa Minh Tâm chìm đắm trong biển tình, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng. Cố Gia Huy bế ngang cô lên đi về phòng ngủ. Cố Gia Huy, tối mai về nhà cụ ăn cơm đi, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều việc, em cảm thấy ông cụ là người đáng thương nhất. Suy cho cùng, anh hay Cố Triệt bị thương thì ông cũng đều vô cùng đau khổ. Được, anh nghe lời em. Cố Gia Huy ấm áp đáp lại. Chỉ cần cô nhóc này luôn ở bên anh thì anh cam lòng buông sự kiêu ngạo không chịu khuất phục của mình xuống. Anh không thích yếu thế, không thích xử trí theo cảm tính, như vậy có vẻ mình quá mức lụy tình. Nhưng anh đồng ý thay đổi trở nên có tình người hơn vì cô. Anh thích mình bây giờ. Ngày hôm sau họ về nhà cụ ăn cơm, sắc mặt Cố Gia Bảo không tốt nhưng thấy hai người tới thì cũng cố gượng cười. Một bữa cơm không vui vẻ gì, dù Hứa Minh Tâm liên tục gợi chuyện, mong muốn hòa giải bầu không khí nhưng không hiệu quả cho lắm. Trước khi đi, Cố Gia Huy quay lại nhìn Cố Gia Bảo và nói, chuyện con cam đoan với bố, con chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ không ra tay giết anh em của mình, nhưng cũng sẽ không nhân nhượng tội lỗi mà Cố Triệt đã phạm phải. Cố Gia Bảo gật gật đầu, tiễn họ rời đi. Hứa Minh Tâm thấy ông cụ thất bại hoàn toàn như vậy, cô cũng rất buồn. Nhưng cô lại không biết phải an ủi như thế nào. Cố Gia Huy bảo cô đừng có nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến cô. Trách thì chỉ trách họ sinh ra trong nhà họ Cố, cho dù bạn không muốn mưu cầu quyền lực nhưng người khác hiểu lầm tưởng bạn mưu cầu. Hứa Minh Tâm quay lại trường học, không ngờ buổi trưa nhận điện thoại của Thẩm Thanh. Bà ấy hỏi cô buổi chiều mấy giờ rảnh, đến đón cô có chuyện. Cô nhìn thời khóa biểu buổi chiều, 4 giờ đúng là tan học rồi. Sau 4 giờ, Ngôn Dương sai người đến đón cô. Sau đó cô đến trường quay. Thẩm Thanh đang chỉ bảo người mẫu chụp hình thế nào. Nhà họ Ngôn là vương quốc mỹ phẩm nổi tiếng, cho ra rất nhiều sản phẩm đều là Thẩm Thanh làm người đại diện. Thẩm Thanh cũng tự mở một phòng làm việc, đào tạo một nhóm người mới, bắt đầu tiếp tay công việc của bà ấy. Bố nuôi, mẹ nuôi. Cô lễ phép chào hỏi. Thẩm Thanh thấy cô đến rồi, thì bỏ công việc trong tay xuống, nói, con đến rồi, đây là bản phác thảo sản phẩm mới. Con xem đi. Cuối tuần này qua thử ống kính, diễn tập, có được không? Cái gì ạ? Hứa Minh Tâm có chút chống đỡ không nổi. Tập đoàn Phát Đạt mới nghiên cứu tung ra một loại nước hoa, có tên là tình đầu. Mẹ nghĩ chỉ có cô gái 18-19 tuổi như con mới diễn ra được cảm giác đó, cho nên mẹ đã bảo con đến. Con chưa từng làm cái này đấy. Chốc lát Hứa Minh Tâm trở nên căng thẳng, bảo cô ăn ăn uống uống thì được. Chứ bảo cô làm người đại diện sản phẩm, có phải hệ số độ khó cao quá rồi không? Muốn làm bình hoa hào nhoáng bên ngoài, hay là muốn làm bình hoa có nội hàm? Đương nhiên là có nội hàm chứ. Thế thì để họ nhìn thấy thực lực của con, không chỉ vì con may mắn, mới trở thành con gái nuôi của nhà họ Ngôn, mà con thực sự có sự hấp dẫn này. Lúc Ngôn Dương bảo mẹ tìm người làm đại diện quảng cáo, và lúc mẹ nhìn thấy nước hoa này thì liền nghĩ đến con. Con rất ăn ảnh. Hơn nữa rất có thể điểm danh được chủ đề của nước hoa này, mẹ cảm thấy con có thể, chỉ là không biết con có tự tin đó không.
Con sợ con sẽ làm hỏng. Hứa Minh Tâm có chút thấp thỏm không yên. Mẹ còn không sợ, con sợ cái gì? Đoàn đội là của nhà mình, khách sáo gì với nhà mình chứ? Thẩm Thanh vỗ vỗ vai cô, còn nhớ lúc đầu mẹ gả cho Ngôn Dương bảo mẹ tự độc lập, mẹ cũng rất sợ. Trước lạ sao quen, thời gian lâu rồi thì con sẽ thích ứng thôi. Mọi việc đều có bố nuôi mẹ nuôi ở bên, con sợ cái gì? Bà ấy nói an ủi, cho Hứa Minh Tâm một khích lệ rất lớn. Chuyện gì cũng có lần đầu, nếu như Thẩm Thanh đã coi trọng mình như vậy, thế thì cô cũng không thể phụ sự kỳ vọng của bà ấy. Muốn làm người phụ nữ của Cố Gia Huy, con đường học vấn này đã chết đi không thông rồi. Chỉ biết làm đồ ăn, cũng có vài thứ không tiện khoe ra. Nếu như cô đã trở thành con gái nuôi của nhà họ Ngôn, thế thì nên trở thành cô con gái xứng với tên thực. Cô không chỉ biết nói, cô có thể rất ưu tú. Cho dù, cái ưu tú này cần phải có sự nỗ lực rất lớn và hy sinh mới có thể đạt được, thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Con cứ cầm bản phác thảo này với nước hoa này, sau này tan học thì cứ đến xem bọn họ chụp ảnh thế nào. Mẹ sắp xếp cho con một người cộng tác, phối hợp với con. Bây giờ cậu ta không có ở đây, ngày mai hai đứa gặp mặt một cái. Vâng vâng. Hứa Minh Tâm nhận lấy đồ, không kìm được ngửi thử nước hoa đó. Rất thơm. Là mùi hương của hoa rành rành. Ngửi cái này thì nghĩ đến cái gì? Một bối cảnh sạch sẽ, giống như thuở còn xanh trong khuôn viên trường cấp 3, đồng phục sạch sẽ, đôi tất màu trắng, đôi giày màu trắng. Mẹ biết ngay tìm con là đúng không sai, xem lịch trình chụp ảnh đi, ngày mai lại vào chủ đề. Vâng. Cô gật đầu mạnh, âm thầm hạ quyết tâm. Thẩm Thanh cũng thông báo tin này cho Cố Gia Huy, Cố Gia Huy vốn dĩ không đồng ý, ai lại thích vợ mình xuất đầu lộ diện, bị người ngoài biết. Anh vốn lo lắng cô bé này càng ngày lớn lên, mặt mày nở ra càng đẹp. Bây giờ thì hay rồi, vậy mà lại muốn debut. Cố Gia Huy từ chối ngay lập tức, không có chút do dự nào. Thẩm Thanh điềm đạm nói, Cố Gia Huy, tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Hứa Minh Tâm, tên tuổi lúc trước đã có rồi. Bây giờ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Nếu như một khi quảng cáo nước hoa tung ra, Ngôn Dương sẽ nâng cao độ ưu đãi của sản phẩm này, thu hút nhiều khách hàng. Đây đồng nghĩa với việc kinh doanh lỗ vốn, tạo danh tiếng cho vợ chưa cưới của cậu. Nếu như là người bên cạnh thì tôi không nỡ, tôi cũng thích Hứa Minh Tâm nên mới giới thiệu con bé đến. Nếu như cậu không muốn con bé này trưởng thành, trở nên xuất sắc hơn, thế thì bây giờ tôi đi tìm người khác, cậu tự xem đấy mà quyết định đi. Thẩm Thanh cũng không hề chịu thua. Cố Gia Huy nhíu chặt lông mày, trong lúc bà ấy chuẩn bị cúp điện thoại thì anh nói, không còn có cách nào khác sao? Còn cách khác nhanh hơn cách này sao? Tôi biết cậu sợ con bé thu hút quá nhiều ánh mắt, nhưng nếu như có thể thu hút thì điều đó chứng minh con bé rất giỏi, không phải sao? Tôi với cậu đều nhìn thấy sự trưởng thành của đứa trẻ này, có thể được tạo nặn thành người tài. Thế thì xin chị Ngôn hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Cố Gia Huy tất nhiên sẽ hầu tạ. Hầu tạ thì không cần đâu, tôi cũng là cam tâm tình nguyện mà. Thẩm Thanh điềm đạm nói, sau đó cúp điện thoại. Bà ấy nhìn về phía Hứa Minh Tâm, cô đang tập trung tinh thần nhìn các người mẫu tạo đủ các kiểu dáng trên sân khấu. Trong mắt cô có ánh sáng, là ánh sáng không chịu thua không chịu khuất phục. Một khi cô đã kiên trì theo đuổi mục tiêu, cho dù thế nào cũng toàn tâm toàn ý đi làm tốt, rất khó có chuyện nào đánh bại cô được. Bà ấy chính là thích cái tinh thần này của cô, bây giờ rất ít có người như vậy nữa. Hứa Minh Tâm xem mãi cho đến 9 giờ tối, cô cũng hiểu được đặc điểm của chụp ảnh của những người có tiếng rồi. Tay đau thì che tay, bụng đau thì che bụng lại, chân đau thì che chân. Cô về đến nhà thì người mệt mỏi muốn chết rồi, Cố Gia Huy đang ngồi trên sofa đợi cô. Hứa Minh Tâm trực tiếp bổ nhào lên người anh, khuôn mặt nhỏ cọ sát thân mật vào má anh, mát mát lạnh lạnh. Nhưng thật là thoải mái. Mệt quá đi, đừng động đậy, để em nằm một lát. Hứa Minh Tâm giống như một chú gấu túi hồn nhiên, treo trên người anh, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cố Gia Huy thương xót cô, anh nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, xoa đầu cô. Thật ra em không cần phải cực khổ như vậy, sau này gả cho anh, công khai thật rồi thì có anh đây, không có ai dám nói em một chữ không đúng. Cái đó thì khác. Bọn họ không tin tưởng và phục em, chỉ là nể nang anh mà thôi. Em sẽ vẫn nhỏ bé như vậy, em sợ bây giờ em không nỗ lực, 2 năm sau con nỗ lực nữa cũng muộn rồi. Bây giờ em trèo lên cao, rút ngắn khoảng cách hai chúng ta,
đến lúc đó bọn họ biết em gả cho anh cũng sẽ không cảm thấy em là con cóc ăn thịt thiên Nga, đúng không? Thế này, em có phải sẽ rất mệt không? Anh nhìn thấy em vậy anh rất xót. Cố Gia Huy bất lực nói, cuộn chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô lại. Thời gian này cô rất nỗ lực, người cũng đã ốm đi rồi. Không mệt, em học được rất nhiều tầng tài thứ, mở mang tâm mắt, em cảm thấy như vậy rất tốt. Anh không còn xót em, anh xem anh nỗ lực như vậy, đường đường là chủ tịch tập đoàn, JNC, lại là chú ba nhà họ Cố, anh cũng không hề dừng lại mà vẫn bước tiếp, vẫn đang nỗ lực phấn đấu. Thân là người phụ nữ của anh, sao em có thể dừng lại được chứ? Anh có thể làm được thì em cũng có thể làm được, em không hề kém hơn anh. Em không giúp đỡ được anh, em tuyệt đối không thể kéo anh lùi lại, khiến anh cùng mất mặt với em. Cố Gia Huy nghe thấy lời này thì trái tim đau đớn vô cùng. Biết bao nhiêu phụ nữ muốn bay lên ngọn cây, gả cho nhà giàu, tưởng rằng làm vợ nhà giàu thì có thể bình chân như vậy. Bọn họ chỉ biết tiền có thể lấp đầy chỗ trống trong lòng, nhưng lại không đổi được sự thật. Mỗi một bước Hứa Minh Tâm đi, cô đều làm đến nơi đến chốn, anh với nhà họ Ngôn đã cho cô sân khấu và cơ hội. Cô không có đắc ý, cũng không tiêu xài phung phí, mà là nắm chắc, lấy đó làm bàn đạp, nỗ lực tiến lên. Anh thật sự đã chọn được cô vợ tốt, nhưng đồng thời cũng làm anh rất buồn và đau lòng. Nếu như, anh không phải Cố Gia Huy, thế thì có phải cô sống sẽ nhẹ nhõm hơn một chút không? Cô bé ngốc, muôn người nhìn vào cũng không phải là tốt, áp lực sẽ rất lớn, anh thật sự sợ em chịu không nổi. Từ sau khi ở bên anh, khả năng chịu áp lực của em thay đổi rõ rệt nhiều rồi. Lúc trước là trái tim thủy tinh, bây giờ là trái tim sắt đá. Sao em không oán trách anh? Những người bạn gái khác không phải họ đều tìm bạn trai của mình khóc lóc chỉ trích sao? Oán trách cái gì? Đây là cơ hội hiếm có, mẹ nuôi tín nhiệm em, khích lệ em cảm thấy bản thân mình có thể làm được. Mỗi ngày anh đều làm việc mệt như vậy, còn phải dỗ em, có phải không công bằng với em quá rồi không? Anh cho em ôm một cái, làm cái đệm thịt một lát là được rồi. Hứa Minh Tâm nói với vẻ đầy mãn nguyện, giọng nói khúc cuối càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cô chịu không nổi nữa, trực tiếp dựa vào lòng mà ngủ thiếp đi. Cố Gia Huy khẽ thở dài, rồi đưa cô về phòng. Anh đi ra ban công, muốn tìm một người trò chuyện, cuối cùng anh gọi điện cho Ôn Thanh Vân. Bến nước anh bây giờ đang lúc chập tối, Ôn Thanh Vân pha một ly cà phê, đang từ từ thưởng thức. Sao lại nhớ đến gọi điện thoại cho tôi rồi, gặp chuyện gì rồi sao? Tôi muốn hỏi chị thử, kết hôn với tôi, thật sự áp lực lớn đến vậy sao? Sao thế? Cố Gia Huy nói hết một lượt chuyện gần đây của Hứa Minh Tâm cho Ôn Thanh Vân nghe. Thấy cô ấy như vậy tôi rất đau lòng, vốn dĩ tôi phải che chở cô ấy cả đời không phải lo lắng, nhưng hôm nay tôi lại đem đến nguy hiểm, cũng mang lại rắc rối cho cô ấy. Cậu hối hận rồi. Cố Gia Huy chìm vào trầm tĩnh. Nếu như cậu hối hận rồi, thế thì tôi khuyên cậu buông tay sớm chút, cậu do dự không quyết, còn không đáng để cô ấy như vậy. Tôi không hối hận, tôi sợ cô ấy hối hận. Đàn ông mà, đúng là ngu xuẩn, cứ luôn đoán mò tấm lòng của phụ nữ, cho dù là tấm lòng của người phụ nữ đã biểu hiện rõ như vậy rồi. Mấy người cứ thích làm mấy chuyện từ làm phiền mình, đúng là không bớt lo được. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Hứa Minh Tâm, làm tôi nhớ đến anh hai của cậu. Lúc đó mấy người ở London bình thường không có gì lạ, tôi muốn gả cho anh ấy thì khó khăn biết bao. Cho nên anh hai cậu đã liều mạng phấn đấu, muốn làm nên sự nghiệp, để danh chính ngôn thuận mà cưới tôi, chứ không phải dựa vào hư danh nhà họ Cố. Thật ra điểm xuất phát của họ đều giống nhau, đều mong mình trở nên xuất sắc, không cần phải ở bên cạnh cậu trong tư thế ngửa mặt trông lên, mà là kề vai nhìn thẳng, đứng với cậu trên cùng một độ cao. Cho nên tôi hiểu cô ấy, nếu như cô ấy không yêu cậu, thì không thể nào mà liều mạng như thế. Những thứ mà bây giờ của cô ấy phấn đấu, đều là những thứ trước đây cô ấy chưa từng tiếp xúc, đồng nghĩa với việc bắt đầu từ con số 0. Không có thiên phú, chỉ có thể thật thà chăm chỉ làm việc, đây là điều đáng quý. Cho nên lúc đầu tôi chọn anh hai cậu, bởi vì tôi biết anh hai cậu yêu tôi, yêu rất sâu đậm, cho nên tôi muốn gả cho anh ấy. Đợi cô ấy 20 tuổi, nhất định cậu phải cưới cô ấy về, đừng để lại hối tiếc giống tôi. Con cũng đã có rồi, nhưng lại không thể trở thành con dâu nhà họ Cố, mặc áo cưới một lần vì anh ấy. Xin lỗi, do tôi làm chị nhớ lại quá khứ. Không sao, cậu không nhắc thì ngày nào tôi cũng nhớ đến anh ấy. Ôn Thanh Vân lau nước mắt, thở dài một hơi.
Chị nói đúng, cô ấy đã nỗ lực như vậy, tôi phải trở nên tốt hơn mới được. Tôi sẽ yêu cô ấy, cũng sẽ nhanh chóng cưới cô ấy về, để cô ấy sớm trở thành vợ của tôi. Nếu anh hai cậu biết, nhất định anh ấy sẽ rất vui. Thanh Vân, tôi còn phải nói với chị một chuyện, cô có thể quay về rồi, thời cơ đã chín muồi, tôi phải ra tay rồi. Được, tôi sẽ cho người đưa con bé qua, tôi thì không đi Đà Nẵng. Có mộ chôn quần áo và di vật của anh ấy, tôi không muốn đi cúng bái, nếu như ngay cả tôi cũng tin anh ấy chết rồi, thế thì anh ấy thật sự không quay về nữa. Được, tôi hiểu. Cố Gia Huy cúp điện thoại, đôi mắt xa xăm. Anh phải ra tay rồi. Trời ở Đà Nẵng này, sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm tan học thì chạy thẳng đến phim trường. Thẩm Thanh đã đợi ở đó từ lâu rồi, Ngôn Dương ở đằng sau bưng trà rót nước, chưa từng nhờ người khác làm thay. Những nhân viên làm việc còn lại rõ ràng đã rất quen thuộc rồi. Thẩm Thanh giới thiệu quản lý của mình là Cung Tuyền, trước mắt tạm thời xử lý công việc cho cô. Cho dù là làm người đại diện cho nhà mình, thì cũng phải tính rõ phí làm người đại diện. Lúc cô nhìn thấy nhiều con số không trong bản hợp đồng dịch vụ đó, thì đưa ngón tay ra đếm rất nhiều lần. 30 tỷ. Chê ít, để mẹ bảo Ngôn Dương thêm cho con. Thẩm Thanh đang định gọi người thì lại Hứa Minh Tâm nắm chặt tay lại, ngăn cản nói, không. Không ạ, đã rất nhiều rồi. Con vẫn chưa kiếm được số tiền lớn như thế này bao giờ, con chưa phản ứng kịp. Nhìn cái tiền đồ của con kìa, chút tiền này đã dọa con rồi. Thẩm Thanh cười không hài lòng. Thẩm Thanh gọi một người đến, giới thiệu, chắc con không lạ gì với cậu ta nhỉ. Viên Mặc Hàn. Không, không lạ. Trời, ngôi sao hot boy học đường tiếng tăm lẫy lừng đó. Tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Đà Nẵng, vai nam trẻ được yêu thích nhất ngày này, con đường sự nghiệp rất thuận lợi. Có nhan sắc có kỹ năng diễn xuất, cho dù là vai diễn ánh nắng thanh xuân, hay là vai diễn trầm lắng ác độc, anh ta đều có thể điều khiển nhẹ nhàng. Mà anh ta thì trẻ tuổi, năm nay mới 25 tuổi. Ôi trời ơi! Cô theo dõi một bộ phim tươi mát do Viên Mặc Hàn đóng chính, trong đó anh ra còn lộ một cơ bụng, không biết đã làm mê hoặc bao nhiêu người. Tôi có xem qua phim mà anh đóng, rất thích tác phẩm của anh. Bạn cùng phòng của tôi cũng rất thích anh, tôi có thể xin vài tấm hình có chữ ký của anh không? Đương nhiên rồi. Viên Mặc Hàn cười nói, mắt của anh ta rất đẹp, có ánh sáng hổ phách, vô cùng hấp dẫn người khác. Khóe môi anh ta cong lên một độ cong, lộ ra nụ cười dịu dàng. Trợ lý cầm bưu thiếp đến, anh ta ký nhiều tấm đưa cho cô. Hứa Minh Tâm vội vàng cầm lấy, cẩn thận bỏ vào trong túi. Tiếp theo là chụp hình. Chụp hình chia ra hai phần, một phần là chụp hình mặt phẳng. Đến lúc nước hoa mới tung ra thì sẽ đi đôi với phát hành tạp chí, ảnh sẽ làm ảnh bìa tạp chí. Phần thứ hai là bài quảng cáo ngắn, dùng để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông lớn. Mỗi tối cô tan học xong thì chụp mặt phẳng. Đợi cuối tuần có thời gian rồi đi các địa điểm lấy cảnh. Hứa Minh Tâm dù sao cũng là người mới, suốt đường đều rất căng thẳng. Tằng Tài nhiều lần đổ mồ hôi làm nhòe lớp trang điểm, vẫn cần phải giảm phấn. Cung Tuyền với Thẩm Thanh luôn an ủi cô đừng có căng thẳng, cứ xem như chơi ở nhà. Hứa Minh Tâm không ngừng hít thở sâu, đi theo cảm giác mà Thẩm Thanh dẫn dắt. Cô quả thực không đủ thông minh, nhưng lại rất nỗ lực, ngày đầu tiên chụp hình. Cơ bản không chụp được cái gì ra hồn, bởi vì biểu cảm tâm tình của Hứa Minh Tâm không có cách nào đúng lúc được. Cô có thể nhìn ra được nhân viên làm việc rất bận, thất vọng hết lần này đến lần khác. Cô cũng sợ Viên Mặc Hàn không có kiên nhẫn, nhưng không ngờ Viên Mặc Hàn luôn giữ nụ cười, thậm chí còn khích lệ cô, bảo cô đừng căng thẳng quá, sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi. Hứa Minh Tâm cảm kích nhìn anh ta một cái, có sự chắc chắn và khích lệ của anh ta, cô cũng tự tin hơn nhiều rồi. Chụp hình đến hơn 10 rưỡi kết thúc, không có một tấm hình nào hài lòng cả. Cô đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám lười biếng. Cô xuống lầu mua đồ uống đem lên, Thẩm Thanh lúc nãy còn đang tìm cô, thấy cô quay lại, trong tay thì ôm chai bình, bà ấy nói, con không cần phải như vậy, bây giờ bọn họ phục vụ cho con. Con thấy áy náy nên muốn bù đắp thôi à? Hứa Minh Tâm phát đồ uống xong mới thoáng xoa dịu được sự hờn giận của mọi người. Lúc cô đi vệ sinh có nghe người khác bàn luận xôn xao. Họ nói nhà họ Môn tốn công tốn sức che chở cho người mới như cô, người gì mà đần độn mất cả tối mà vẫn không tìm được cảm giác.
người ta còn nói cô dựa vào quan hệ mới giành được vai này. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì trong lòng buồn bã lắm. Quả thật cô nhờ quan hệ mới có được. Kể từ khi ở bên Cố Gia Huy, cô cứ luôn cậy nhờ vào quan hệ. Cô cảm thấy mình như một con bò ngu ngốc thồ nặng luôn bị kéo đi tới trước, dù mệt mỏi thở hồng hộc nhưng lại không dám thả lỏng chút nào. Cô sợ mình không cố gắng sẽ mất đi nhiều cơ hội hơn. Cô rửa mặt rồi đi ra ngoài hóng gió một lát. Không ngờ sau lưng có người xuất hiện vỗ vào vai cô rồi đưa cho một ly cà phê nóng. Là Viên Mặc Hàn. Ở đây cũng có cà phê nóng à? Phản ứng đầu tiên của cô không phải là cảm ơn tôi sao? Viên Mặc Hàn cười nói, tôi nhờ người đi mua, buổi tối tôi còn có lịch quay nên phải uống cà phê cho tỉnh. Tôi xin lỗi. Hứa Minh Tâm áy náy nói. Vốn dĩ 9 giờ sẽ kết thúc cảnh quay nhưng vì cô mà kéo dài đến tận bây giờ. Cô cúi người xin lỗi vô cùng thành khẩn. Viên Mặc Hàn được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, bỗng mỉm cười đáp, cô đừng ngại, đâu phải cô học chuyên về biểu diễn, lần đầu sao có thể làm hoàn hảo được. Không sao, quảng cáo này rất đơn giản không có gì khó khăn cả đâu. Đến khi cô quen đứng dưới ánh đèn ống kính rồi thì cô sẽ trở nên tự nhiên thôi. Vâng, cô sẽ cố gắng. Uống cà phê nhanh rồi còn về, bên ngoài gió lớn đó. Được. Hứa Minh Tâm uống cà phê uống xong thì quay trở vào. Lúc này người đại diện của Viên Mặc Hàn đi tới, khó hiểu hỏi, tại sao cậu lại an ủi cô ta, cậu chịu đựng đến lúc này không phát cáu đã là giỏi lắm rồi. Không phải tôi chợt nảy sinh sự đồng cảm gì đâu, chỉ muốn để lại ấn tượng tốt mà thôi. Lúc chị Thẩm Thanh tìm tôi đã dặn tôi quan tâm đến cô ta, còn khá khách sáo với tôi nữa. Hơn nữa tài nguyên này rất khó giành được, nhà họ Ngôn sẽ dốc sức mở rộng loại nước hoa đó nên sẽ rất chăm chút cho mảng quảng cáo. Vì thế tôi xem như được thơm lây rồi. Nếu hôm nay đứng ở đây không phải là tôi mà là một người mới khác thì cũng sẽ được nổi tiếng thôi. Nhà họ Ngôn rất xem trọng cô con gái nuôi đó nên đương nhiên tôi phải cố gắng lấy lòng cô ấy rồi. Nhưng cô ta vốn không được, không xuất thân chính quy. Còn hợp tác với diễn viên lão làng như cậu thì danh tiếng của cô ta sẽ bị kéo xuống cho xem. Nếu quay không tốt đoạn quảng cáo này, cô ta sẽ bị dân mạng mắng chửi không ngóc đầu lên nổi. Trái lại tôi rất tin tưởng cô bé này sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ. Anh có nghe câu này chưa? Người chậm cần bắt đầu sớm, người khác đã cho cô ấy bộ cánh, khống chế tốt hướng gió, chỉ cần cô ấy đủ cố gắng, chắc chắn sẽ trở nên nổi bật. Việc tôi bảo anh điều tra, anh đã điều tra đến đâu rồi? Viên Mặc Hàn hỏi người đại diện. Điều tra được kha khá rồi, bước đầu xác định Ngôn Hải thích cô ta, ngoài ra cô ta có quan hệ khá thân thiết với cậu ba nhà họ Cố, thường bị người ta bắt gặp ở cùng nhau. Tuy bề ngoài cậu ba nhà họ Cố tuyên bố chỉ thương yêu cô cháu gái nọ và qua lại thân thiết với cô ta nhưng người ngoài suy đoán e là mối quan hệ giữa hai người không tầm thường đâu. Không tầm thường, không phải ở cùng nhau thôi sao, chuyện này có là gì? Ngày nào chưa có bằng chứng thì chúng ta cũng chỉ âm thầm ngẫm nghĩ thôi. Tìm cơ hội lăng xê đi, sau lưng cô ấy có nhà họ Ngôn nên sẽ không bạc đãi tôi đâu. Viên Mặc Hàn mỉm cười, hơi thở của nắng nhạt đi nhiều ngược lại trông khá quỷ quyệt như một con hồ ly giảo hoạt đang khéo léo bày kế. Bận rộn đến 10 giờ rưỡi, cả đoàn mới lục tục trở về, Cố Gia Huy đi đến trước đón cô. Thẩm Thanh cũng kiệt sức, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn khích lệ cô. Cố Gia Huy bước tới ôm eo Hứa Minh Tâm, thấy tinh thần cô không phấn chấn thì cũng biết hôm nay quay phim không được thuận lợi cho lắm. Em lên xe nghỉ ngơi đi, anh nói chuyện với anh Phúc một lát. Anh bình tĩnh nói, ngước nhìn Ngôn Dương với đôi mắt đầy vẻ thâm sâu. Ngôn Dương cười như thể không biết anh đang cần gì. Hứa Minh Tâm lên xe, Cố Gia Huy mới cất lời, tôi không mong sẽ có lần sau, tôi không thích nhìn thấy máu. Hiểu rồi. Giết người vô hình không thấy máu, tôi hiểu. Ngôn Dương, anh đừng vòng vo với tôi. Anh thật sự đang giúp tôi hay vì mục đích của mình? Anh tùy tiện động vào người của tôi, vì không liên quan gì đến anh nên anh ra tay không biết nặng nhẹ phải không? Không phải tôi từng nhắc nhở cậu rồi sao? Do người của cậu không ngăn được tôi, thực lực không đủ, cậu nuôi cũng hay thật đấy. Ngôn Dương chẳng mảy may sợ hãi mà chỉ mỉm cười. Cố Gia Huy tàn nhẫn híp mắt lại rồi đáp. Xem ra anh quen làm ông càn chợ đen nên không biết luật lệ trên thương trường rồi. Tôi thích cảm giác làm cho người ta phá sản, gào khóc thảm thiết, mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Còn anh, vì bị Thẩm Thanh ràng buộc nên anh không dám tự do bay nhảy ở lĩnh vực kinh doanh, anh sợ sẽ mang đến tai họa cho Thẩm Thanh.
vì thế anh biến thành ông càn chợ đen tiếp tục công việc buôn bán không thể lộ ra ngoài sáng kia. Nếu anh thật sự muốn ra tay thì không ai có thể điều tra ra anh được. Nhưng anh đừng quên, dưới mắt tôi, nếu tôi muốn nhà họ Ngôn sụp đổ thì chỉ cần tốn chút sức lực thôi, chuyện này chẳng khó là bao. Ngôn Dương, nhớ lấy, chúng ta là bạn hợp tác, tôi không thích có người đè đầu tôi, kiểm soát hướng đi của tôi. Anh thật sự rất đa mưu túc trí, tôi không bì kịp với anh. Tuy vậy, anh cũng đừng khinh thường tôi luôn có tính toán của riêng mình đấy. Có chừng có mực. Bốn từ cuối cùng vô cùng nặng nề. Nét cười trên gương mặt Ngôn Dương dần dần tắt ngấm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ông ấy nói, cậu quả là khó thể lường được, tôi không sai lầm khi tìm cậu, đồng bạn vừa đáng nể vừa đáng sợ. Được, lần sau khi tôi ra tay sẽ đánh tiếng trước với cậu, nhà họ Cố. Tôi không động vào là được, bây giờ cậu ta sinh đứa thứ hai vẫn còn kịp đấy, phải xem cậu ta có chịu buông bỏ quyền thế để an phận hay không thôi. Tôi sẽ bắt anh ta an phận. Cố Gia Huy nói với giọng âm u, sau đó thả tay khỏi áo của ông ấy, giúp ông chỉnh lại cà vạt. Trong khoảng thời gian này phải nhờ anh săn sóc Hứa Minh Tâm rồi, Gia Huy vô cùng biết ơn. Nói đi cũng phải nói lại, tôi nên cảm ơn anh đàng hoàng mới đúng. Hôm nay chúng ta là châu chấu đứng trên cùng một sợi dây, nói mấy câu khách sáo này làm gì? Nếu cô ấy có thể nổi tiếng gần xa thì nhà họ Ngôn mới được lợi chứ. Thẩm Thanh cần người nối nghiệp. Tôi ước gì cô ấy về hưu sớm một chút để sống những ngày an nhàn với tôi mà. Tôi không mong cô ấy sẽ nối nghiệp ai cả. Cố Gia Huy cau mày nói. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải đưa cô ấy về đây. Cố Gia Huy nói lời tạm biệt rồi quay về xe, không ngờ Hứa Minh Tâm đã mệt lả ngủ thiếp đi. Thấy cô ngủ ngon lành như vậy, anh đau lòng không thôi. Cô nhóc này liều mạng vì mình như vậy, khờ khạo quá. Thích một người rồi một lòng một dạ cho đi hết, không giữ lại một đường lui nào cho mình sao? Anh nhẹ nhàng lắc đầu, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó lái về nhà. Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng thích ứng được với môi trường của điểm quay phim. Mỗi lần Viên Mặc Hàn thâm tình chân thành nhìn vào cô đều không cách nào đáp lại. Bởi vì cô không biết diễn phim, không cách nào đem theo tình cảm trong đó nhìn Viên Mặc Hàn được. Cuối cùng Thẩm Thanh cho cô một tuyệt chiêu. Rốt cuộc cũng giúp cô khắc phục được vấn đề này. Cố Gia Huy kết thúc công việc trước một ngày, đến điểm quay phim xem. Vừa hay nhìn thấy cảnh Viên Mặc Hàn ôm eo nhỏ của Hứa Minh Tâm, hai người rất sát nhau. Một lọ nước hoa đặt giữa nơi môi hai người. Hứa Minh Tâm xấu hổ muốn chết, cảnh này đã bị kẹt ở đây vô số lần rồi. Hai má cô đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Viên Mặc Hàn. Cứ giữ nguyên như vậy, dáng vẻ xấu hổ đó. Thêm một tấm nữa. Viên Mặc Hàn, cậu không cần nhìn thẳng đến như vậy, mối tình đầu là rất ngượng ngùng, cậu cũng lộ chút vẻ xấu hổ đi. Thẩm Thanh ở một bên chỉ đạo. Đầu Cố Gia Huy nóng dần, lửa giận bốc lên, chỉ muốn xông lên trước đánh cho tên Viên Mặc Hàn kia một trận. Tại sao không có ai nói với anh, còn có một cộng tác nam? Người đàn ông này lại là anh đã có chút quen thuộc, ngày trước Hứa Minh Tâm còn mê mệt mấy bộ phim thanh xuân anh ta diễn. Thật chết tiệt, Cố Gia Huy tiến lên, nhưng lại bị Ngôn Dương ở một bên vội vàng cản lại. Người anh em, vừa nhìn đã biết cậu chưa luyện qua rồi. Mấy năm nay tôi cũng có chút quen, bây giờ là công việc, không thể tồn tại chút tâm tư được. Ngôn Dương thân là người từng trải, tận tình khuyên bảo hết nước hết cái. Anh còn nói với tôi là công việc, môi bọn họ sắp chạm vào nhau rồi kia kìa, bình tĩnh, vẫn chưa chạm nhau, còn một lọ nước hoa chắn kìa. Cậu đừng xúc động, thở sâu, hít vào, thở ra. Ngay lúc Ngôn Dương đang chậm rãi nói, chỉ thấy Thẩm Thanh đích thân xuất trận, đổi cho Hứa Minh Tâm ra ngoài. Minh Tâm, trong lúc con ngượng ngùng không có chút tình yêu nào cả, con chú ý một chút ánh mắt của mẹ nuôi nhé, xem là như thế nào. Nói rồi, Thẩm Thanh diễn cùng Viên Mặc Hàn. Mẹ nó, Ngôn Dương lập tức đẩy Cố Gia Huy ra, muốn xắn tay áo xông lên, lần này là Cung Tuyền cản ông ta lại. Tôi nói này lão Ngôn, đã nhiều năm như vậy rồi, anh có thể thay đổi cái tính nết của anh được không? Mỗi lần Thẩm Thanh diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cảnh ôm anh đều nổi nóng như vậy. Có thể bớt lại chút không? Đó là vợ tôi thấy tay của thằng nhóc đó không phép tắc, ôm lấy eo của vợ tôi. Nó còn nheo mắt nhìn vợ tôi muốn chặt hai tay nó ra, móc mắt nó ra. À, cô thả tôi ra. Tôi có thể thả anh ra, nếu anh dám xông qua đó.
phá hỏng cảnh phim của cô ấy, xem cô ấy có phạt anh không. Ngôn Dương nghe xong lời này, lập tức ở yên. Ông ta vừa nghĩ đến Thẩm Thanh tức giận muốn chia giường với ông ta là ông ta buồn. Buồn bã, muốn khóc. Ông ta ngoảnh đầu ôm lấy Cố Gia Huy, không ngừng vỗ vỗ vào sau lưng anh, người anh em, trong lòng tôi khổ quá. Hít vào, thở ra. Thế là hai người đàn ông bèn ở trong chỗ tối, ôm lấy nhau, không ngừng thở sâu bình tĩnh lại lửa giận trong lòng, thật sự sợ không giữ nổi bản thân nữa sẽ xông ra đại náo một trận. Buổi quay hôm nay khá khả quan, ra được hai tấm ảnh. Hậu kỳ còn cần sửa lại, sau đó còn phải quay đoạn phim ngắn. Hứa Minh Tâm nhìn thấy Cố Gia Huy đến rồi, lập tức vui vẻ phấn khích chạy tới. Cố Gia Huy, anh có thấy biểu hiện vừa rồi của em không? Có tốt không? Rất đẹp, nhưng anh không vui nổi, anh ta có động tay động chân gì với em không? Có nói mấy lời chọc nghẹo em không? Không có không có, người ta rất lịch sự, đối với em cũng rất lễ phép. Vậy em thì sao, em có nghĩ ngợi lung tung, tay em có quy tắc không? Vừa rồi em nhìn anh ta thâm tình trìu mến là chuyện gì? Kiểu người như anh ta có phải loại ngây thơ không hả? Cố Gia Huy liên tục vứt ra hai ba câu hỏi, Hứa Minh Tâm có chút không kịp chống đỡ. Cái đó, em đi tẩy trang đã, bye bye. Cô chuồn đi rất nhanh, chỉ còn lại Cố Gia Huy một mình càng thêm lo lắng. Viên Mặc Hàn nhanh chóng qua đó, anh ta cũng nhìn thấy vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau, dáng vẻ rất thân thiết. Anh Trung, anh cũng tới xem quay phim sao? Tôi và nhà họ Môn khá thân, quan hệ với cô gái nhỏ kia cũng không tồi, thuận đường qua đây xem chút. Cố Gia Huy hời hợt nói, thực tế là đang ám chỉ. Quan hệ với cô gái nhỏ kia không tồi, cũng là nói anh đừng có động vào Hứa Minh Tâm, nếu không tôi sẽ rất không vui. Viên Mặc Hàn là một người thông minh, anh ta biết rõ, cười nói, cô Minh Tâm rất xuất sắc, là một tài năng, xem ra là anh Trung dạy dỗ rất tốt. Biết là tôi dạy dỗ, cậu nên thông minh một chút. Hiểu rồi hiểu rồi. Như thế là tốt nhất. Cố Gia Huy nói lạnh nhạt, không nhất thiết phải khách khí với vãn bối. Hứa Minh Tâm tẩy trang xong, gọi order cho mọi người xong thì rời đi. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, cô đều phát chút phúc lợi, dần dần cũng không ai nói gì cô nữa. Với lại hai ngày nay cô đã tiến bộ rất rõ ràng, cũng không có gì phải soi mói cả. Hai người lên xe, cả đường Cố Gia Huy không nói lời nào, sắc mặt nghiêm lại, hại đến không khí trong xe cũng trở nên rất áp lực. Hứa Minh Tâm nhíu mày, có chút không hiểu nổi. Anh làm sao vậy? Em làm anh tức giận rồi sao? Em như vậy nhìn người đàn ông khác, anh rất không vui. Vừa nghĩ đến vừa rồi trong lúc quay phim, ánh mắt Hứa Minh Tâm thêm chút ngượng ngùng nhìn Viên Mặc Hàn, dáng vẻ như vô cùng thích, toàn thân anh liền cảm thấy khó chịu. Hứa Minh Tâm nghe vậy không nhịn nổi nở nụ cười. Cô chọc chọc vào cánh tay Cố Gia Huy, hỏi, chú ba Cố, anh đang ăn giấm sao? Ăn giấm bằng ghen, không phải, anh không thích ăn đồ chua. Cố Gia Huy không tự nhiên nói. Vừa nghĩ đến bản thân mình từng này tuổi rồi, lại còn ăn loại giấm này, anh cảm thấy mặt mũi bị vứt hết. Cô nhìn dáng vẻ Cố Gia Huy không tự nhiên nhíu mày, giống như phát hiện ra lục địa mới vậy. Dáng vẻ Cố Gia Huy tức giận dễ thương quá đi. Cô không nhịn nổi nhéo nhéo mặt anh. Hứa Minh Tâm, không được đụng lung tung, anh sẽ cáu đấy. Yô yô yô, còn là một con hổ cơ đấy, anh có thể làm gì em chứ? Cô không sợ chút nào. Ngay lúc này, Cố Gia Huy đột nhiên đạp phanh xe, Hứa Minh Tâm bị dọa một phen, theo quán tính đầu bị đụng vào ghế khiến cô bị đau. Cô không kịp oán giận, không ngờ Cố Gia Huy đã vươn người qua đó. Chuẩn xác không sai chút nào mà hôn lên cánh môi cô. Không chỉ như vậy, bàn tay to của anh còn không quy tắc mà nhấc lên, trực tiếp luôn vào bên trong. Bã cảm giác chưa từng có trước đây. Thân thể Hứa Minh Tâm nhất thời mềm oặt. Không còn chút sức lực nào. Cô muốn giãy giụa, nhưng căn bản không thể địch lại nổi anh. Miệng bị bịt lại, khoang xe quá nhỏ, tay chân cũng không tiện vươn ra. Cô chỉ có thể bị động nhận lấy. Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, thêm cả phần dục vọng chiếm giữ nồng đậm. Mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ này tỏa sáng trước mặt người khác, anh đều rất lo lắng. Lo lắng cô trở nên ngày càng tốt, có càng nhiều người thích, sự lựa chọn của cô cũng càng nhiều. Cô vốn chỉ là kế sách của Cố Gia Huy, lại trở thành thứ chú ba Cố lo được lo mất. Chỉ là người phụ nữ của chú ba Cố. Cô gái nhỏ này đang lấy mạng của anh,
nhưng cô lại không hề biết. Hứa Minh Tâm cảm thấy đau. Anh đang làm đau cô. Cô nhịn không nổi phản kháng lại, nhưng dường như người đàn ông này không cảm nhận được. Ngay lúc này, trong không gian xe chật hẹp, đột nhiên truyền đến tiếng quần áo bị xé vụn, xoẹt một tiếng, vô cùng rõ ràng. Thanh âm này khiến người đàn ông đang mất đi lý trí đột nhiên tỉnh táo lại. Anh lập tức thả Hứa Minh Tâm ra, cô đau tới mức lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, lông mi ươn ướt, vành mắt đã đỏ hồng lên. Cô có chút sợ hãi nhìn bản thân, ánh mắt vô cùng vô tội. Trái tim anh run lên bần bật. Anh lạnh lùng lý trí như vậy, đêm nay, lại giống như bị điên. Anh lùi ra xa, thân thể nặng nề ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vô lăng. Chết tiệt thật, anh suýt nữa không kiềm chế nổi. Anh thở hổn hển, không khí trong khoang xe trở nên kỳ quái. Hứa Minh Tâm miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, che đi những vùng da bị lộ ra ngoài. Cố Gia Huy nhìn thấy, bèn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Xin lỗi, anh khàn giọng nói có chút run rẩy. Không, không sao đâu, em vốn là của anh, muốn sớm hay muộn cũng không sao cả. Cô nhẹ giọng nói, có chút sợ hãi, trước giờ cô chưa từng thấy Cố Gia Huy như vậy. Thật đáng sợ, giống như một con sói hoang dã, muốn nuốt chửng cô đến xương cũng không chừa. Cố Gia Huy nghe vậy, trái tim run rẩy kịch liệt. Sau đó, khóe miệng anh cong lên tia cười nhạo, một tiếng ngắn ngủi, mạnh mẽ đập vào trái tim cô. Cô nhìn Cố Gia Huy, trên mặt anh có vài phần cô đơn. Thực ra cô vẫn luôn không hiểu, tại sao Cố Gia Huy lại tức giận. Chiếc xe tiếp tục khởi động, một đường không nói gì, không khí rất áp lực. Sau khi đến nhà, anh cũng không nói thêm điều gì mà lao thẳng vào phòng sách. Đến cả chú An cũng nhìn ra có gì đó không đúng, hỏi anh bị làm sao. Hứa Minh Tâm nhẹ lắc đầu, cũng rất mờ mịt. Là cô làm sai gì đó rồi sao? Cô đổi một bộ quần áo hoàn chỉnh khác, do dự một lúc, rồi đến phòng bếp hâm nóng lại cốc sữa bò đưa đến phòng sách. Cô gõ cửa, cái đó, em có thể vào không? Có chuyện gì sao? Em hâm nóng sữa rồi. Anh còn có việc, không muốn uống, em uống rồi đi ngủ sớm đi. Giọng nói Cố Gia Huy có chút lạnh lùng xa lạ, khiến cô hơi hoảng loạn. Quen biết lâu như vậy rồi, anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Khẳng định là cô làm sai rồi, nếu không sao anh vẫn tức giận mãi vậy chứ. Nhưng đầu óc cô ngốc nghếch, thật sự không đoán nổi rốt cuộc bản thân sai ở đâu. Anh lại không muốn gặp cô, là không thích cô rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.